Chương 489, cung chủ hiện thân. Chú ý dưới đất. Diệp Phàm giống to một tiếng, thuận chân đá bay một ma sư bay đến hai thước, sử xuất thuật khinh thân đến cực hạn, phi thân bổ nhào về phía trước, may là bắt được một chân Trương Cường Lôi trở lại. Tuy nhiên thanh kiếm của đầu chọc đã gào thét bổ tới, nội kình người này cường hãn, thân thủ đoán chừng là ngũ đoạn. Hừ! Diệp Phàm nghiêng người né tránh rồi dùng một đòn hồi mã thương chặn lại, chỉ nghe keng một tiếng thì thanh bảo kiếm đã gãy làm đôi cắm phập vào ngực gã. Bát cách! Nhẫn giả đầu chọc cũng nổi hào khí thét lớn. Hòa thượng, không có cơ hội đâu. Diệp Phàm cười một tiếng quái dị, đầu chọc cảm giác trước ngực nóng lên liền biết chúng đao rồi bởi vì bảo kiếm bị chặt thành hai đoạn đã bị tiểu lý đao của Diệp Phàm đánh bay, hơn nữa thủ pháp hết sức thành thạo, tốc độ nhanh vượt qua đạn. A! À, y giống to một tiếng, nhếch miệng cười đắc ý một tiếng, đưa tay trước ngực vuốt mạnh một cái làm Diệp Phàm tròn mắt. Rõ ràng hắn đã tự tay cắm hai cây đoản kiếm vào ngực y vậy mà thoáng cái đã bị rút ra, ngay cả vết máu cũng không thấy. Hắn có áo chống đạn, không bị thương. Lang Phá Thiên đang giao tranh bên cạnh hừ một tiếng. Áo chống đạn, mình quên mất, chẳng phải bên mình cũng mặc nó, con mẹ nó, vậy thì mình sẽ phóng vào chỗ không mặc vậy. Diệp Phàm thầm mắng một tiếng, bốn thanh phi đao phân bốn phương tám hướng chia nhau bay tới. Đây nữa. Lần này đầu chọc tránh được một đao nhưng ba thanh còn lại đã đâm vào hai bắp đùi và tay trái y, đau đến ngã nhào dưới đất. Lạc Tuyết Phiêu Mai vừa nhìn thấy cơ hội khó có được thì lập tức huyết liên xuân vụt tới, một đóa hoa sen chụp xuống đầu. Nổ súng, phóng nỏ. Võng Dã vừa thấy tình huống không ổn thì hô lớn. Lẽ ra theo như bản tính võ giả đều tương đối khẳng khái, lúc quyết đấu sẽ không dùng vũ khí hiện đại, Nhật Bản cũng có một truyền thống gọi là tinh thần võ sĩ đạo. Nghe nói là xuất phát từ tinh thần võ giả của Hoa Hạ. Tuy nhiên bây giờ thì không như vậy rồi, theo tiếng giống của Võng Dã thì trên người Bát Kỳ Đại Xà bùng lên một luồng sương mù dày đặc, tám cái đầu rắn quỷ dị mở ra, từng loạt tên nỏ màu đen đáng sợ lao ra ngoài như đạn. Những tên nỏ này không phân địch ta bắn loạn một vùng, cả hai bên đều có người trúng tên ngã xuống. Phá hủy Bát Kỳ. Diệp Phàm giống to một tiếng. Trương Cường bởi vì phải bảo vệ đôi chân của Mỹ Sa Anh Tử mà không cẩn thận trúng một nỏ. Lang Phá Thiên vất ra một tấm lưới tơ tằm, vật này vừa ra thì đột nhiên phình lên đến vào mét. Mau vào! Theo tiếng hô của Lang Phá Thiên, mọi người nhanh chóng chui vào lưới, Trương Cường cắn răng muốn nhịn đau rút mũi tên trên đùi. Không thể, nếu làm như vậy xe không cách nào cầm máu. Diệp Phàm bắt được tay Trương, tiểu lý đao xoay một vòng trên đùi của gã. Cạch! Đoạn tên gãy đã lộ ra ngoài, Lạc Tuyết Phiêu Mai lấy thuốc bột ra băng bó tạm cho Trương Cường. Nổ súng đối phó với địch, phá hủy Bát Kỳ, chắc là có cơ quan trên những thân xà điêu này. Diệp Phàm hạ lệnh. Không chờ đợt tên dừng lại, mấy người đang ở dưới lưới chợt lui về sau hơn 10 thước, Lang Phá Thiên ném mạnh một vật đen về phía trước. Nghe nói đây là miếng dán đặc biệt chế tạo cho tổ đặc cần tựa như lựu đạn, vỏ ngoài làm bằng cao su dính. Thoáng cái đã bám vào thân Bát Kỳ, Lang Phá Thiên ném ra 4-5 lần làm trên người Bát Kỳ dính đầy loại vật này. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, ánh lửa phóng lên cao, mấy người trong Bát Kỳ bị vụ nổ làm bỏ chạy tứ tán. Diệp Phàm lấy ra một khẩu súng máy hạng nhẹ bắn một loạt. Lang Phá Thiên cũng không cam chịu lạc hậu cũng rút ra một khẩu bắn loạt, đụng phải Bát Kỳ đúc bằng sắt kêu lên cong cong, chắc là ma sư trốn ra cửa cũng không nhiều. Con mẹ nó, Phiêu Tuyết! Em chiếu cố tốt cho Trương Cường và anh tử, anh với Phá Thiên xông vào. Diệp Phàm giống to một tiếng rồi lao ra, phát hiện bên trong Bát Kỳ bị nổ tung lại có một động đạo đen ngòm. Nguy hiểm! Lạc Tuyết Phiêu Mai lo lắng hô. Kệ nó đi, liều mạng! Diệp Phàm xông tới, cảm giác có một luồng gió ập tới, tiện tay nhặt một nắm sắt vụn ném qua thì bên trong vang lên một tiếng rên nhỏ. Véo véo véo! Tiếng đạn xé gió truyền đến. Diệp Phàm cùng Lang Phá Thiên nghiêng người nấp sau vách đá. Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi bắn chéo cánh sẻ, bên trong vang lên mấy tiếng kêu rồi im bặt. Có Lang Phá Thiên yểm hộ, Diệp Phàm lộn một vòng vào trong hơn 10 thước, cứ thế tiếp tục đi xuống, thỉnh thoảng hai người còn ném thêm một quả lựu đạn. Mấy phút đồng hồ sau thì cả hai đã ra khỏi cửa động, dĩ nhiên bỏ lại sau lưng không ít kẻ cụt tay cụt chân. Công lực hai người đều rất cao, mấy mai sĩ nhị. Tam đoạn này căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa với công lực như vậy thì độ linh mẫn cũng đề thăng, có thể né tránh được hầu hết đạn của đối phương.
hai người nhắm ngay lối ra ném ba trái lựu đạn, khi tiến vào thì phát hiện bên trong lại là một sơn cốc nhỏ. Ở trên một vách đá có khắc một hình quái vật mình rắn đầu người. Ngoài ra còn có một ao máu, bên trong chứa đầu máu tươi. Xem ra đến chỗ bọn chúng tu luyện rồi, mẹ kiếp. Nhiều máu như vậy, không biết hại bao nhiêu người và dã thú. Diệp Phàm khẽ mắng, bắn loạn một vòng, không lâu cảm giác tiếng súng trong đó nhỏ dần, đoán chừng đối phương sắp hết đạn nên bắn mạnh rồi tiến vào. Bát cách, lão tử liều với các ngươi. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, võng dã không chờ người đến đã cầm ba quả lựu đạn nhảy về Diệp Phàm và Lang Phá Thiên. Đoán cầu, Lang Phá Thiên giống to một tiếng như sấm, thoáng một cái đã lấy ra sau lưng một thứ giống như ống thổi lửa nhắm ngay vào võng dã đang ở trong không trung ném tới. A, à, võng dã hét thảm một tiếng rồi bị hỏa tiễn cỡ nhỏ của tổ đặc cần bắn vào trong ao máu, vỡ tung thành từng mảnh. Cả hai quét một vòng, chỉ cần còn sống là đánh chết, sau khi thấy trong cốc không còn ai sống sót nữa mới trở ra, ngoại trừ quái thú trong ao máu thì cũng không phát hiện chìa khóa nào. Sau đó Diệp Phàm một hiện ra một cái hộp gỗ khắc hình kỳ lân Trung Hoa liền thu vào trong hành trang. Chẳng lẽ lầm rồi? Lang Phá Thiên thầm nói. Vấn đề chìa khóa có thể là do các chuyên gia suy đoán, có lẽ căn bản là không có. Diệp Phàm cũng nghi ngờ. Gim gim gim. Một hồi âm thanh trầm muộn truyền đến, bên dưới thân của quái thú chợt hé ra một cánh cửa, bên trong có một giọng nói già nua truyền ra. Đây có phải là thứ các ngươi tìm hay không? Hai người đề phòng một lúc cũng không thấy có gì nguy hiểm liền đi vào trong động. Đây là một cái sơn động rất lớn. Bốn vách đều khắc đầy những thần thoại trong truyền thuyết Nhật Bản, nào là Bát Kỳ, Hắc Xà, Thiên Chiếu đều có, một luồng hơi nước mờ ảo trong động khiến người ta có cảm giác đang trở lại thời hồng hoang. Mẹ kiếp, trên đời chẳng lẽ có thần tiên? Lang Phá Thiên không nhịn được mắng. Thần linh, đương nhiên là hư vô, ha ha ha. Một giọng cười già nua truyền đến, hai người dụi mắt một hồi mới nhìn rõ bên vách tường đang có một ông lão bị trói, đầu tóc rối tung, áo quần rách nát. Hình như đã ở dưới này lâu rồi. Ông là ai? Diệp Phàm hỏi, phi đao tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ha ha ha, ta là ai? Ta rốt cuộc là người nào? Ta là ai? Ông lão nói làm nhảm mấy câu rồi cười phá lên làm xích sắt trên người keo loảng xoảng. Chắc là một kẻ điên. Diệp Phàm nói. Chắc là chỉ điên một nửa thôi. Lang Phá Thiên nhíu mày. Ai nói đấy? Ai dám nói lão phu là kẻ điên? Lão tử là cung chủ, lão tử là đại thần Thu Sơn Chuân Điên, ha ha ha. Ông lão lại cười một tràng dài. Diệp Phàm và Lang Phá Thiên kinh ngạc, ông lão hom hem này vậy mà lại nói tiếng quan thoại, điều này đúng là ngạc nhiên, chẳng lẽ Thu Sơn Chuân Điên này lại là người Trung Hoa? Chẳng lẽ ông là hội chủ của Hồng Á Đao Lưu Hội? Diệp Phàm suy đoán. Ha ha ha, bé con còn nhớ được lão phu, không sai. Lão phu chính là Thu Sơn Chuân Điên được người đời gọi là Hồng Huyết Nhất Đao, ngươi là người Trung Hoa sao? Lúc trước võ đang có một tên đạo sĩ nhãi nhép tên là Trương Hữu Trần, lão phu thiếu chút nữa thì chém đứt chân của y. Trương Hữu Trần, nó, người này nghe nó đã hơn trăm tuổi, hành tung vô định, có lẽ là chết rồi, coi như là cao thủ lợi hại nhất hiện nay của Hoa Hạ, đạt tới cảnh giới tiên thiên. Thu Sơn Chuân Điên đã cùng tỉ thí với ông ta, lại còn đả thương được. Chẳng lẽ y cũng đạt tới cảnh giới tiên thiên mà Nhật Bản gọi là ma tôn? Diệp Phàm và Lang Phá Thiên suýt nữa thì la lên, bốn mắt trợn tròn. Ha ha, Thu Sơn tiền bối, lúc ấy người chém bị thương chân của Trương Tôn giả thì chắc bản thân cũng không dễ chịu gì. Diệp Phàm cười khan. Tôn giả, Trương Hữu Trần đã đột phá tiên thiên rồi sao? Thu Sơn Chuân Điên khẽ trầm mặc rồi thở dài. Không sai. Lúc ấy ta đánh bị thương y nhưng bản thân còn bị nội thương nặng hơn, vì thế mà bị đồ đệ Hoành Mộc Thôi Nhất ám toán, nếu không đã đạt tới cảnh giới ma tôn. Ai, thật muốn cùng tỉ thí lần nữa với Trương Đạo Hữu. Cuộc đời thật giống như một giấc mộng một giấc mộng. Chương 490, làm giao dịch. Đạm Mộc Thôi, chẳng lẽ lại là đại trưởng lão của Y Hạ Ma Cung? Lang Phá Thiên thuận miệng hỏi. Hừ, không sai, chính là cha nó. Hai cha con cấu kết với nhau làm việc xấu, rắn chuột một ổ. Hoành Mộc Thôi Nhất ám toán ta thì bị ta đánh cho trọng thương, hiện giờ đang trốn như chuột cống trong động chữa thương tu dưỡng, có lẽ đột phá rồi cũng nên. Đáng hận là ta không thể chính tay làm thịt tên xúc sinh kia.
Thu Sơn Chuân liền buột miệng mắng, giọng nói quảng quạc như quả, nghe rất chói tai. Tôi nghĩ chắc bọn họ muốn moi từ ông ra bí thuật hay bí mật gì đó. Diệp Phàm cười nói, khôi phục trấn định. Đương nhiên, hồng huyết đao pháp của lão phu cho dù là Nhật Bản hay cả thế giới đều nổi tiếng. Thu Sơn Chuân Điền nói tới tuyệt kỹ thần bí của mình thì lại có vẻ đắc ý. Hồng huyết đao pháp. Diệp Phàm và Lang Phá Thiên đều trố mắt, thầm nghĩ đao pháp có thể chém thương được Trương Hữu Trần thì chắc chắn là đao pháp tuyệt thế, người luyện võ nào vừa nhắc tới lại không nảy sinh ham muốn. Ha ha ha, hai nhãi con muốn đao pháp của ta có phải không? Thu Sơn Chuân Điền cười đắc ý nói. Ừ. Hai người gật đầu rất tự nhiên, trước mặt cao thủ như vậy cũng không cần thiết phải giả dối. Lang Phá Thiên hỏi. Ông có điều kiện gì có thể nói ra? Hồng huyết đao pháp là không thể nào truyền cho ngươi, tuy nhiên các ngươi tấn công vào Y Hạ Ma Cung có phải là muốn lấy được một cái chìa khóa có phải hay không? Thu Sơn Chuân Điền nói ra một đại bí mật. Chìa khóa, tiền bối biết. Diệp Phàm hỏi. Không sai, chìa khóa đó gọi là chiếu nguyệt khóa, đồ đệ Hoành Mộc Thôi Nhất của ta lúc ấy ra tay độc ác cũng chỉ vì muốn có được thứ mà Y Hạ lão tổ tông lưu lại là chiếu nguyệt khóa. Chiếc chìa khóa này theo truyền thuyết có thể mở cửa một cung điện thần bí trên Hoa Hạ, bên trong có Diệp Liên Chi có thể trợ giúp đột phá công lực, ngoài ra còn có bí thuật tuyệt thế của tổ bối Y Hạ lưu lại. Lúc Hoa Hạ các người bị liên quân tám nước đánh vào thì sư phụ của ta là cung điền Cổ Tứ Quân còn thu thập được rất nhiều tin tức tình báo bí mật và một số đồ cổ chân quý trong cung điện. Đương nhiên, bọn chúng cũng muốn lấy được hồng huyết đao pháp của ta nếu không đã ra tay từ lâu. Thu Sơn Chuân Điền thần bí nói. Ý tứ của lão tiền bối là dùng chiếu nguyệt khóa để làm điều kiện trao đổi tự do của người. Diệp Phàm hiểu ngay. Không không không, thân tàn của ta coi như xong. Người nghĩ lầm rồi. Ta đưa cho các ngươi chiếu nguyệt khóa là để các ngươi giúp ta làm một chuyện, chúng ta làm một cuộc giao dịch. Khóe miệng Thu Sơn Chuân Điền khẽ giật, xem ra tương đối kích động. Điều này thì có thể, ông cứ nói điều kiện của mình trước, nếu là chuyện chúng tôi có năng lực thì dĩ nhiên sẽ đồng ý, nếu không thì cũng đành chịu. Diệp Phàm gật đầu. Các ngươi nhất định có thể làm được, công lực của hai nhãi con các ngươi cũng không thấp a, chắc có thân thủ lục, thất đoạn. Vào thời trước kia cũng thể coi là cấp đại sư rồi, thiên tài a. Ai, không biết con cháu của ta có đạt tới đẳng cấp này hay không? Thu Sơn Chuân Điền nói một hồi gì đó rồi đột nhiên tỉnh táo lại. Điều kiện của ta chính là các ngươi cắt đầu của ta giao cho Thu Sơn Lâm Nhất Phu của gia tộc Thu Sơn, phải giao tận tay nó mới được. Vậy để chúng tôi cứu ông ra khỏi đây có phải hơn không? Diệp Phàm khó hiểu. Cứu ta, không thể nào. Các nhìn mấy cái khóa đằng sau ta, tất cả đều là do hợp kim chế ra, không dễ để cưa đứt. Nếu có thể thì cũng chỉ e dẫn động thuốc nổ chôn dưới đây nổ tung. Hơn nữa lão phu gần đây cũng cảm thấy đại nạn khó qua, sống không được mấy ngày. Nếu muốn trao đổi thì để ta viết di thư rồi các ngươi bọc trên đầu ta mang đi. Nếu không thì hai người mau cút đi, còn có thời gian. Thu Sơn Chuân Điền đột nhiên trở nên lạnh như băng. Đổi. Diệp Phàm nắm tay một cái, Lang Phá Thiên cũng gật đầu. Không lâu sau, Thu Sơn Chuân Điền cắn đầu ngón tay viết huyết thư. Tôi lấy Hoa Hạ Thần Long lão tổ tông làm chứng, dù nguy hiểm đến tính mạng cũng đưa được đầu của Thu Sơn Chuân Điền đỉnh đầu và huyết thư tự mình giao cho Thu Sơn Lâm Nhất Phu. Sau khi nhận lấy huyết thư, Diệp Phàm cùng Lang Phá Thiên đều thề độc. Ta tin tưởng các ngươi, Nhật Bản chúng ta có tinh thần võ sĩ đạo có thể mổ bụng. Hoa Hạ các ngươi cũng có tinh thần đại sư quốc thuật, điều này ta không nghi ngờ, cầm đi. Thu Sơn Chuân Điền đột nhiên vận khí há miệng thật lớn. Không lâu, một màn quỷ dị xuất hiện, một vòi máu phun ra, bên trong còn lẫn cái gì đó giống như chìa kháo, tuy nhiên nó tựa hồ bị tách thành hai nửa. Rút lui, Diệp Phàm và Lang Phá Thiên trầm xuống, giận dữ hô. Lão đầu, làm sao chỉ có một nửa khác đâu? Ai? Không phải là ta lừa gạt các ngươi, 40 năm trước lão phu đã là cao thủ cửu đoạn, có cần lừa gạt hai nhãi con các ngươi không? Nửa còn lại đã bị sư phụ ta trao đổi với gia tộc La Khắc của anh Liên Bang. Các ngươi lúc tới không thấy đại trưởng lão và nhị trưởng lão, chắc bọn họ đã đi gia tộc La Khắc đàm phán trao đổi bên cái chìa khóa rồi. Lão phu nói đến vậy thôi, có tin hay không là tùy các ngươi. Ai, đến đây đi, dẫn cửu, lão phu cũng không trụ được rồi. Thu Sơn Chuân Điền nói vẻ cực kỳ thành khẩn. Chậm đã,
Lão tiền bối, còn có một người Trung Hoa và một người Nhật Bản cũng bị nhốt trong ma cung, người biết chỗ bọn họ không? Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến nhiệm vụ lần này tới đây là có cứu một người. Hình như là có một người như vậy, người nam chắc cũng đã lớn tuổi, nữ thì không rõ lắm. Có mấy lần ta nghe thấy bên ngoài truyền vào thanh âm, bên vách tường bên trái còn có phòng giam, các người có thể đi nhìn xem. Tuy nhiên thời gian rất gấp, sơn cốc này chắc khoảng mười mấy phút nữa sẽ tự nổ, các người đi xem, ao máu bắt đầu sôi trào thì chính là dấu hiệu tự phát nổi. Thu Sơn Chuân Điền nói. Hai người vội vàng vọt tới đại lao bên trái, sau kho cho nổ cửa thì phát hiện bên trong có mười mấy người, tất cả đều giống như ăn mày, bị trói ở trong lao. Quách lão, Diệp Phàm và Lang Phá Thiên lớn tiếng kêu. Tôi đây. Chỗ trái cùng vọng ra một giọng trầm thấp, nghe như sắp gục ngã. Hai người vọt tới, lấy ra hình so sánh một chút, mặt tuy nói nhiều nếp nhăn hơn nhưng vẫn còn khuôn dạng, tuy vậy hai chân đã bị đánh cho tàn phế, Lang Phá Thiên đưa tay ôm lấy Quách lão trên vai rồi chạy ngược trở ra. Thu Sơn tiền bối, xin lỗi rồi, tôi phải động thủ. Diệp Phàm giống to một tiếng. Một đao đi xuống, cảnh tượng máu me này đúng là rất dọa người. Đến đây đi, đường trong động chắc là đã sập, các ngươi đi đường vòng dưới tàng cây phong đỏ, phía trên có chỗ đặt chân. Thu Sơn Chuân Điền nói hết lời thì cái đầu đã rơi vào tay Diệp Phàm. Phá Thiên, anh mang người về trước chuyển lên thuyền, tôi biết tiếng Nhật Bản nên đi đưa đầu người. Không cần chờ tôi, chuyển Quách lão và cái chìa khóa quan trọng hơn. Diệp Phàm nói. Không được. Muốn đi cùng đi, con mẹ nó, muốn chết cũng cùng chết. Lang Phá Thiên kiên định, vừa chạy vừa hô. Tôi là phó soái, đây là mệnh lệnh, ra lệnh. Nhiệm vụ của anh không nhẹ, Trương Cường vừa bị thương, còn phải mang theo Quách lão tàn phế bơi trên biển 10.000 mét, rất nặng. Thi hành mệnh lệnh. Diệp Phàm nặng giọng, vẻ mặt ngưng trọng, hiển lộ phong độ đại tướng làm Lang Phá Thiên tin phục. Được rồi. Lang Phá Thiên bị ánh mắt của Diệp Phàm dồn ép cúi đầu bởi vì chuyện lần này là do Diệp Phàm phụ trách, đây là kỷ luật thép của quân nhân, không có chỗ cho tình huynh đệ. Đối với tổ đặc cần lại càng nhấn mạnh điều này, nếu không có kỷ luật thép này thì hoạt động của tổ không thể hiệu quả. Quả nhiên, cửa vào hầm ngầm đã bị nổ sập, xem ra trong động đang còn lại vài ma sĩ đang tác quái. Hai người tìm được cây phong đỏ bên trái, ném thiết chảo trèo lên chừng 10 mét thì có chỗ đặt chân. Mới đến giữa sườn núi thì trong sơn cốc phát ra tiếng nổ rung trời làm đất đá rung chuyển, lửa bốc cao đến hơn 10 mét, xem ra toàn bộ đều bị phá hủy. Vừa tới ngoài cốc, Lạc Tuyết Phiêu Mai đã đem theo mấy người Trương Cường sớm chờ ở bên ngoài. Như thế nào rồi tiểu lão công? Lạc Tuyết Phiêu Mai thấy Diệp Phàm một thân máu chảy đầm đìa thì nhảy tới lo lắng, buột miệng gọi ra từ tiểu lão công lúc đánh cuộc mà cũng không nhận ra. Trong lòng cô vẫn luôn mâu thuẫn, một mặt vừa bực bội. Một mặt vừa có chút nhớ nhung bộ dáng lưu manh của Diệp Phàm. Mới vừa rồi trong lòng cô một mực khấn thầm cho tiểu lão công được bình an nên lúc này mới bất giác gọi ra. Lúc này mọi người đều đang chú ý tới nhiệm vụ, cũng không ai chú ý tới để cười nhạo Lạc Tuyết Phiêu Mai. Hoàn thành, mọi người chuẩn bị rút lui. Diệp Phàm hơi ngẩn ra rồi bình tĩnh lại, trong lòng thầm nghĩ là cô nương gọi ba tiếng tiểu lão công nghe rất trôi chảy. Anh Tử. Bên trong đó chúng tôi không phát hiện thấy phụ nữ nên chuyện của mẹ cô thật xin lỗi rồi. Diệp Phàm hơi bối rồi. A, mẹ. Nghĩ xa anh Tử nhất thời rơi lệ đầy mặt, thân thể mềm nhũn gục xuống. Diệp Phàm vội vàng đưa tay ra đỡ, một tay móc ra chiếc hộp đựng chiếc chìa khóa đưa cho Lý Sơn, thận trọng nói. Dùng tính mạng bảo vệ nó. Tuân lệnh. Lý Sơn hô rõ rồi đưa tay nhận lấy. Ầm. Một thanh âm quái lạ vang lên. Diệp Phàm cảm giác áo đặc chế trên lưng trương lên rồi thân thể bị chấn bay đến hơn 2 mét, nhất thời cảm giác đau đớn như bị lửa đốt. Phó soái, Lý Sơn đang nhận cái hộp nghe tiếng động ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện Mỹ Sa Anh Tử vẫn dựa người vào Diệp Phàm đang mở lớn miệng thì lập tức hét lớn nhào tới. Một cây châm quái lạ nhanh như chớp đâm vào lưng Diệp Phàm, chiếc hộp trong tay Lý Sơn cũng bị Mỹ Sa Anh Tử một tay nắm lấy rồi chuyển thân bay lên. Lang Phá Thiên lúc này đã sớm một kiếm đánh tới. Chương 491, ra ngựa bọc thây. Lý Sơn. Diệp Phàm cũng không kịp chú ý vết thương trên lưng, xoay người phóng ra cùng lúc bốn thanh, tiểu lý đao như ảo ảnh bắn về phía Mỹ Sa Anh Tử đã chạy xa 30 mét. Lý Sơn.
Lạc Tuyết Phiêu Mai và Trương Cường đỡ lấy Lý Sơn thì thấy ngực y đã đầy máu tươi, đáng sợ hơn là máu đã chuyển màu tím đen. Độc châm, là độc châm, kịch độc. Trương Cường khàn giọng hô lên. Hộp, cái hộp, phó soái, hộp. Lý Sơn nhìn chằm chằm về hướng Mỹ Sa Anh Tử bỏ chạy hô lên. Mẹ kiếp, dám lấy mạng huynh đệ ta. Diệp Phàm giận dữ, hai mắt tràn đầy lửa giận, mấy thanh, tiểu lý đao, bắn ra đã ghim trúng hai chân Mỹ Sa Anh Tử. Phá Thiên Quyền như một trận sấm sét điên cuồng đánh xuống, thiết cước có thể đá gãy đá tảng không chút lưu tình cuồng phi thẳng vào ngực Mỹ Sa Anh Tử. Bốp, bốp, bốp. Mỹ Sa Anh Tử có thân thủ ngũ đoạn, tuy nhiên toàn bộ vũ khí trước đó bị Diệp Phàm và Lang Phá Thiên lấy đi lúc kiểm tra. Cuối cùng chỉ có thể phát ra, thôn nguyệt biên bức, và một quả độc châm giấu trong cổ họng vì giấu quá sâu nên không bị tra ra. Thiết quyền thiết cước của một cao thủ thất đoạn nổi giận đánh xuống người giống như bóng cao su tóc khí, tiếng gãy lìa răng rắc của các khớp xương trên người hoàn toàn có thể nghe rõ ràng. Bên kia Lang Phá Thiên đã nhanh chóng xé rách y phục Lý Sơn để bức độc châm ra, tuy nhiên châm đã đến nội phủ, lợi hại nhất là không biết dùng kịch độc gì ngâm chế khiến Lý Sơn nhanh chóng nguy kịch. Diệp Phàm túm Mỹ Sa Anh Tử đến trước mặt Lý Sơn. Huynh đệ, cái hộp cầm lại rồi, cậu. Diệp Phàm đưa một tay vỗ xuống, sử xuất công pháp cách sơn đả nghiêu, một cây độc châm màu xanh biếc bay ra. Lang Phá Thiên vội vàng bôi thuốc trừ độc cầm máu. Ha ha ha, không có tác dụng đâu, thiết bối thương là một trong 10 đại kỳ độc thiên hạ, nếu có thể cứu sống Mỹ Sa Anh Tử này chết không nhắm mắt. Mỹ Sa Anh Tử đắc ý kêu la, khóe miệng phun ra máu tươi. Thiết bối thương. Diệp Phàm chấn động nhìn Lang Phá Thiên. Ai, có lẽ không có cách nào. Nếu như lập tức đưa tới bệnh viện có lẽ còn có thể cứu, tuy nhiên vượt qua 2 phút sẽ tới không kịp. Loại độc này là kính nhãn vương xà tạp giao với độc kim vương, chất độc phát tác nhanh hơn, vô cùng hiếm thấy, bình thường mà nói rất khó tìm được. Lang Phá Thiên thở dài, quay đầu mắng. Cô là người của thần đạo tổ. Ha ha ha, không sai. Mục đích của bổn cô nương chính là lẻn vào Y Hạ Ma cung trộm lấy chiếu nguyệt khóa, tuy nhiên ta phải tiếc hận, đáng tiếc, không ngờ tiểu tử này lại là một cao thủ đẳng cấp siêu cao. Mỹ Sa Anh Tử biết mình cũng sắp không trụ được nữa, toàn bộ nội phủ đều bị Diệp Phàm đánh loạn có lẽ đều nát thành cháo rồi. Rút lui. Diệp Phàm hô, cõng Lý Sơn lên đang muốn đi. Phụt. Khi Diệp Phàm đang muốn cõng Lý Sơn lên nhìn xuống dưới, trái tim như sắp nứt ra, quát to một tiếng. Lý Sơn, Lý Sơn. Lý Sơn nhân lúc mọi người đang khẩn trương đã rút dao găm ra đâm xuống ngực mình, xem ra không sống nổi, đương nhiên là không muốn liên lụy đến mọi người cho nên mới làm như vậy. Phó soái, Nam Nhi đại trưởng phu ra ngựa bọc thây rất vinh quang, Lý Sơn này có thể vì cống hiến cho quốc gia chết trên chiến trường rất vinh quang, hãy thiêu xác tôi lấy ít cho rồi mọi người đi mau, về đến nơi thì đem ít cho cốt cho cha mẹ tôi là được, mau. Lý Sơn mở to hai mắt, khi sắp nhắm lại ngọ nguậy lấy từ trên cổ một cái xương hình trái tim đưa cho Lang Phá Thiên. Phiền anh giao lại cho em họ Tào mặc của tôi, giao cho Phi, Nhã, nói Lý Sơn này kiếp sau làm trâu làm ngựa, tương báo. Lý Sơn nhắm hai mắt lại buồn bã ra đi. Lý Sơn, tiếng la như sấm, trong đêm tối tĩnh mịch đặc biệt thê lương. Lý Sơn, bất luận như thế nào tôi phải đem cậu về tổ quốc, tôi thề. Diệp Phàm giống to một tiếng, cõng Lý Sơn lên hô. Lang Phá Thiên, ra lệnh cho cậu lập tức dẫn người rút về, không được chần chừ. Giết, giết, giết. Từ nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng la và tiếng hô, mười mấy cột đèn cường quang lóe lên. Phá Thiên, đi mau, có lẽ người Y Hạ trở về rồi, tôi cản ở phía sau. Dưới mấy đao của Diệp Phàm, Mỹ Sa Anh Tử đầu lìa khỏi xác, sau đó cõng Lý Sơn phóng tới phương hướng cột đèn. Phân tán lực chú ý của đám ma sĩ Y Hạ. Phó soái, Lang Phá Thiên và Lạc Tuyết Phiêu Mai kêu to, cõng Trương Cường và Quách lão cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Phàm, bất đắc dĩ xông vào núi rừng. Tiểu lão công, anh nhất định phải sống, em chờ anh, chờ anh. Từ rất xa truyền đến tiếng hét khàn khàn của Lạc Tuyết Phiêu Mai. Diệp Phàm giúp Lý Sơn băng bó qua loa một chút, giải ít thuốc bột, bất kể như thế nào, cũng phải để huynh đệ ra đi được an bình. Hắn giấu kỹ Lý Sơn, sát nhập vào giữa đám người Y Hạ ma nhân rồi quyền đấm cước đá, sự điên cuồng của cao thủ thất đoạn vào lúc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, uy lực đúng là dọa người. Có lẽ bị vây vào trạng thái điên cuồng,
Diệp Phàm đã phát huy ra tất cả tiềm năng trong người, có thể so sánh với cao thủ thất đoạn đỉnh cấp. Một trận âm thanh phịch phịch truyền đến, mấy tên ma sĩ còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra đã chết dưới phi đao. Cao thủ, siêu giai cao thủ, hợp trận công kích. Lúc này một thanh âm già nua kinh hoàng hô lớn. Đám ma sư trong nháy mắt vội vàng tránh ra, sáu cao thủ tam đoạn, hai cao thủ ngũ đoạn tạo thành, bát kỳ xà trận, hợp kích đánh tới. Đao quang kiếm ảnh, quyền chân bay múa, tám thanh đao kiếm nhắm Diệp Phàm chém xuống, khiến hắn cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có. Chiến đấu nhiều giờ đã dần dần cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi, vội vàng móc ra dược hoàn bổ sung thể lực gì đó mà tổng bộ đặc cần phát cho nuốt vào. Bắt giặc phải bắt vua trước, bắn người phải bắn ngựa trước. Trong đầu Diệp Phàm đột nhiên thoáng hiện lên câu nói nổi tiếng này, tìm đúng lão đầu ra nhăn lên tiếng, có lẽ chính là tam trưởng lão ma sinh nại xuyên của bọn Nhật Bản. Diệp Phàm trong mơ hồ đầu tiên quăng bốn thanh phi đao đánh nghi binh bốn phía, phân tán lực chú ý của đám ma sư, sau đó bốn thanh phi đao khác hợp thành một nắm, tàn nhẫn phi thẳng tới. Một tiếng, cha, vang lên. Ối! Ma sinh nại xuyên kêu đau té xuống, trận cước khẽ đảo, bát xà trận nhất thời rối loạn. Diệp Phàm xem thời cơ không còn gì để mất, một trận loạn đao chém tới, phi đao kẹp ở bên trong vọt tới, không lâu sau mấy tiếng ba 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 vang lên, toàn bộ cột sáng đều bị bắn diệt. Hiện trường nhất thời tối đen, hết sức có lợi đối với Diệp Phàm bởi vì hắn có đôi mắt ưng bén nhạy. Diệp Phàm tiềm phục trong bụi cỏ, qua lại như săn ưng, giải quyết từng người một. Không lâu sau đã giải quyết được bốn tên, lúc này ma sinh nại xuyên hô lớn. Mau! Mau tụ lại với nhau, đừng để hắn tiêu diệt từng người một. Muộn rồi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, như mãnh hổ sau núi, một đao bổ về phía ma sinh nại xuyên. Keng. Ba thanh kiếm của ba ma sư chống đỡ, một cánh tay phun máu bay về phía thiên không, một cái chân rời khỏi cơ thể, phun đầy máu lên người Diệp Phàm. Ở bên kia, mau, ma sinh, là người nào? Lại có một giọng nói khàn khàn truyền đến. Nhị trưởng lão. Nhanh lên, trong cung chúng ta bị người của thần đạo phá hủy, ma sinh nại xuyên thống khổ hô to. Không thể tái chiến được, tái chiến chính là chết. Trong đầu Diệp Phàm đã hiện lên ý nghĩ này, hung hăng đá ma sinh nại xuyên một cước, lão già bị đá kêu thảm thiết như giết heo, lại thuận chân đá gãy khớp xương lão, một cước phi thân điểm lên làm xương đùi bắn ra xem như chân đã bị phế, cho dù có thể nối lại có lẽ cũng thành một người què vì xương lão đã nát bấy. Một cước này của Diệp Phàm tuyệt đối có sức lực hơn ngàn cân. Diệp Phàm phi thân quay người lại bay đi. Nhị trưởng lão Đằng Điền Quy Sa đuổi theo, tuy nhiên Diệp Phàm chạy trốn quá nhanh, Đằng Điền Quy Sa chẳng qua chỉ là thân thủ lục đoạn, làm sao chạy nhanh bằng Diệp Phàm có đôi mắt ưng. Hơn nữa khoảng cách cũng tương đối xa, Diệp Phàm cõng Lý Sơn trên lưng chạy điên cuồng, có lẽ bọn người Lang Phá Thiên cũng đi được có vài chục dặm rồi, hẳn là an toàn. Bây giờ đi đâu? Chỗ trưởng trạm Dương Tái Đình tạm thời không thể trở về, sợ làm cho thần đạo tổ Nhật Bản hoài nghi. May là Diệp Phàm đã tạo ra cảnh tượng giả mạo, có lẽ trưởng lão Y Hạ trở lại cũng sẽ cho rằng chuyện này là do thần đạo tổ của chính quyền Nhật Bản làm, sẽ không hoài nghi đến bên Hoa Hạ. Trên lưng vừa đau vừa lạnh, Diệp Phàm cứ nhắm về phía trước mà chạy, chạy cho đến khi không còn khí lực mới dừng lại, sau khi nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục chạy, chạy trốn càng xa càng tốt. Đoán chừng đã cách thành phố Khang Nại rất xa rồi, thấy phía trước có một vùng ánh đèn, có lẽ là tiểu thành thị, tranh thủ bóng đêm, Diệp Phàm chui vào. Hắn len lén mở một cửa hàng lấy mấy bộ quần áo mặc lên, bôi thuốc, tuần tra trên đường, cuối cùng phát hiện một mục tiêu, một quầy bán đồ ăn nhỏ, bởi vì bên trong có tủ lạnh. Diệp Phàm hỏi thăm một chút, mới biết ông chủ là một kẻ nát rượu, bà vợ cũng đã bỏ đi, chỉ có một thân một mình, nhân lúc y đóng cửa ra tay đánh ngất xỉu. Tạm thời chiếm làm hang ổ. Trong lòng Diệp Phàm vô cùng bi thương, lau người cho Lý Sơn, mặc bộ đồ mới. Hắn vốn muốn băng Lý Sơn lại, tuy nhiên suy nghĩ cảm thấy nơi này còn chưa đủ xa, cho nên chuẩn bị đem Lý Sơn cất vào một chiếc túi du lịch đặc biệt lớn trèo lên xe lửa hướng về phía nam. Bởi vì thành phố Khang Nại ở phía bắc, đi về phía nam xa hơn một chút cũng an toàn hơn, còn phải đưa đầu của lão đầu Thu Sơn Chuân Điền đến tay Thu Sơn Lâm Nhất Phu. Tuy nhiên gia tộc Thu Sơn là danh môn vượng tộc ở Nhật Bản, Thu Sơn Lâm Nhất Phu lại càng nổi tiếng. Mấy năm trước người này còn cùng Thái Đầu Trần Vô Ba của Trần Thị Thái Cực Quyền Hoa Hạ thi đấu võ đài, cuối cùng Trần Vô Ba sắp tiếp cận cấp bậc tiệt lưu thất đoạn quốc thuật trực tiếp đánh xuống lôi đài,
quá mất mặt chuồn về Nhật Bản, lúc ấy y từng thề vài năm sau sẽ trở lại chiến đấu. Tuy nhiên Thu Sơn Lâm Nhất Phu có thể đối kháng với Trần Vô Ba, chứng tỏ y chí ít cũng có thân thủ thất đoạn. Diệp Phàm không rõ tại sao Thu Sơn Chuân Điển yêu cầu phải đem đầu mình về gia tộc Thu Sơn, hơn nữa còn muốn Thu Sơn Lâm Nhất Phu nhận lấy. Lẽ nào trong đầu lão ma Thu Sơn Chuân Điển cất giấu đại bí mật kinh thiên gì, hoặc là hồng huyết đao pháp của lão đầu này được giấu ở trong đầu? Chuyện này thật khó hiểu, cho dù là hồng huyết đao pháp, giấu trong đầu Thu Sơn Chuân Điển, tuy nhiên y chết đi thì trí nhớ đã biến mất, nếu phá đầu còn có tác dụng gì? Thu Sơn Chuân Điển cũng không thể đem thứ đặc thù như hồng huyết đao pháp cất ở trong đầu, tuyệt đối không thể, nếu như nói giấu đồ trong bụng còn có thể tin được, giấu đồ trong óc mới nghe qua cũng rợn cả người. Diệp Phàm đang chỉnh trang cho Lý Sơn thì mí mắt kỳ quái nhảy dựng lên, hét lớn. Chuyện gì thế này, lồng ngực Lý Sơn vẫn còn ấm, hình như còn nghe được tiếng tim đập. Chương 492, hừ, dám kêu con gái ta làm vợ bé. Diệp Phàm vội vàng áp tai, thi triển thuật bức nhĩ thông dán sát vào lồng ngực Lý Sơn, đúng là có tiếng tim đập yếu ớt, tuy nhiên nhịp đập quá yếu, lỗ tai bình thường căn bản không cảm giác được. Quái, chẳng lẽ Lý Sơn tự đâm mình một đao lại giải đi một ít độc tố, độc của thiết bối thương nghe nói còn gọi là thất bộ sát, giết người trong 7 bước hiện tại đã đi được mấy vạn bước rồi, Lý Sơn vẫn có khí, có lẽ còn cứu được, thần xui quỷ khiến Lý Sơn chảy máu lại cứu được mình. Diệp Phàm vui mừng như điên, vội vàng lấy ra một số thuốc bột, thi triển thuật kiền nguyên kim châm phong huyệt cầm máu. Tuy nhiên Lý Sơn đã chảy máu quá nhiều, gần như chết lâm sàng nên việc cấp bách là phải truyền máu. Kích hoạt tiềm lực trước rồi hãy nói. Diệp Phàm hạ quyết tâm, đưa một viên lôi âm cửu long hoàn và nước đổ vào trong miệng Lý Sơn, sau khi nuốt vào Diệp Phàm toàn lực đẩy ra khí tức nội kình tràn vào trong kinh lạc. Sau 2 giờ. Khí cơ của Lý Sơn đã mạnh hơn một chút so với trước đó. Có lẽ lôi âm cửu long hoàn có thể giúp người đột phá cảnh giới nổi lên tác dụng trái ngược, kích hoạt tiềm năng Lý Sơn. Diệp Phàm không dám chậm trễ, hóa trang cho Lý Sơn trèo lên xe lửa, nhắm phía nam mà đi. Khi đến một thành phố tên là Cương Cơ ở phía nam, Diệp Phàm lợi dụng cách cũ làm một hồi đạo tặc, kiếm chút tiền về. Hắn len lén đột nhập vào một bệnh viện tương đối lớn, xuống tay độc ác. Bắt cóc con trai của viện trưởng tên là Phúc Điền Khang Phu. Buộc Phúc Điền phẫu thuật, truyền máu cho Lý Sơn, chỉ có điều xà độc của thất bộ sát, chỉ hơi hóa giải được một ít. Viện trưởng Phúc Điền cũng bất đắc dĩ, nói mình không thể làm gì được. Loại xà độc này y chưa từng nhìn thấy, thậm chí còn chưa nghe qua, giải không được. Diệp Phàm bất đắc dĩ uy hiếp sau đó rời đi, tuy nhiên Phúc Điền Khang Phu có lẽ cũng bị hù dọa bể mật, còn tưởng rằng gặp được lão đại trong hắc bang. Cũng không dám lộ ra, Diệp Phàm trái lại không có việc gì. Lang Phá Thiên, Lạc Tuyết Phiêu Mai được trưởng trạm Dương phối hợp, giúp đỡ, nghỉ ngơi hồi lâu, chủ yếu là muốn đợi Diệp Phàm trở về, tuy nhiên Diệp Phàm vẫn không liên lạc với bọn họ, trong lòng hai người tràn đầy u ám, có lẽ hy vọng còn sống của Diệp Phàm là tương đối nhỏ. Bởi vì lúc ấy người của Y Hạ Ma Cung có một nhóm lớn, hơn nữa tổng bộ truyền đến tin tức, nhị trưởng lão Y Hạ đã từ Vương quốc Anh quay về trước thời hạn. Dưới sự vây công của mấy cao thủ ngũ đoạn, lục đoạn muốn thoát thân là tương đối khó khăn, hơn nữa lúc ấy Diệp Phàm đã bị thương. Không thể chờ đợi thêm nữa, lên đường. Lang Phá Thiên nện một quyền lên mặt bàn, cắn răng phát lệnh, hiện tại Diệp Phàm không còn, y chính là phó chỉ huy. Lang tướng quân, có thể đợi thêm một ngày nữa hay không? Có lẽ hắn đang trên đường trở về rồi. Nước mắt đã đong đầy trên đôi mắt Lạc Tuyết Phiêu Mai. Đi. Lang Phá Thiên thiết huyết vô tình, kiên quyết cự tuyệt yêu cầu của Lạc Tuyết Phiêu Mai. Trong lòng thầm nghĩ, Diệp ca, hy vọng anh có thể bình an, việc lớn quốc gia quan trọng hơn, tôi xin lỗi anh. Nếu như huynh đệ thật sự hy sinh ở Nhật Bản, huynh đệ tôi xin hứa với anh, nhất định sẽ trở lại Nhật Bản, không tiêu diệt Y Hạ Ma Cung thể không làm người. Quay đầu nói với trưởng Trạm Dương, anh toàn lực ra ngoài tìm Diệp phó soái, không tiếc bất cứ giá nào phải bảo vệ an toàn cho hắn. Đương nhiên, thân phận bí mật của bản thân mình cũng quan trọng, tôi không hy vọng trạm này bị thần đạo tổ Nhật Bản đoán được. Từ tình huống trước mắt mà nhìn, Mỹ Sa Anh Tử vì bị chúng ta tịch thu tất cả, cho nên còn chưa kịp truyền tin tức liên quan đến chúng ta cho thần đạo tổ. Được, tôi sẽ toàn lực tìm Diệp phó soái. Hai mắt trưởng trạm Dương lóe lên như hàn quang. Ai, Lạc cô nương,
chúng ta thật sự không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa chỉ sợ Nhật Bản nghe ra mùi vị có thể tăng cường tuần tra toàn diện, có khả năng phong tỏa mặt biển, lúc đó muốn đi trong đêm thì khó khăn. Lang Phá Thiên thở dài lên đường. Vượt qua tất cả trắc trở, hai người bình thường mang theo hai nhân sĩ tàn tật, cuối cùng an toàn đi tới tàu lặn số 1 Thần Long M2. Lang Phá Thiên và Lạc Tuyết Phiêu Mai ngồi trong tàu lặn đều không nói lời nào, sau khi Trương Cường được băng bó cũng ngơ ngác ngồi một chỗ. Ánh mắt đỏ hoe, mày nhíu lại, thuyền trường tàu nhìn đông nhìn tây, cảm giác tình huống giống như có vẻ không ổn, tựa hồ thiếu một người, kìm nén một hồi rốt cục không nhịn được hỏi. Lang tướng quân, làm sao không nhìn thấy Diệp Phó Soái và Lý Sơn? Ai? Lang Phá Thiên thở dài, đập một quyền lên chiếc bàn nhôm hợp kim làm nó nhất thời lõm xuống. Lý Sơn hy sinh, Diệp Phó Soái có thể. Trương Cường khàn giọng nói nửa câu, rốt cục khóc ra thành tiếng. Vật này là của Lý Sơn giao đãi đưa cho một cô gái tên là Triệu Phi Nhã, cậu thay tôi chuyển lại. Ai? Lang Phá Thiên thở dài, đưa hình khắc trái tim. Anh họ! Thuyền trưởng tàu khàn giọng kêu lên một tiếng, nhận lấy vật phẩm, mặt sầm xuống, không nói gì trở lại cương vị thuyền trưởng, chuyên chú chỉ huy tàu lặn. Thủ trưởng, điện thoại của ngài. Một người quan quân đưa điện thoại đến. Thủ lĩnh Trấn, chuyện này rốt cuộc có đáng không? Lang Phá Thiên đánh mất phong độ, hô lớn với Trấn Quốc Hải tướng quân gọi điện từ tổng bộ tới. Cái gì đáng hay không đáng, cậu giải nghĩa rõ ràng cho tôi, làm một người chỉ huy, bất cứ lúc nào cũng phải tỉnh táo. Tổ đặc cần không có bọn hèn nhát, chỉ có hảo hán, tất cả đều là thiết huyết nam nhi của Hoa Hạ chúng ta. Thiết huyết nam nhi biết không? Trấn Quốc Hải mạnh mẽ phê bình, khẩu khí vô cùng nghiêm khắc. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng Lý Sơn của tổ hạch tâm số 8 đã hy sinh, Diệp Phàm phó soái tung tích không rõ, lúc ấy vì che chở cho chúng tôi rút lui, hắn lẻ loi một mình cõng di thể Lý Sơn trong tình huống bị trọng thương xông vào đám người hạ ma đuổi theo, có lẽ không đến một phần hy vọng sống sót, không đến một phần Trấn tướng quân. Một tuyệt thế thiên tài, một cao thủ nhất lưu quốc thuật, cứ như vậy đi, ai? Lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ đã. Giọng nói Lang Phá Thiên có vẻ nghẹn ngào. Phải biết rằng Lang Phá Thiên từ trước đến nay luôn nổi tiếng lạnh lùng, rất ít khi rơi lệ. Bên trong đặc cần, người ta cũng gọi y là con người sắt đá. Đáng giá, bọn họ vì quốc gia mà hy sinh thân mình, vì ngàn vạn nhân dân Hoa Hạ mà hy sinh thân mình, bọn họ là anh hùng, là tấm gương giá trị cho mỗi người Trung Hoa học tập. Giọng nói của Trấn Quốc Hải cũng có chút nghẹn ngào, tim như bị đao cắt, một thiên tài vừa mới phát hiện đã bỏ mạng. Hành động lần này tuy nói giành được thành tích trọng đại, nhưng tổn thất cũng không thể đo lường được. 3 ngày sau, Tổng bộ Yên Kinh trực tiếp phái chuyên cơ đi đón Quách Lão. Lạc Tuyết Phiêu Mai cũng bị trọng thương, vì vượt biển cộng thêm liều mạng đánh địch ban đầu khiến nội phủ bị thương rất nặng. Bệnh cũ lại tái phát, bây giờ Lang Phá Thiên mới biết Lạc Tuyết Phiêu Mai mang vết thương tới phối hợp giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Tuyết Phiêu Mai không phải là thành viên chính thức của tổ đặc cần. Chỉ vì báo ân mới đến hoàn thành nhiệm vụ này, nói ra cũng chỉ là giao dịch nhân tình một lần mà thôi, cho nên sau khi nhiệm vụ hoàn thành cô ta cũng là người tự do. Cung chủ Mai Thiên Tuyết của Vu Sơn thần nữ cung đích thân đến Thủy Châu đón cô ta đi. Sau khi Mai Thiên Tuyết kiểm tra, nói là con gái mình là cô nương từ nhỏ đã có bệnh, âm khí bên trong cơ thể quá nặng, dương khí không đủ, lần này sau khi bị thương dẫn phát âm khí tăng lên, có lẽ công lực đã từ ngũ đoạn giảm xuống tam đoạn. Thậm chí nhị đoạn, hy vọng khôi phục như cũ không lớn. Mẹ, con muốn ở thêm một thời gian nữa rồi mới về. Căn bệnh này dù sao cũng là bệnh cũ, nhất thời cũng không chữa khỏi được, công lực giảm cũng giảm rồi, dù sao cũng không bổ sung lại được. Lạc Tuyết Phiêu Mai trái lại không trách gì, chỉ là có chút không nỡ, cứ túm áo Mai Thiên Tuyết giống như không chịu đi. Tại sao? Mai Thiên Tuyết có chút đau lòng vuốt vuốt tóc con gái hỏi. Không tại sao, con muốn ở Thủy Châu tu dưỡng một thời gian ngắn nữa rồi mới về núi. Hơn nữa không phải mẹ nói xã hội hiện đại, con cũng không quen ở trong núi, con vẫn thích cuộc sống náo nhiệt hơn. Gương mặt Lạc Tuyết Phiêu Mai bất chợt đỏ ửng, tuy nhiên vẫn có vẻ tái nhợt. Hừ, không nói rõ ràng thì phải trở về núi. Mai Thiên Tuyết sầm mặt xuống đáng sợ khiến Lang Phá Thiên ở bên cạnh cũng cảm thấy hơi sợ, thầm nghĩ. Lợi hại. Khí thế của cao thủ bát đoạn bén nhọn như núi. Cung chủ. Lúc này bà Vũ Tạo Anh Phượng đi cùng Lạc Tuyết Phiêu Mai tới sát gần Mai Thiên Tuyết ghé tai không biết đang nói thầm gì đó.
Bà nói thật sao? Mai Thiên Tuyết mặt càng lạnh băng, lạnh lùng hỏi. Hỏng bét, không phải chuyện đánh cuộc với Diệp ca bị bà vú của cô ta nói cho Mai cung chủ chứ, vậy thì hỏng bét. Nếu để Mai Thiên Tuyết biết Diệp Phàm dám tuyên bố muốn Lạc cô nương làm vợ bé, nếu Diệp ca còn sống trở về đoán chừng cũng phải lột ra. Mai Thiên Tuyết là người cao ngạo, từ trước đến nay luôn xem thường đàn ông trong thiên hạ, Diệp huynh đệ à Diệp huynh đệ, anh tự cầu phúc đi, chọc vào loại đàn bà này thì khốn khổ rồi. Lang Phá Thiên âm thầm lo lắng không dứt, trong lòng cứ bồn chồn. Mai Thiên Tuyết này còn chưa từng gặp loại người cuồng vọng tự đại như thế, muốn con gái Mai Thiên Tuyết này làm vợ bé, trên đời này làm gì có chuyện đó. Mai Thiên Tuyết hừ nói, thanh âm lạnh lùng không sợ trời không sợ đất làm Lang Phá Thiên cũng run lên cầm cập. Tuy nhiên trước mắt Thiết Chiêm Hùng còn chưa trở lại, y phải tạm thời làm người phụ trách cũng đành phải cố lên gân chống đỡ. Vội vàng cười làm hòa, nói. Mai tiền bối, lúc ấy chỉ là một câu nói đùa, không phải là thật. Đồng chí Diệp Phàm nào dám có ý nghĩ như vậy, ha ha ha. Lang Phá Thiên vội vàng hòa giải. Nói đùa cũng không được. Đây là ô nhục đối với Vu Sơn cung ta, chuyện này tuyệt đối không cho phép. Lang Phá Thiên, tôi giao đãi cho cậu một nhiệm vụ. Sau khi tiểu tử họ Diệp đó trở về cậu phải chặt một chân hắn đưa tới cho tôi, chuyện này mới kết thúc, nếu không không xong đâu. Mai Thiên Tuyết ép buộc Lang Phá Thiên. Mai tiền bối, có lẽ Diệp Phàm đã mất mạng rồi, chuyện này. Lang Phá Thiên vội vàng tháo gỡ, nói Diệp Phàm đã chết còn tốt hơn. Lúc này y cũng bất chấp chủ éo huynh đệ, tính tình cao nhân đều tương đối cổ quái, loại đàn bà giống như Mai Thiên Tuyết nhất định là nhất ngôn cửu đỉnh. Nói muốn có một chân Diệp Phàm tuyệt đối không trốn thoát. Mẹ, lúc ấy chỉ là đánh cuộc, nói nhảm, chuyện này coi như vậy đi, chúng ta hồi cung thôi. Lạc Tuyết Phiêu Mai cũng vội vàng nói. Không được, Lang Phá Thiên, không thấy một chân Diệp Phàm tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu không đưa cũng được, tôi tìm quốc gia đòi nợ. Mai Thiên Tuyết thật sự nổi cơn tam bành, giống như muốn đem chuyện này làm loạn đến tổng bộ tổ đặc cần. Mai tiền bối, chuyện này. Lang Phá Thiên nói không nên lời, mặt toát mồ hôi, mặc dù nói tổ đặc cần cũng có cao thủ bát đoạn, nhưng nếu thật sự chọc giận loại cao thủ nhất lưu như Mai Thiên Tuyết muốn đối đầu với tổ đặc cần thì cũng phiền toái. Chương 493, lợi hại của Giang Nam đệ nhất mỹ nữ. Với thân phận của Mai Thiên Tuyết, quen biết toàn là cao thủ nhất lưu thất đoạn, bát đoạn, cho dù là tổ đặc cần quốc gia cũng không dám đắc tội. Nghe nói Mai Thiên Tuyết khi còn trẻ là nhất đẳng đại mỹ nữ, cho dù là hiện tại đã sắp 50 tuổi nhưng nhìn qua vẫn không khác gì một cô gái, sắc đẹp tuyệt đối là cực phẩm, phong vận của loại phụ nữ trưởng thành này không một người đàn ông nào có thể chịu được. Khi còn trẻ Mai Thiên Tuyết được gọi là Giang Nam đệ nhất mỹ nữ, làm dấy lên bao cuộc tỉ thí của các cao thủ cấp cao trong chốn giang hồ, cuối cùng không biết tại sao gả cho Lạc Phiêu Trần. Cậu không muốn tiếp nhận có phải hay không? Hừ! Lang Phá Thiên, đừng tưởng bổn cung không biết lai lịch của cậu, sư phụ của cậu gần đây đi đâu sung sướng rồi, có muốn tôi nói với y hay không? Mai Thiên Tuyết thốt ra một câu thiếu chút nữa làm Lang Phá Thiên nghẹn chết, bởi vì Lang Phá Thiên lâu nay vẫn ẩn danh. Không ngờ chỉ bằng một câu nói Mai Thiên Tuyết đã bóc trần nội tình của y, bởi vì sư phụ của Lang Phá Thiên chính là Bắc Sơn Nhất Quái Âm Vô Đao. Điều bí mật này ngay cả tổ A Đặc Cần quốc gia cũng không biết được. Một câu quái tử của Mai Thiên Tuyết toát ra lại làm y khiếp sợ dị thường. Tôi hiểu rồi. Lang Phá Thiên bất đắc dĩ gật đầu, chỗ bảy tấc bị người ta bắt rồi thì còn có cách nào, ở đây tác giả chơi chữ vì chỗ cách rốn bảy phân của rắn là tử huyệt, bắt rắn chỉ cần bấm vào đó là rắn hết giấy ruộng, đến lúc đó thì nghĩ cách, lúc này chỉ có thể đồng ý trước. Mẹ, không được, nếu như mẹ chém chân của Diệp ca, con. Lạc Tuyết Phiêu Mai kêu lên. Tuy nhiên mới kêu được nửa câu đã bị Mai Thiên Tuyết điểm chỉ ngất đi, trực tiếp mang đi, để lại phía sau Lang Phá Thiên ngơ ngác hồi lâu, hối hận vô cùng. Thầm nói, lần này thật sự chọc vào đại phiền phức rồi. Ba ngày nữa lại trôi qua, Lang Phá Thiên đi rồi, Thiết Chiêm Hùng trở lại, tuy nhiên vẻ mặt xanh xao, thỉnh thoảng còn cau mày vuốt ngực, ho khù khụ, có khi còn ra máu. Đoàn trưởng Thiết, bên Mỹ thế nào? Trương Cường không nhịn được hỏi. Ai, thành công thì vẫn thành công, tuy nhiên cũng hao tổn một tinh binh nòng cốt của ta. Thái chính ủy và tôi đều bị nội thương không nhẹ, có lẽ phải trở về tổng bộ điều dưỡng một thời gian ngắn, xem có thể khôi phục lại thời kỳ cường thịnh hay không.
Thời gian này chúng ta thật xui xẻo, Liệp Báo gặp phải vũng bùn trước nay chưa từng có, phải dựa vào các cậu chống đỡ rồi. Ai, Diệp huynh đệ đến bây giờ vẫn không có động tĩnh. Rốt cuộc là còn sống hay đã chết, thật là lo lắng. Thiết Chiêm Hùng rất căm tức, tuy nhiên cũng lại rất bất đắc dĩ. Đã 7, 8 ngày trôi qua rồi, có lẽ là, ai? Trương Cường cũng ủ rũ cúi đầu, túm tóc mình hô lớn. Đều là tôi vô dụng, làm liên lụy tới phó soái, kẻ hèn nhát vô dụng. Chuyện này cũng không liên quan đến cậu, ban đầu chúng ta đều đã chuẩn bị tinh thần. Y Hạ Ma Cung cao thủ rất nhiều, không hề thua kém võ đang của Hoa Hạ chúng ta. Ai, phòng bị dột trời còn mưa cả đêm, nghe nói chuyện Diệp huynh đệ đánh cuộc bị bà Vũ Thọc Mạch nói cho Mai Thiên Tuyết, cho dù là Diệp huynh đệ trở lại cũng gặp chuyện đại phiền toái. Nếu như cậu ấy trở lại tốt nhất là ẩn náu một thời gian trước, không được lộ diện ở Liệp Báo, tôi nghĩ nội tình cũ của Diệp Phàm có lẽ Mai Thiên Tuyết không biết được, để hắn trở về chính quyền an tâm công tác một thời gian, vừa để tị nạn, thứ hai cũng làm cho Mai Cung Chủ bớt giận. Nếu thật sự không được thì vĩnh viễn ở lại chính quyền, dù sao thân phận của hắn chính là một lá bài chủ chốt. Vẻ mặt Thiết Chiêm Hùng khổ sở. Lẽ nào Mai Thiên Tuyết thật sự dám chém dụng một chân của Diệp Phó Soái sao? Tổ đặc cần chúng ta lẽ nào khoanh tay đứng nhìn? Trương Cường có vẻ không tin. Trương Cường à Trương Cường, cậu cho rằng tổ đặc cần là vạn năng sao? Có rất nhiều chuyện tổ chúng ta cũng bất đắc dĩ. Chúng ta cũng không sợ bản thân Mai Thiên Tuyết, tổ chúng ta cũng có một cao thủ bát đoạn chấn thủ, một chọi một cũng không thua kém, chưa biết được ai hơn ai. Phu Sơn thần nữ cung của Mai Thiên Tuyết hiện tại trên thực tế chỉ là danh nghĩa, Trương Cường, nói cho cậu biết, cung đó thật ra chỉ còn lại một kiến trúc kiểu cổ bảo thôi. Địa bàn rất lớn, tọa lạc trong khu vực bảo vệ của thần Long, nếu nhìn từ xa chính là một cổ bảo hùng vĩ trong rừng, dùng làm trại an dưỡng cũng không tệ. Cảnh vật tao nhã, cổ thụ che trời, căn bản là không thấy gì cả. Có lẽ trong nội cung cũng chỉ có mười mấy người, tuy nhiên tộc nhân xen lẫn trong thế tục vẫn còn mấy trăm người. Bọn họ đã thoát khỏi Vu Sơn thần nữ cung, hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống thế tục, hơn nữa phần lớn đều đã khốc tu luyện quốc thuật. Hoàn toàn là một người bình thường. Tuy nhiên lực hiệu triệu của Mai Thiên Tuyết còn rất lớn, bà ta muốn liên hệ với mấy cao thủ thất đoạn, bát đoạn cũng không khó. Cậu thử nghĩ xem, nửa số cao thủ thất đoạn, bát đoạn bao vây tổ đặc cần chúng ta gây chuyện cũng tương đối không hay. Hơn nữa đệ tử của mấy lão đầu tử đều ở trong tổ đặc cần chúng ta. Nếu thật sự chọc giận, những lão gia hỏa này hừ một tiếng, có lẽ tổ đặc cần chúng ta sẽ lập tức phải giải tán. Còn có thể dư lại mấy người. Thiết Chiêm Hùng vừa sợ hãi vừa tức giận. Y lại nói. Cậu nói xem, nếu Mai Thiên Tuyết quyết tâm muốn một cái chân của Diệp Phàm, tổ đặc cần chúng ta sẽ vì Diệp Phàm mà đối nghịch với Mai Thiên Tuyết sao? Hai người đưa lên, nhất định là bỏ, Diệp, chọn, Mai, rồi. Cho nên Diệp Phó Soái nếu như may mắn còn sống trở lại tốt nhất là ẩn náu mấy năm, để cho bà ta bớt giận có lẽ một thời gian sau sẽ quên hắn. Dù sao Diệp Phó Soái thích lăn lộn quan trường, chuyện này thật vừa lúc, Mai Thiên Tuyết mà làm loạn, thủ trưởng tổng bộ cũng không dám kêu hắn quay lại. Thiết Chiêm Hùng sớm đã tìm đường lui cho Diệp Phàm. Chúng ta dứt khoát nói cho Mai Thiên Tuyết hắn đã hy sinh là được. Trương Cường nói, chúng ta tạm thời chỉ có thể nói như vậy, hoặc là cứ chơi mất tích luôn, không trở lại là được. Thiết Chiêm Hùng lắc đầu, mắng. Khốn khiếp, đây là chuyện gì chứ? Thật là ấm ức. Thật không thoải mái, người còn sống phải giả chết, tổ đặc cần chúng ta trở thành cái gì rồi, ai? Báo cáo đoàn trưởng Thiết, phía bên Nhật Bản truyền đến mật báo khẩn cấp, Diệp Phó Soái đã liên lạc với trưởng Trạm Dương, Lý Sơn vẫn còn sống, tuy nhiên vì chất độc của thất bộ sát quá lợi hại, Diệp Phó Soái phải tìm cách giải quyết, yêu cầu chúng ta trợ giúp, làm thế nào đưa người quay về. Triệu Đoan lớn tiếng báo cáo, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tốt, tốt. Tôi lập tức xin chỉ thị tổng bộ. Đoàn trưởng Thiết đập bốp xuống bàn làm nó vỡ tan. 10 ngày sau, Lang Phá Thiên lại tiến vào tàu thần Long số 1, dưới sự giúp đỡ toàn lực của nhân viên đặc cần, Diệp Phàm cuối cùng đã trở lại tổ quốc sau 10 ngày xa cách. Trong ngôi nhà nhỏ của Diệp Phàm bên trong trung tâm Liệp Báo một bàn rượu đã được chuẩn bị. Ở đây chỉ có 4 người, Thiết Chiêm Hùng, Lang Phá Thiên, Trương Cường và Diệp Phàm. Diệp huynh đệ, thật quá may mắn. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, ha ha ha. Thiết Chiêm Hùng vui vẻ cười nói, tuy nhiên nụ cười này lại vui quá hóa buồn,
một ngụm máu tươi phun ra. Thiết ca, anh bị thương. Diệp Phàm hỏi. Ai, tôi bị chút ít đả thương, có lẽ phải trở về tổng bộ chữa bệnh. Đoán chừng phải nửa năm hoặc một năm không gặp được Diệp huynh đệ rồi. Thiết Chiêm Hùng nói. Lần này sau khi trở về tổng bộ sẽ để cậu nghỉ ngơi một thời gian ngắn, sẽ không phái cậu đi làm nhiệm vụ gì nữa, không phải cậu thích lăn lộn quan trường sao, vừa vặn phù hợp với tâm nguyện của cậu. Diệp ca, sau này khi làm bí thư huyện ủy phải gọi điện cho lão lang tôi đấy, tôi chuẩn bị cho anh mấy ngàn vạn đầu tư hẳn là không khó, ha ha ha. Lang Phá Thiên cười rất vui vẻ, thật ra Diệp Phàm dùng thuật xem tướng cảm giác ba người này làm sao đều có chút là lạ, có vẻ miễn cưỡng. Giống như một lòng một dạ muốn cho mình an tâm công tác ở địa phương, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đúng vậy, Diệp Phó Soái không thích cuộc sống ở Liệp Báo, anh có chí hướng riêng, tuy nhiên hy vọng Diệp Phó Soái ở địa phương mấy năm cũng phải quay về Liệp Báo. Trương Cường ở một bên cũng nhiệt tình góp vui. Đúng là hợp ý tôi. Đoàn trưởng Thiết, khóa chiếu nguyệt chỉ có nửa cái, anh phải nghĩ cách xin chỉ thị tổng bộ phái người đến Vương quốc Anh lấy nửa cái còn lại về mới được. Nếu không không cách nào mở ra cung điện bí mật ở núi Sương Bối. Diệp Phàm cười nói. Chuyện này không vội vàng, cho dù bọn chúng có nửa chiếc khóa chiếu nguyệt nhưng lại không biết nó có dụng ý gì. Hơn nữa ở núi Sương Bối tôi đã phái một lớp binh sĩ canh chừng nghiêm ngặt, Triệu Đoan cắt cử người thay phiên canh gác, có bất cứ động tĩnh gì chúng ta đã tới bắt rùa trong hũ, không sợ bọn chúng, chỉ sợ bọn chúng không đến. Nếu bọn chúng mò tới đảm bảo không cho bọn chúng về. Vừa nhắc tới nhiệm vụ, trong mắt Thiết Chiêm Hùng lại toát ra thần quang sắc bén, giống như một con sói muốn nuốt người. Đúng, trên địa bàn Hoa Hạ chúng ta còn phải sợ lũ giặc cỏ côn trùng đó sao? Trong phủ tướng quân cổ bảo của gia tộc Thu Sơn Nhật Bản, tôi qua lại rất tự nhiên, ha ha ha, ai? Đáng tiếc. Diệp Phàm nói tới đây cứ lắc đầu. Anh nói nghe một chút, tôi thật sự rất hiếu kỳ. Lang Phá Thiên hai mắt lấp lánh, tỏ ra hứng thú. Phủ tướng quân Thu Sơn nằm trên núi Cự Xà ở thành phố Cương Cơ, truyền thuyết lão tổ tông của gia tộc Thu Sơn từng làm tướng quân Nhật Bản, phạm vi tương đối lớn, đoán chừng diện tích chừng 10 dặm, cây cối rậm rạp che khuất bầu trời, thiếu chút nữa không tìm ra phương hướng. Diệp Phàm nói tới đây lại cùng mọi người chạm một chén rượu Mao Đài. Thu Sơn Lâm Nhất Phu của gia tộc Thu Sơn là một kẻ cuồng vọng có tiếng, mấy năm trước nghe nói từng tỉ thí lôi đài với đại sư quốc thuật Trần Vô Ba của chúng ta. Cuối cùng bị Trần Đại Sư dùng thái cực thôi thủ đẩy xuống dưới lôi đài thiếu chút nữa thành hồ lô nhuốm đất. Thu Sơn Lâm Nhất Phu từng thề qua mấy năm sẽ trở lại. Hừ, tôm tép nhãi nhép cũng dám đến Hoa Hạ chúng ta sủa bậy. 15 năm nữa, sau khi công lực của tôi tiến cấp nhất định sẽ đánh cho y răng rơi đầy đất. Lang Phá Thiên hùng hồn. Lang lão đệ, không phải là y răng rơi đầy đất, mà là cậu. Diệp Phàm mỉm cười kỳ quái lắc đầu. Diệp lão đệ làm sao lại dập tắt chí khí uy phong tiêu diệt Nhật Bản. Thiết Chiêm Hùng vỗ bàn hô. Cạn chén, dùng rượu này cũng có thể diệt lũ Nhật Bản. Thiết ca, lang lão đệ, không phải tiểu đệ không muốn tiêu diệt uy phong của Nhật Bản, tăng cường chí khí Hoa Hạ chúng ta, sự thật như thế. Lang lão đệ, cậu nói xem, nếu đấu với tôi cậu có mấy phần nắm chắc chiến thắng. Diệp Phàm quỷ dị cười hỏi. Em không nắm chắc chắn sẽ thất bại. Diệp ca có lẽ là cảnh giới tiệt lưu lục đoạn rồi, hơn nữa tiểu lý đao của anh quá đáng sợ, hình như còn chính xác hơn bắn đạn. Lang Phá Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ở trước mặt Diệp Phàm không dám khoe khoang. Tỉ thí hôm đó mình bị nện vào trong hồ, còn có thời gian trước ở Nhật Bản thi hành nhiệm vụ, thần uy phi đao của Diệp Phàm làm Lang Phá Thiên tâm phục không dứt. Chuyện này đúng rồi, không phải là tôi khoe khoang, lúc ấy đưa người của Thu Sơn Chuân Điền đến phủ tướng quân Thu Sơn. Tôi cũng cho rằng có thể đấu với Thu Sơn Lâm Nhất Phu mười mấy chiêu, cho nên khi đưa người cố ý chọc giận Thu Sơn Lâm Nhất Phu, ai? Nói đến đây Diệp Phàm thở dài, giống như chán nản. Chương 494, trong nhà có vợ chưa cưới. Kết quả như thế nào? Lang Phá Thiên và Thiết Chiêm Hùng đều nhìn Diệp Phàm chằm chằm, hiếu kỳ hỏi. Đối với con người Thu Sơn Lâm Nhất Phu, đám người quốc thuật vẫn như nghe sấm bên tai. Tôi không dám dùng phi đao, sợ bộc lộ ra bản thân đến chiến đấu với y hạ của núi cổ thú, mạnh mẽ đối đầu với y sáu chiêu, cảm giác trên kiếm của Thu Sơn Lâm Nhất Phu tựa hồ như nâng một ngọn núi nhỏ, nặng như bùn hồ, hơn nữa dùng kiếm tàn nhẫn, giống như không đâm ra máu phun tuyệt đối sẽ không bỏ qua,
vô cùng độc ác, căn bản không phải là người tôi có thể đối đầu. Có lẽ lão tiểu tử kia có thân thủ bắt đoạt, sau chiêu thứ bảy tôi muốn chuồn đi, tuy nhiên mời thần thì dễ đưa thần mới khó. Cuối cùng vẫn bị Thu Sơn Lâm Nhất Phu đá cho một cước, thiếu chút nữa đá cái mông của tôi thành hai nửa. Diệp Phàm vừa nói đến đây chọc cho ba người Thiết Chiêm Hùng, Lang Phá Thiên và Trương Cường cười rú lên không dứt, ai nấy đều là lạ nhìn hắn. Tôi nói thật, tới bây giờ nửa bên mông còn đang tê dại. Tuy nhiên, sau khi tôi bị thương cứ chạy đi chạy lại. Phủ tướng quân Thu Sơn vô cùng lớn, nghe nói thường có 300 người ở. Thuật khinh thân của tôi, Thu Sơn Lâm Nhất Phu vẫn không bằng kịp, cuối cùng để tôi chuồn mất, nhưng không cẩn thận lại chuồn đến khuê phòng của cháu gái Thu Sơn Lâm Nhất Phu. Diệp Phàm lúng túng nói. Ha ha ha! Ba người Thiết Chiêm Hùng, Lang Phá Thiên, Trương Cường thiếu chút nữa cười vỡ bụng. Huynh đệ, cậu thật uy phong, lại có thể tiến vào khuê phòng cháu gái cao thủ bát đoạn người ta mua vui, lợi hại. Lợi hại, Thiết Chiêm Hùng liên tục nói hai chữ, lợi hại, khiến cho Diệp Phàm rất không tự nhiên. Ha ha, chuyện gấp đành bất đắc dĩ. Lúc ấy tình thế bắt buộc, nếu không vào thì mất mạng, Thu Sơn Lâm Nhất Phu cầm kiếm đã đuổi tới rất sát phía sau. Diệp Phàm cười khổ nói. Như vậy là xong, phía sau hẳn là còn phát sinh chuyện phong lưu gì chứ? Lang Phá Thiên liếc mắt nhìn Diệp Phàm, thật sự rất muốn biết trong khuê phòng xảy ra chuyện gì. Chuyện này không nên truyền ra ngoài, bí mật, ha ha ha. Diệp Phàm cười, lại nghĩ tới vẻ cổ quái của ba người hỏi. Anh Thiết, anh nói thật với em đi, trước kia anh liều mạng muốn đem em ở lại Liệp Báo, hiện tại lại dùng lực đẩy em ra bên ngoài, chuyện quá khác thường tất có yêu tinh đang tác quái, anh nói em nghe, huynh đệ cũng phải hiểu nhau, có phải chọc giận người nào muốn em trốn đi không? Diệp Phàm tùy tiện nói ra như vậy, không ngờ lại đoán đúng. Ai, được rồi, nói cho cậu biết, cậu đã chọc giận mẫu thân Mai Thiên Tuyết của Lạc cô nương. Thiết Chiêm Hùng đại khái kể lại sự tình, mồ hôi trên mặt Diệp Phàm như hạt châu toát ra. Anh Thiết, lần này em bí mật trở lại sẽ không có người truyền ra ngoài chứ? Diệp Phàm vội vàng hỏi, thầm nghĩ. Xui xẻo, Mai Thiên Tuyết là cao thủ bát đoạn, lão tử tuy nói là cao thủ nhất lưu thất đoạn, nhưng trước mặt bà ta chỉ là một món ăn nhỏ. Thất đoạn và bát đoạn chênh lệch rất lớn, một cái tát của người ta có cũng thể đập chết một cao thủ thất đoạn dễ dàng. Không có, Liệp Báo có kỷ luật, hơn nữa khi cậu trở về cũng không có quá giang xe, cũng không có người nhìn thấy. Tôi nghĩ Mai Thiên Tuyết là đại cao thủ cũng không đi làm chuyện gián điệp gì đó đâu. Hơn nữa bệnh cũ trên người Lạc Tuyết Phiêu Mai lại tái phát, Mai Thiên Tuyết lo thân chưa xong, tạm thời có lẽ không có tâm tình đi kèn cựa với cậu. Cậu ở thỏa sức lăn lộn trong chính quyền. Quốc gia gần đây cũng không có chuyện đại sự, nếu lúc nào thật sự cần cậu sẽ nói, tôi nghĩ chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi. Thiết Chiêm Hùng an ủi Diệp Phàm, thật ra trong lòng y cũng vô cùng lo lắng. Nếu đột nhiên ngày nào đó Mai Thiên Tuyết tâm huyết dâng trào đến Thủy Châu, đi dạo đến Ngư Dương nhìn thấy Diệp Phàm thì đúng là hỏng bét. Tuy nhiên tỷ lệ này cực kỳ nhỏ vì tỉnh Nam Phúc có 6-7 ngàn nhân khẩu, muốn tình cờ gặp được một người cũng không khác gì mò kim đáy biển. Diệp Huynh, em thật ra có chủ ý này không biết có được hay không? Lang Phá Thiên mỉm cười quỷ dị nói. Cậu nói đi, lửa cháy đến đít rồi, nếu thật sự mất một chân cho bọn đàn bà thì thật là thê thảm. Diệp Phàm thật sự có chút bận tâm, bởi vì tính tình của những cao thủ thường cổ quái, hơn nữa thường thường đều là nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra nhất định sẽ làm được. Hình như tôi thấy Lạc cô nương có tình cảm với anh, chuyện đó. Lang Phá Thiên ánh mắt quái dị nói. Chuyện đó, có chuyện đó sao? Diệp Phàm nhất thời không kịp phản ứng, cảm giác mơ hồ. Tôi thấy Lạc cô nương cũng không tồi, nghe nói mới 22 tuổi, được Mai Thiên Tuyết dồn nội kình nên đã là cao thủ cấp khai nguyên ngũ đoạn, đáng tiếc bệnh cũ tái phát, nghe nói là âm khí quá thịnh dồn đến huyết mạch quá mạnh, làm tắc nghẽn. Hiện tại công lực vừa hạ xuống tam đoạn, thật là đáng tiếc, nghe nói rất khó khôi phục. Nói ra là cô nương bị như thế còn vì nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên đám thảo dược thánh thủ của tổ đặc cần cũng không thể làm gì với căn bệnh kỳ quái đó. Lần này là đặc cần thiếu cô ấy một nhân tình cực lớn. Tôi thấy huynh đệ dương khí khắp người tràn đầy, tựa hồ dương khí có vẻ quá thừa, nói không chừng, hai người trái lại rất xứng đôi. Thiết Chiêm Hùng lại ra sức sượt dây Diệp Phàm gì đó. Anh Diệp, là cô nương là nhất đẳng đại mỹ nữ. Nghe nói ngoại hiệu là Liên Hoa Tiên Tử.
Trước kia mẫu thân của cô ấy Mai Thiên Tuyết khi còn trẻ cũng là giang nam đệ nhất mỹ nữ. Hiện tại là cô nương không thua kém Mai Thiên Tuyết chút nào, chỉ có hơn chớ không kém. Nghe nói là cô nương tốt nghiệp Đại học Yên Kinh, lúc ấy ở trường học đã tạo thành cơn chấn động, mang chức danh Hoa Khôi Đại học Yên Kinh. Sau khi cô ấy tốt nghiệp, rất nhiều sinh viên Đại học Yên Kinh than ngắn thở dài, nói là mỹ nhân đã cưỡi mây đi rồi, ở đây chỉ còn vương vấn mùi hương. Nói chuyện gì chứ, đây không phải là nguyền rủa Lạc cô nương sao? Có một người bạn đời như vậy cũng là hạnh phúc một đời. Trương Cường cũng nhiệt tình góp thêm náo nhiệt, lần trước Diệp Phàm giúp y giải quyết chuyện của Lôi Hương Thảo, tiểu tử này hiện tại cũng lại muốn tác hợp chuyện của Diệp Phàm và Lạc Tuyết Phiêu Mai. Ha ha, chuyện này để sau hãy nói, tôi mới 19 tuổi, không vội. Diệp Phàm lắc đầu, cũng không tiếp nhận đề nghị của bọn họ, thầm nghĩ. Lạc Tuyết Phiêu Mai thật đẹp, có chút giống như tiên tử lạc xuống nhân gian, lấy một cô gái như vậy có cảm giác không thật, giống như đang nằm mộng, hơn nữa vũ khí sử dụng lại chính là huyết tích tử, quá đáng sợ, nhớ tới da đầu lại có chút tê dại. Sau khi xử lý xong công việc ở Liệp Báo, vết thương trên lưng Diệp Phàm cũng đỡ hơn, vừa vặn vào dịp Tết Nguyên Tiêu, hôm đó vội vàng quay về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Tuy nhiên khi Diệp Phàm đẩy cửa ra lúc nhất thời thiếu chút nữa lồi rớt con ngươi, vuốt vuốt mắt thầm nghĩ không phải mình đang nằm mộng chứ. Mọi người biết tại sao không? Ngọc Kiều Long lại có thể cùng mẹ mình Lâm Tú Chi, em gái Diệp Tử Y ba người ngồi trong sảnh nhặt rau, hôm nay lẽ nào mặt trời mọc hướng Tây sao? Quay đầu thấy Diệp Phàm đứng ngây người như tượng đá ở cửa, Ngọc Kiều Long thản nhiên cười, thân mật chạy tới, túm tay Diệp Phàm kêu lên. Anh Diệp, anh đã về rồi. Trong giọng nói tràn đầy thân thiết, dáng vẻ như một cô gái nhỏ đáng yêu. Cô, Diệp Phàm vừa thốt ra hai chữ, cô, đã bị mẫu thân Lâm Tú Chi mắng xối xả. Con còn biết đường về nhà sao? Từ ngày mùng 4 đi đến hôm nay đã là 16 rồi, ngay cả một bóng người cũng không thấy, gọi điện thoại cho con thì thấy tắt điện thoại. Con xem Kiều Long thật là tốt, từ ngày mùng 8 đã tới rồi, cứ luôn đỡ đần mẹ với em gái con cho đến hôm nay. Ngày ngày đòi giặt quần áo, quét sân, sửa sang lại nhà cửa, cậu thật không có ý tứ, ngày nào cũng đi ra ngoài không về nhà, hừ. Đây có còn là nhà của con nữa không, đem con gái nhà người ta vứt ở đây. Mẹ, con, không. Diệp Phàm ú ớ không nói ra được. Anh cũng thiệt là, Kiều Long sắp trở thành chị dâu tương lai của em rồi, chuyện này sắp quyết định, anh còn che giấu. Nếu không phải Kiều Long học cùng trường với em thì không biết bị anh che giấu đến lúc nào. Nói đi, anh làm sao câu được Hoa Khôi Học Viện Âm Nhạc Thủy Châu chúng em, có phải hoa tươi đã tặng đến mấy ngàn đóa rồi, em thấy không phải, anh tàn ác quyết tâm vứt bỏ chị dâu Kiều Long của em, một người ra ngoài vui chơi có phải không? Diệp Tử Y lại càng giận trách anh trai Diệp Phàm không nên bỏ lại Ngọc Kiều Long một mình đi vui chơi, Diệp Phàm cảm giác mình sắp chết oan rồi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngọc Kiều Long từ lúc nào lại làm đặc vụ đánh vào nội bộ nhà mình, em gái và mẹ còn thiếu chút nữa biến cô ta thành vợ mình, lẽ nào là tự Ngọc Kiều Long nói ra? Chuyện này thật là kỳ quái. Diệp Phàm tức giận, tay túm lấy Ngọc Kiều Long, giả bộ rất thân mật mạnh mẽ kéo cô ta vào trong phòng, đóng cửa phòng lại. Phía sau truyền đến tiếng Lâm Tú Chi dặn dò. Đừng có bắt nạt Kiều Long, Phàm con, nếu không mẹ không đồng ý đâu. Mẹ, con biết rồi. Con chỉ nói chuyện với Kiều Long thôi. Diệp Phàm vội vàng trả lời. Đứa nhỏ này, đúng là thanh niên, nói chuyện yêu đương còn trốn trong nhà, đây là chuyện gì chứ, cô gái đẹp như vậy, tốt như vậy. Thật sự giống như tiên tử, lại lương thiện, hiền lành, tháo vát, hiểu chuyện. Phàm tử có người vợ như vậy chăm sóc là phúc phận tổ tiên Phàm gia để lại, ngày mai phải đi tế lễ mới được. Lâm Tú Chi có vẻ rất hài lòng về Ngọc Kiều Long. Cô chạy đến nhà tôi làm gì? Diệp Phàm trừng mắt hỏi. Tôi không chạy đến nhà anh, tôi về nhà mình, hừ. Ngọc Kiều Long toát ra một câu nói, thiếu chút nữa làm Diệp Phàm tức nghẹn. Nhà cô không phải là Đại viện Ngọc Gia Ngư Dương sao? Ngôi nhà nghèo khó này là của Diệp Phàm tôi, có liên quan gì đến cô? Diệp Phàm giận đến mức đôi môi run rẩy. Ai nói không phải, tôi là bạn gái anh. Anh nói xem đây không phải là nhà tôi thì là nhà ai? Mẹ ngày nào cũng nói với tôi phải sớm kết hôn, Tử Y cũng là bạn học của tôi, hiện tại càng tốt. Ngọc Kiều Long đỏ bừng mặt, đầu ưỡn lên cao, chỉ bằng một câu nói có thể quẳng chết đồng chí Diệp Phàm. Cô,
Tôi nhận cô làm bạn gái từ lúc nào? Chúng ta gặp mặt không quá hai lần. Lần đầu tiên tôi bị cô đưa tới phòng giam của Cục Công an huyện. Lần thứ hai còn bị thái tử gia không ai bì nổi của Ngọc gia các người mắng chửi. Đừng dở trò nữa, mau quay về nhà cô đi, nếu không. Diệp Phàm uy hiếp, nắm tay răng rắc. Không đi, nếu không thì thế nào? Anh cũng không thể ăn thịt tôi, hừ. Ngọc Kiều Long khiến Diệp Phàm thật sự tức giận. Hừ, tôi biết cô muốn tôi ra mặt cầu xin thiếu tá Tề có phải không? Chuyện này tôi không giúp được gì, cô đến phí công rồi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Chương 495, đấu nữ. Tùy anh, giúp hay không giúp? Ngọc Kiều Long mạnh miệng, giống như tảng đá thối trong hầm cầu, tuy nhiên vừa nhắc đến phụ thân Ngọc Hoài Thăng, vành mắt đã đỏ hoe, nước mắt rưng rưng. Cô không đi thật sao? Diệp Phàm nổi giận, cảm thấy sắp phiền chết được. Anh có đánh chết tôi cũng không đi. Lúc nào phụ thân tôi ra ngoài tôi mới đi. Ngọc Kiều Long hạ quyết tâm, có lẽ muốn làm khó đồng chí Diệp Phàm. Sau khi nói xong tức giận ngồi trên giường, đôi mắt đáng thương sững sờ nhìn Diệp Phàm, trong cặp mắt ủy khuất đều là nước mắt sóng sánh, thứ có thể hòa tan bất cứ người đàn ông sắt thép nào. Bọn họ kêu cô tới, còn chơi mỹ nhân kế sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói, nghĩ thầm. Người nhà Ngọc gia thật đúng là vô sỉ, có thể cống hiến cả công chúa của Ngọc gia. Bọn họ không sợ mình làm gì cô ta sao, không phải nghe nói Ngọc Kiều Long là bảo bối ung nhọt của Ngọc gia, loại người kiêu ngạo như Kháo Sơn Hổ Ngọc Thế Hùng, Ngọc Sử Giới làm sao nhịn được. Anh đừng ô nhục người nhà tôi, tất cả bọn họ đều không biết chuyện. Tôi lừa mọi người nói là thầy giáo gọi tôi tới trường để học thêm. Chuyện này không liên quan đến người nhà tôi, hoàn toàn do tôi tự quyết định. Ngọc Kiều Long thoáng cái mạnh miệng, nhìn Diệp Phàm khinh thường. Một mình cô tới, tốt tốt, cô không phải nói với bố mẹ em gái tôi, cô là bạn gái sắp đính hôn với tôi sao? Vậy thì tốt, nếu đã sắp đính hôn thì chúng ta cũng không cần để ý quá nhiều lễ tiết như vậy, ha ha ha. Diệp Phàm cười khan, vẻ mặt dâm đãng liếc nhìn về phía Ngọc Kiều Long đang ngồi trên giường. Anh muốn làm gì? Ngọc Kiều Long bị hù dọa, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, vội vàng đứng lên. Tôi còn muốn làm gì nữa, chúng ta không phải sắp đính hôn sao? Thân mật một chút không được sao? Diệp Phàm cười khan, ra vẻ càng dâm đãng hèn mọn, còn thiếu chút chảy nước miếng ra ngoài. Anh, lưu manh, không được. Ngọc Kiều Long giận đến mức bả vai run rẩy, kêu lên. Làm sao không được, đã sắp đính hôn rồi còn ngại gì nữa? Diệp Phàm cắn răng, quyết định giả bộ đến cùng, đưa tay rất là thô lỗ, một tay đè Ngọc Kiều Long lên giường. Miệng thở mạnh muốn sáp tới đôi môi của Ngọc Kiều Long. Anh, xúc sinh. Ngọc Kiều Long mắng, kinh hoàng nhìn Diệp Phàm chằm chằm, ra sức giãy giụa, tuy nhiên người ta là đại sư thất đoạn, Ngọc Kiều Long yếu ớt khó thoát khỏi ma trường. Cô nói gì vậy, chúng ta không phải là người yêu sao? Tôi nghĩ cha mẹ tôi cũng hy vọng sớm có cháu trai ấm bồng. Ha ha ha. Đạo luân hồi là chủ đề vĩnh hằng của tình yêu, sao có thể nói là lưu manh, còn kêu là xúc sinh gì đó. Gương mặt Diệp Phàm vặn vẹo biến hình như một tên ma quỷ dữ tợn, một con heo háo sắc chính tông. Được, anh tới đi, Ngọc Kiều Long này. Ngọc Kiều Long luôn luôn kiêu ngạo, hôm nay gặp phải phó chủ tịch huyện vô lại cũng bất đắc dĩ, đôi môi run rẩy, bộ ngực cao vút phập phồng kịch liệt, giống như cuộn sóng trên biển. Sắc mặt tái nhợt giống như một tờ giấy trắng sắp bị xé toang, dứt khoát nhắm chặt hai mắt lại. Vậy thì tốt. Diệp Phàm vững tâm như sắt, đôi môi tiếp tục tiến tới gần, hơi thở dồn dập phà lên mặt Ngọc Kiều Long, mùi thơm xử nữ đặc thù trên người Ngọc Kiều Long tựa hồ như một hắc động hút hồn, khiến anh chàng này cứ bồn chồn, sợ mình không khống chế được bản thân. Cha, mẹ, Kiều Long thật xin lỗi mọi người. Họ Diệp kia, anh nghe kỹ đây, nếu như chiếm lấy tôi. Anh phải đồng ý thả cha tôi ra, nếu không, tôi chết trước mặt anh, biến thành quỷ cũng quấn lấy anh không được yên bình, hơn nữa còn phải cưới tôi. Ngọc Kiều Long khẽ nhíu mắt, hàng lông mi xinh đẹp run rẩy, thốt ra lời nói tàn nhẫn, không giống như đang nói đùa. Hừ, cô gái xinh đẹp như vậy làm vợ cũng đáng. Diệp Phàm lại đẩy thêm một bước, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bộ ngựa hút hồn cao vút của Kiều Long. Tuy nhiên chỉ chạm nhẹ vào mép áo, cũng không đè xuống thật. Tuy nhiên Ngọc Kiều Long đang run sợ, bộ ngực đang phập phồng không tự chủ được vô tình đụng vào tay Diệp Phàm. Trái tim của anh chàng đập liên hồn, tâm tình như sắp mất khống chế.
hắn thầm nuốt một ngụm nước miếng, mắng. Mẹ kiếp, đây có lẽ là khảo nghiệm lớn nhất trong đời lão tử, nắm vào bộ ngực đó không biết có mùi vị gì, nhất định là rất sảng khoái. Hồi lâu, Ngọc Kiều Long nhắm mắt chờ sắc lang tàn phá cũng không phát hiện bàn tay ma quỷ kia tiến thêm một bước, ngay cả hơi thở trên mặt cũng không cảm thấy, thầm nghĩ. Kỳ quái, lẽ nào mình thích ứng với mùi của sắc lang, lẽ nào mình thầm thích mùi vị đàn ông đó, lẽ nào mình khuất phục, lẽ nào. Ngọc Kiều Long vừa nghĩ đến đây khuôn mặt đã từ tờ giấy trắng dần dần ửng hồng, hơn nữa càng ngày càng đỏ bừng. Cô ta len lén mở mắt ra. Miệng kêu lên một tiếng. A, trong phòng không thấy bóng dáng của anh chưa nào đó, anh ta sớm đã chuồn đi đâu rồi. Hừ, tên hèn nhát, không dám có phải không? Thì ra hắn chỉ hù dọa mình, có lẽ hắn không phải là tên háo sắc như vậy. Mình nên làm gì bây giờ, như thế này còn không bằng bị hắn cưỡng bức, nếu như vậy mình còn có thể ép hắn, nếu không phát sinh chuyện gì hắn chối cãi không giúp, mình cũng không có cách nào khác, mặc kệ, sống chết cũng phải bám lấy hắn. Ngọc Kiều Long cắn cắn răng, hạ quyết tâm tử chiến đến cùng, không thấy thỏ không thả chim ưng, mở cửa bước ra khỏi phòng, vốn định sửa sang lại quần áo và đầu tóc bị Diệp Phàm làm cho rối loạn, suy nghĩ một hồi lại không chỉnh trang nữa, cứ như vậy bước ra ngoài. Quả nhiên nhận được hiệu quả. Diệp Phàm đi tắm, tuy nhiên vẫn còn Lâm Tú Chi và Diệp Tử Y đang nhặt rau nhìn thấy Ngọc Kiều Long đầu tóc rối tung, váy áo sộc xệch cùng liếc mắt nhìn nhau, trên mặt Lâm Tú Chi lộ ra ánh mắt thương yêu. Gương mặt Diệp Tử Y cũng nhuộm đỏ, cô nàng này nhất định hiểu lầm rồi. Chị dâu, chị nói chuyện gì với anh vậy? Diệp Tử Y trêu chọc Ngọc Kiều Long khuôn mặt ửng đỏ, cười ha ha vui vẻ vô cùng. Tử Y, Kiều Long và anh con lâu ngày không gặp, hai đứa nó nói chuyện, con hỏi làm gì? Con bé này, cũng không biết xấu hổ. Lâm Tú Chi cười mắng. Không, không nói gì. Ngọc Kiều Long cũng rất biết diễn kịch. Giả vờ đỏ mặt nhăn nhó như muốn che giấu chuyện xấu hổ. Hừ, thân mật thì thân mật, có sao đâu, dù sao hai người cũng sắp đính hôn rồi, chị cũng sắp thành chị dâu của em, còn sợ gì chứ, ha ha ha. Diệp Tử Y giống như một tinh linh cười nắc nẻ không thôi, khuôn mặt Ngọc Kiều Long dĩ nhiên càng đỏ hơn, lần này thật ra không phải giả vờ. Kiều Long, anh quên cầm quần lót với khăn tắm, em cầm vào phòng vệ sinh giúp anh. Đột nhiên, trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nói của Diệp Phàm, tiểu tử này lại đùa giỡn chiêu thứ hai, chiêu thức này tuyệt đối lại càng vô sỉ hơn. Mục đích đơn giản là muốn ép Ngọc Kiều Long, làm cô ta biết khó mà lui, thầm nghĩ. Cô nương mặt dày, xem cô có thể chống cự được đến lúc nào, có bản lãnh thì vào phòng vệ sinh của lão tử xem. Được, em biết rồi. Ngọc Kiều Long đỏ mặt, nhỏ giọng trả lời, vào phòng tìm quần lót, nhưng cô ta đương nhiên tìm không được. Một lát Diệp Tử Y phải vào tìm giúp. Cô nàng thần bí ghé sát tai Ngọc Kiều Long nhỏ giọng nói. Chị dâu, anh em không làm gì chị chứ? Chị đánh chết em Tử Y, em. Chuyện này mà em cũng dám hỏi được. Ngọc Kiều Long giả vờ rất giống thật, đùa giỡn trong phòng một lúc với em chồng Diệp Tử Y rồi mới xấu hổ cầm quần lót của Diệp Phàm đến cửa phòng vệ sinh. Em treo lên móc rồi, anh cầm lấy đi. Ngọc Kiều Long dịu dàng nói. Anh mới lau xà bông, cay mắt quá không mở ra được, em vào đây giúp anh kỳ lưng. Anh chàng này càng ngày càng càn rỡ, lại gọi Ngọc Kiều Long đến phòng vệ sinh giúp hắn kỳ lưng. Cái này, cái. Ngọc Kiều Long mắc cỡ đỏ mặt, nhìn Lâm Tú Chi cùng Diệp Tử Y đang giả vờ cúi đầu nhặt rau không dám đi vào. Trong lòng cô ả không khỏi mắng thầm, sắc lang. Hừ, nếu cô không dám thì sớm quay về đi, ha ha ha, chuyện như vậy sau này còn nhiều lắm. Tiếp theo là ngâm chân, hơn nữa con người tôi có một thói xấu, thích ôm người khác ngủ. Diệp Phàm ghé sát bên cửa nhỏ giọng nói. Anh, đồ lưu manh. Ngọc Kiều Long chửi nhỏ một tiếng, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, mới phát hiện anh chàng này vẫn mặc quần đùi trên người, thì ra đang trêu chọc mình. Tôi trà sát, tôi giúp anh kỳ lưng, kỳ chết đầu heo nhà anh đi. Ngọc Kiều Long thật sự nổi giận, lo lắng phụ thân bị giam mấy ngày qua, cẩn trọng khi ở nhà họ Diệp. Những đè nén lúc này được phát tiết toàn bộ. Cô ả vừa nhỏ giọng mắng chửi, hai tay vừa cấu nhéo loạn xạ trên lưng Diệp Phàm, nhất thời làm nổi lên mấy vết máu, cảm thấy còn chưa hết giận đang muốn sáp tới há miệng cắn một hồi, tuy nhiên bị Diệp Phàm vội vàng đẩy ra, nhanh chóng đóng chặt cửa nhà vệ sinh lại. Hắn khổ sở mắng. Bọn đàn bà này thật là hung ác, may mà lão tử đóng cửa nhanh,
nếu không trên lưng khắc lên mấy vết môi rồi. Nếu để cho bạn gái sau này phát hiện ra thì hỏng bét, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đại ca, tình hình nhà máy giấy ở Giác Khê thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi đại ca Diệp Cường. Nhà máy có thể tiến hành, sau năm mới đã chính thức vận hành, bộ thiết bị xử lý nước thải cũng đã được lắp đặt thử hoàn tất, Yến Thu Lâm nói hiệu quả tương đối tốt. Mặc dù phóng suất nước thải còn kém hơn tiêu chuẩn bình thường một chút, tuy nhiên đối với thành phố Mạc Hương chúng ta mà nói có thể xem là đạt chuẩn rồi, cho nên vấn đề này không cần lo lắng gì cả, đến lúc người của Cục Bảo vệ Môi trường đến chịu khó chiêu đãi chu đáo là không có vấn đề gì. Bên này vừa chiêu mộ vào một nhóm công nhân, nhà máy chuẩn bị mở rộng gấp đôi. Phương diện tài chính cũng có thể đối phó thêm một thời gian ngắn nữa, nguyên vật liệu cũng rất đầy đủ. Đám lưu manh trong thời gian này cũng yên tĩnh, không chọc ra chuyện gì. Ha ha ha, nếu như chọc ra chuyện gì, thật ra anh có thể vận động tay chân một phen. Đại ca Diệp Cường của Diệp Phàm cũng là phần tử hiếu chiến, vừa nói đến đánh nhau hai mắt đã lấp lánh. Năm ngoái được Diệp Phàm tương trợ, Diệp Cường cũng đột phá đến cấp khai nguyên tam đoạn, nói trong dân gian cũng được xem là một cao thủ không thể coi thường. Lẽ nào không thể đạt tiêu chuẩn phóng suất? Diệp Phàm hỏi. Có thể, dĩ nhiên có thể, thiết bị của chúng ta là hàng tốt trên 100 vạn, nghe nói hàng mới phải 200-300 vạn. Tuy nhiên Yến Thu Lâm nói nếu muốn hoàn toàn đạt tiêu chuẩn phóng suất thì chi phí vận hành quá cao, có lẽ cộng các khoản tiền công nhân viên, hao tổn máy móc, phí điện máy phóng suất một tháng cũng phải hơn 3 vạn, chỉ tính riêng mảng phóng suất nước thải này một năm cũng tiêu tốn khoảng 40 vạn, quá lỗ vốn. Hơn nữa Yến Thu Lâm nói cũng không cần thiết, nước mà chúng ta thải ra đã xem là rất sạch rồi, sạch sẽ hơn nhiều so với nước ô nhiễm mà tất cả các nhà máy trong thành phố Mạc Hương thải ra, chỉ còn thiếu một chút là đạt chuẩn. Diệp Cường cười nói. Chương 496, một đội oan gia. Được rồi, cứ như vậy trước đi đã. Sau này nếu lợi nhuận nhiều vẫn phải thực hiện phóng suất nước thải toàn diện đạt tiêu chuẩn, cũng phải để lại gì đó cho con cháu sau này có phải không? Hơn nữa nếu sau này khu vực phía đông thành phố Mạc Hương được mở rộng, có lẽ thị trấn Giác Khê cũng trong phạm vi mở rộng. Nếu chúng ta làm tốt cũng tránh cho người ta nói ra nói vào. Diệp Phàm thở dài, cũng rất bất đắc dĩ. Trong lòng hắn luôn cảm giác phát triển và bảo vệ môi trường giống như một đôi oan gia. Trước mắt mà nói trong nước vẫn chưa tìm được biện pháp xử lý thích đáng, ô nhiễm của các xưởng vừa và nhỏ đều rất nghiêm trọng, nếu lắp đặt thiết bị xử lý nước thải, những nhà máy nhỏ căn bản không thể chịu được. Cho dù có một số nhà máy lớn chịu bỏ tiền đầu tư vào bảo vệ môi trường, bỏ ra số tiền khổng lồ để mua sắm thiết bị thường thường cũng chỉ để trang trí, ứng phó cấp trên kiểm tra mà thôi. Diệp Phàm lắc đầu, cũng không muốn nghĩ nữa, vẫn nên đối mặt với thực tế thì tốt hơn, xoay đầu cười nói. Anh hút hết cây thuốc chưa? Ha ha, hút sạch từ lâu rồi, Diệp Phàm, bạn bè anh nhiều, cây thuốc đặc biệt của em còn không chia đủ mỗi người một bao, anh mới hút được mấy điếu đã hết sạch rồi. Ai, em còn không, anh còn mấy người bạn chưa được chia, cả ngày cứ nhìn anh chằm chằm, xem anh như miệng thịt béo, mẹ kiếp. Diệp Cường không kìm được cười mắng, đôi mắt không có hảo ý quét đi quét lại trên người Diệp Phàm, làm cho Diệp Phàm cảm giác cả người không tự nhiên. Đừng nhìn nữa, em làm gì còn loại hàng cao cấp đó, anh tưởng em là quan to cấp tỉnh à? Được rồi, cho anh 2 bao. Số còn lại em phải cầm đi mời các lãnh đạo cấp trên, nếu không làm sao lăn lộn trên quan trường được. Diệp Phàm sờ đầu ném 2 bao cho Diệp Cường. Ừ, Diệp Phàm, nhà chúng ta toàn dựa vào em. Em vất vả như vậy, anh là anh cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Tuy nhiên, vợ em thật là xinh đẹp, thất tiên nữ trên trời cũng không xinh đẹp bằng. Khách khứa đến nhà chúng ta đều bị cô ấy mê hoặc. Tất cả mọi người đều mở to mắt như chuông đồng, nhất là mấy người anh em của anh, mắt như ngòi nổ. Nếu không phải biết cô ấy là em dâu anh, đám sắc lang đấy có lẽ đã muốn làm chuyện xấu rồi. Mẹ kiếp, cũng không mở to mắt ra mà nhìn, xem đó là vợ của ai chứ. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều tấm tắc khen cha mẹ có phúc khí, Diệp Phàm có bản lãnh. Ý tứ của cha mẹ tuy nói em còn nhỏ tuổi, nhưng chuyện này cũng không thể trì hoãn. Nếu hai người sớm đính hôn thì vẫn tốt hơn, nếu không em dâu xinh đẹp như vậy bay mất, tiểu tử cậu cứ đợi bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà đi. Diệp Cường đắc ý cười khan. Chuyện này không vội, đợi mấy năm nữa hãy nói, hơn nữa cô ấy vẫn chưa tốt nghiệp, hơi sớm quá, ảnh hưởng không tốt. Trong lòng Diệp Phàm hoảng hốt,
Cố giả bộ mỉm cười lắc đầu. Trong lòng hắn thầm mắng, mẹ kiếp, xem ra cả nhà đều bị cô ta mua chuộc rồi, người ta nói sắc đẹp có thể ăn được, không nghĩ tới sắc đẹp cũng có thể mê hoặc người nhà, làm sao bây giờ? Không vội, con không vội nhưng mọi người vội, chuyện này không phải bàn bạc nữa, tranh thủ mấy ngày Ngọc cô nương chưa phải quay về trường, đính hôn trước đi, đính hôn trước có ảnh hưởng gì, còn kết hôn trái lại có thể kéo dài thêm mấy năm. Con dâu nhà ta tốt như vậy, tiểu tử con đừng không biết đủ. Nếu cô ấy bay mất thì con xéo ngay cho cha, ta không có đứa con trai như vậy. Diệp Thần Tây vừa vặn đi tới nghe thấy được, bực tức mắng chửi. Cha, con mới 19 tuổi, đúng là quá sớm. Chuyện này còn phải đợi xem. Diệp Phàm vội vàng nói, trong lòng buồn bực muốn chết, lại không thể nói rõ, việc này thật sự là một đại phiền toái. Phàm con có tức giận cũng không thể lấy Kiều Long ra để chút giận. Con không nên làm vậy. Một cô gái tốt như vậy con có thể nhẫn tâm vứt bỏ một bên, hừ. Lúc này Lâm Tú Chi đi tới, lại thốt ra những lời trách móc. Mẹ, lại có chuyện gì nữa? Trong lòng Diệp Phàm buồn bực sắp nổ tung, có lẽ Ngọc Kiều Long lại ở sau lưng thêu dệt chuyện gì về mình rồi. Con nói cho mẹ nghe, Tề Thiên có phải anh em của con hay không? Lâm Tú Chi trừng mắt hỏi. Đúng vậy, bạn tốt, hảo huynh đệ. Diệp Phàm trả lời. Hừ, nếu cậu ấy đã là hảo huynh đệ của con, tại sao có chuyện nhỏ như vậy cũng không chịu giúp? Con nhìn xem, Kiều Long khóc đến mức mắt sưng hết lên rồi, người cũng gầy đi không ít. Cha con bé bây giờ còn bị giam, con bé có thể yên tâm được sao? Con thì sung sướng rồi, một mình chạy ra ngoài ăn chơi thoải mái, làm cho Kiều Long cả ngày ở nhà lo lắng không thôi. Chuyện nhỏ nhặt này con cũng không mở miệng nói giúp con ra thể thống gì nữa. Cha Kiều Long sau này chính là nhạc phụ của con, biết chưa? Con thật không biết biết điều gì cả, tại sao ta lại sinh ra một đứa con trai bất nghĩa như vậy chứ? Lâm Tú Chi không nhịn được mắng. Xong rồi, con đàn bà ác nhân này chơi mình trước rồi. Trong lòng Diệp Phàm tối sầm lại, cười khổ nói. Mẹ, chuyện này rất khó giúp, Tề Thiên cũng không thể làm gì. Quốc gia có pháp luật của quốc gia, chuyện của cha cô ấy. Lớn cái gì? Không phải chỉ là mở sòng bạc thôi sao, có gì lớn. Ở chỗ chúng ta chỗ nào chẳng có, cũng không thấy bắt người rồi không thả, nhiều nhất chỉ phạt ít tiền rồi thôi. Cô ấy là con dâu tương lai của nhà ta, không phải người ngoài. Lâm Tú Chi căn bản là không để Diệp Phàm giải thích, càm giảm. Hừ, tiểu tử con làm quan, rồi lòng dạ cũng xấu xa đi có phải không? Vợ mình không giúp, con còn muốn giúp ai? Diệp Thần Tây cũng sầm mặt xuống quát nói. Hỏng bét, mình thành kẻ thù của cả nhà rồi. Diệp Phàm âm thầm thầm cằn nhằn. Lẽ ra mình phải tống cô ta đi mới đúng, nếu không để trong nhà nhất định là tai họa, như quả bom không biết nổ lúc nào. Cha, mẹ, chuyện này mọi người cũng đừng trách anh Phàm, là cha con vô dụng, ông ấy làm chuyện trái pháp luật, cứ để cha con ở trong đấy một thời gian. Lúc này Ngọc Kiều Long và Diệp Tử Y cũng đi tới, mở miệng khuyên nhủ cha mẹ Diệp Phàm. Cô ta làm cho người ta cảm giác bản thân cô ta rất hiểu chỗ khó xử của Diệp Phàm, biểu hiện ở trước mặt người nhà họ Diệp là một hình tượng người vợ hiền lành, dịu dàng, trái lại tiến thêm một bước cường hóa hình tượng con dâu trong lòng người nhà họ Diệp. Giả bộ, cô đang giả bộ. Diệp Phàm tức giận, không khỏi trợn mắt liếc nhìn Ngọc Kiều Long, thầm nghĩ, cô ả này, thật đúng là biết diễn kịch, da mặt dày sắp vượt qua đáy nồi, nói chuyện thì đầy đáng thương, tội nghiệp. Thật ra cô ta nói như vậy. Có lẽ người trong nhà đều cho mình không có lương tâm. Anh Phàm, em đi đây. Ngọc Kiều Long đột nhiên thốt ra một câu, hết sức lưu luyến nhìn Diệp Phàm, điềm đạm đáng yêu nói. Anh Phàm, em biết anh và cô phóng viên báo tỉnh đó có tình cảm rất tốt, người ta là phóng viên lớn của báo tỉnh, em chỉ là một cô gái nông thôn, em không xứng với anh, em đi đây. Ngọc Kiều Long diễn kịch rất khéo léo. Lại cung kính hành lễ với Diệp Thần Tây và Lâm Tú Chi đang trợn mắt há mồm nói. Cha, mẹ, con đi đây, sau này con. Cô ta vừa nói đến đây, đôi mắt sóng sánh nước mắt cuối cùng cũng nhỏ lệ. Mẹ kiếp, càng lúc càng giống thật, tượng vàng Oscar không trao tặng cho cô ta thì hội đồng chấm giải đúng là toàn mắt chó. Diệp Phàm thiếu chút nữa chấn động ngây người, quả nhiên người nhà họ Diệp đều trúng kế. Kiều Long, con nói gì vậy? Con ngồi xuống đi. Đúng là phản thiên, chuyện hôm nay ta quyết định rồi. Thằng nhãi này,
thật sự muốn làm ầm ĩ lên có phải không? Diệp Thần Tây thật sự tức giận, liếc mắt nhìn bà xã Lâm Tú Chi, Lâm Tú Chi vội vàng đi qua kéo Ngọc Kiều Long ngồi xuống, an ủi cô ta. Phàm con, chuyện hôm nay con giải thích rõ ràng cho cha, phóng viên báo tỉnh là sao? Kiều Long đối với con rất tốt, con không ở nhà, con bé ngày nào cũng ở nhà chúng ta quét sân rửa rau, giặt quần áo. Hơn 10 ngày đón năm mới, con bé cũng không bước ra khỏi cửa, sau khi làm cơm lại cùng mẹ con học cách nấu ăn, tốn một phen khổ công, còn học theo thực đơn trong sách dạy nấu ăn gì đó, bảo là muốn ngày nào cũng làm cơm cho con ăn. Tiểu tử này, mới làm một quan nhỏ đã muốn làm Trần Thế Mỹ có phải không? Diệp Thần Tây tức giận, quát Diệp Phàm. Hừ, con muốn làm Trần Thế Mỹ cũng phải hỏi mẹ có đồng ý hay không? Kiều Long cũng không phải là Tần Hương Liên, trên đời cũng không còn bao long đồ, hừ. Lâm Tú Chi cũng nghiêm mặt nói. Anh, chị Kiều Long là hoa khôi trường em, chị dâu xinh đẹp như vậy anh không muốn, anh còn muốn tìm người nào nữa? Thật không biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Phóng viên báo tỉnh thì có gì hay, nhất định là đại tiểu thư nhà giàu, cả ngày nũng nịu, lấy về nhà thì cả nhà này thành nha đầu giúp việc của cô ấy hết. Em gái Diệp Tử Y cũng tức giận trợn mắt nói với đồng chí Diệp Phàm. Diệp Phàm, em xem đi, chuyện này nói thế nào, ai? Đại ca Diệp Cường cười khổ không nói gì, nhưng ý tứ đương nhiên cũng có chút trách móc Diệp Phàm. Cha, mẹ, anh, Tử Y, mọi người đừng ép anh Phàm, con không xứng với anh ấy. Con thực sự phải đi, về nhà nói với mẹ con một tiếng rồi trở về trường học. Ngọc Kiều Long ứa nước mắt, mạo hiểm xoay người muốn bỏ đi. Mẹ kiếp, cô ả này thật lợi hại. Không đi làm diễn viên thật là đáng tiếc, cô ta có thể khóc lóc thế kia, khóc đến bi tráng rung động lòng người, ngay cả lão tử cũng có chút cảm động. Cảm động thật. Diệp Phàm thầm mắng một câu thiếu chút nữa tức đến mức choáng váng. Hắn vội vàng nói. Không phải như thế. Cô phóng viên ấy không có quan hệ gì với con, người ta là phóng viên lớn của báo tỉnh, sao có thể để mắt đến một người nghèo như con chứ? Hừ, không quan hệ, nếu không có quan hệ, sao cô ta lại chạy vào cục công an, phóng viên lớn của báo tỉnh chạy đến huyện nghèo như Ngư Dương làm gì? Cha em xảy ra chuyện anh có quan tâm đến không, kêu anh giúp đỡ, anh cũng không thèm để ý, hôm nay thì thoái thác sang ngày mai lại chuyển sang ngày kia. Hôm đó Tề Thiên đến nhà. Anh cũng không nói, y là hảo huynh đệ của anh, chuyện nhỏ này cũng không giúp được còn nói là hảo huynh đệ gì nữa, anh thuần túy chỉ muốn thoái thác, thiệt thòi cho em khi anh còn đi học ngày nào cũng đến giặt rũ quần áo cho anh, cũng được 2 năm rồi. Năm ngoái anh còn nói muốn đem chuyện của chúng ta báo cho cha mẹ hai bên biết sớm, đầu năm nay, anh thăng quan, đề bạt, anh lại bắt đầu thoái thác. Được rồi, em biết anh đã thay lòng đổi dạ, em không xứng với anh. Nhà em không làm đại quan như nhà ai kia, cha của phóng viên Lan nghe nói còn là hiệu phó trường đại học. Ông ấy là cán bộ lớn cấp trưởng ban, anh Phàm sau này em sẽ không dây dưa với anh nữa. Em đi đây, anh bảo trọng. Ngọc Kiều Long tiếp tục giả vờ đáng thương tranh thủ tình cảm của cả nhà Diệp Phàm. Tuyệt thật, lão tử quen cô còn chưa đến 1 tháng, từ lúc nào lại biến thành 2 năm, còn cả giặt quần áo giúp tôi. Cô lái chiếc xe thể thao hơn 100 vạn mà lại đi giặt quần áo cho một kẻ nghèo hèn như lão tử sao, trên đời này làm gì có chuyện vô lý như vậy, thật là gặp quỷ, mẹ kiếp. Cô nói như vậy tôi đúng là thành Trần Thế Mỹ hiện đại rồi. Diệp Phàm thiếu chút nữa hộc máu. Chương 497, hoàn toàn vụ oan. Kiều Long, đừng để ý đến nó. Lâm Tú Chi kéo tay Ngọc Kiều Long an ủi, đảo mắt nhìn về hướng Diệp Phàm nói. Phàm con. Chuyện của cha cô bé, con giải quyết trước đi, bây giờ gọi điện cho huynh đệ Tề Thiên của con, bất luận như thế nào cứ thả người trước, nếu không sau này Tề Thiên cũng đừng bước vào cửa nhà chúng ta là người nghèo, với không tới quan quân người ta. Mẹ, chuyện này không phải con đã nói là có thể tính toán. Diệp Phàm vội vàng giải thích. Bất kể thành hay không thành, con lập tức gọi điện thoại cho Tề Thiên, dùng điện thoại bàn, để cả nhà xem con có tận lực không. Nếu như tận lực mà không thể làm gì được, chúng ta cũng không nói gì, con gọi ngay đi, lời không hay thì nói trước, hôm nay con mà không ra sức thì nhanh chóng cuốn chăn màn cút đi, tới chỗ nào sung sướng thì tới. Con là phó chủ tịch huyện, nhà ta nghèo không dậy nổi vị thần tiên này, Diệp Thần Tây này coi như không sinh ra đứa con bất hiếu. Diệp Thần Tây buột miệng nói, cha, mẹ, mọi người đừng ép anh Phàm,
con, vô dụng, mọi người hãy để cho con đi, kiếp sau con xin được làm con gái của cha mẹ, có làm quỷ cũng sẽ về báo đáp cha mẹ. Ngọc Kiều Long nói vô cùng ngọt ngào, trình độ nói chuyện đúng là cao thâm, người ta là học sinh của Học viện Âm nhạc Thủy Châu, tài ăn nói đúng là khá tốt. Vậy để lát nữa con gọi. Diệp Phàm bất đắc dĩ gật gật đầu, đương nhiên muốn dùng kế kéo dài. Không được, con gọi ngay bây giờ, gọi trước mặt mọi người, con có gọi không? Diệp Thần Tây và Lâm Tú Chi bất ngờ đồng thanh nói, mắt nhìn Diệp Phàm chằm chằm, xem ra không gọi nhất định là không được. Xong rồi, hôm nay lão tử hoàn toàn nằm trong tay con mụ đàn bà này rồi, thật là tức chết. Diệp Phàm thầm thở dài, buồn bực đến mức muốn đập đầu vào tường. Hắn liếc mắt nhìn Ngọc Kiều Long, phát hiện mí mắt cô ta vừa nhảy, có lẽ trong lòng đang vui mừng như điên. Con gọi là được chứ gì? Diệp Phàm gật đầu bất đắc dĩ, bấm phím điện thoại bàn. Tề Thiên, ăn Tết có vui không? Diệp Phàm bắt chuyện trước. Cũng vui, em chơi được mấy cô gái, thật là thoải mái chết đi được. Tề Thiên không biết chuyện, vừa ra khỏi miệng đã thốt ra một câu thô tục, khiến cả nhà họ Diệp nghe thấy đều hết sức xấu hổ. Trong đáy lòng Diệp Phàm lại càng xấu hổ, vội vàng nói. Ừ, thoải mái lập tốt rồi. Tôi muốn hỏi vụ án Ngọc Gia kết thúc chưa vậy? Trong lòng cũng kêu khổ thấu trời, thầm nghĩ. Cái miệng chó của cậu đừng chơi đòn ngầm với lão tử, nếu không thì thảm rồi. Vẫn chưa, sao vậy, có phải Ngọc Gia lại liên lạc với anh hay không? Em nghe nói cô gái Ngọc Kiều Long gây lộn với anh hôm đó là hoa khôi của Học viện Âm nhạc Thủy Châu. Có phải mỹ nhân rơi lệ làm đại ca mềm lòng phải không? Ha ha ha. Tề Thiên cười mờ ám không dứt. Ha ha, ha ha. Coi như vậy đi, nếu các cậu có thể kết thúc thì kết thúc sớm một chút, sang năm mới rồi, để một lão đầu tử ở trong đó cũng khổ sở. Diệp Phàm cười theo nói. Đây không phải là phong cách của anh, đại ca chuyện này không phải là anh. Tề Thiên sắp phun ra Diệp Phàm rồi, có lẽ muốn nói, chuyện này không phải do anh thu xếp sao? Diệp Phàm hoảng hốt vội vàng nói. Lão đệ, nói ít thôi. Chuyện này sắp kết thúc hay chưa, cho đại ca một tin chính xác, còn nữa, kết thúc như thế nào? Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa đã bị tiểu tử này bán đứng, may mà mình phản ứng nhanh. Đại ca vậy anh nói nên kết thúc như thế nào, em nghe lời anh. Tề Thiên cũng thu lại nụ cười, trong lòng rất buồn bực, cảm thấy đại ca hôm nay làm sao khác thường như vậy. Thật vô lý. Lẽ nào Ngọc Gia thật sự đã thông được đại ca rồi, đại ca giơ cao đánh khẽ, có lẽ Ngọc Kiều Long lấy thân báo đáp mê hoặc đại ca. Tốt, cậu đã nói như vậy, nếu chuyện của Ngọc Gia không lớn thì cậu thả người ta ra. Diệp Phàm rốt cục cũng phun ra những lời này, trong lòng hết sức nín thở. Được, em lập tức thu xếp người kết án. Chuyện này em đã điều tra rõ, cũng không có quan hệ nhiều lắm với Ngọc Gia. Tuy nhiên đại ca đã mở miệng em có thể còn nói gì nữa. Tuy nhiên Ngọc Gia mở sòng bạc có lẽ phải phạt ít tiền, người cũng giam lâu rồi, xem như cũng đến hạn mức giam giữ. Bọn em sẽ đem vụ án này chuyển tới Cục Công an thành phố, với khả năng của Ngọc Gia không cần phí lực có thể đưa Ngọc Hoài Thăng ra được. Tuy nhiên đại ca, em cũng đã bỏ nhiều sức, anh có thể cho em thêm mấy viên kia được không, mấy viên của em dùng hết rồi, thật đúng là hàng tốt. Ha ha ha. Tiểu tử này lại càn rỡ bật cười. Tiểu tử này, may là không phun ra ba chữ, Xuân Cung Hoàn, nếu không thực sự phải đào lỗ chui vào. Diệp Phàm thầm mắng cười nói. Chuyện này không thành vấn đề, hai viên, tôi cúp máy đây, cảm ơn lão đệ. Ba viên. Khi Diệp Phàm treo máy trong điện thoại còn truyền đến tiếng hét của Tề Thiên, tuy nhiên Diệp Phàm không thèm để ý. Hừ, cậu còn muốn ba viên. Lão tử không rút ra cậu đã xem như rất tốt rồi, thật là đần. Ngay cả giọng nói của mình có chút quái dị cũng không nghe ra. Nếu nghe được diễn trò từ chối gì đó, nói chuyện này rất khó giải quyết, đến lúc đó lão gia tử Ngọc Gia tiếp tục ở lại đó cũng không có quan hệ đến mình. Ai, đáng tiếc, Ngọc Gia đã tránh được một tai kiếp, mình vốn nghĩ sau này dùng chuyện này tới uy hiếp Ngọc Gia giúp mình làm một số chuyện, thoáng cái chiếm tiện nghi của Ngọc Gia. Diệp Phàm âm thầm thở dài không dứt. Cảm ơn anh Phàm, em về nhà báo tin cho mọi người, bọn họ khẳng định rất vui. Sắc mặt Ngọc Kiều Long lập tức biến đổi, nhất thời như trăm hoa đua nở. Đừng vội, em gọi điện cho người trong nhà báo tin là được rồi. Tối nay là nguyên tiêu, chúng ta họp mặt đoàn viên.
Diệp Phàm khẽ mỉm cười liếc nhìn Ngọc Kiều Long đầy quỷ dị. Hai chữ, họp mặt, càng đặc biệt nhấn mạnh, thâm ý sâu sắc, muốn để Ngọc Kiều Long nghe được ra được ẩn ý bên trong. Anh chàng này thầm nói, cô làm xong việc liền muốn chuồn, trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Tối nay lão tử phải lấy lại tiền vốn mới được, cô không phải là bà xã của tôi sao? Vậy thì phải làm chút gì đó mới không tính là hao vốn. Mẹ kiếp, ôm mỹ nhân trong lòng chính là một chuyện cực thú vị trên đời này, dù sao cũng kiếm lại được chút gì đó, không thì lỗ vốn đến mức cả chiếc quần đùi cũng không còn. Đúng vậy Kiều Long, chúng ta sắp sửa trở thành người một nhà, ăn Tết Nguyên Tiêu xong con kêu Diệp Phàm đưa con về, gọi điện thoại báo tin cho mọi người là được. Lâm Tú Chi mỉm cười kéo Ngọc Kiều Long lại. Đúng vậy chị dâu, anh cũng mới trở lại, hai người phải họp mặt nói chuyện tâm tình chứ. Diệp Tử Y mỉm cười mờ ám. Ngọc Kiều Long đỏ mặt nhăn nhó, không thể làm gì khác hơn đành ở lại. Buổi tối, cả nhà Diệp Phàm cộng thêm Ngọc Kiều Long cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Diệp Phàm đương nhiên là vô cùng bình thản, ngược lại Ngọc Kiều Long như ngồi trên đống lửa. Nội tâm như sóng chiều cuộn trào, có lẽ đã nghĩ tới không biết buổi tối Diệp Phàm có làm gì đối phó mình không. Đêm nay là Nguyên Tiêu, cho nên đặc biệt náo nhiệt, khắp nơi đều răng đèn kết hoa. Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Sau khi cơm nước xong Diệp Phàm hừ nói. Ừ. Ngọc Kiều Long ôn nhu gật đầu đi theo Diệp Phàm ra ngoài. Cha cô được thả ra chưa? Diệp Phàm lạnh như băng hỏi. Có lẽ ngày kia sẽ được ra, cảm ơn anh. Ngọc Kiều Long ngượng ngùng cúi đầu. Túm lấy cánh tay tôi. Diệp Phàm nói chuyện giống như ra lệnh. Ừ. Ngọc Kiều Long đang muốn cãi lại, nhìn một vòng chung quanh. Bất đắc dĩ túm lấy cánh tay Diệp Phàm. Kề sát một chút, chúng ta là người yêu, cũng được 2 năm rồi, làm sao có vẻ xa cách như vậy, đừng để người ta phát hiện. Diệp Phàm cố ý túm lấy tay Ngọc Kiều Long mạnh mẽ quàng sát vào tay mình, thoáng cái thật sự giống như một đôi tình nhân. Hơn nữa hắn còn cố ý dùng cánh tay chà chà lên bộ ngực cao vút của Ngọc Kiều Long, cảm giác cũng không tệ, vô cùng mềm mại đàn hồi. Anh! Ngọc Kiều Long giận đến mức nói không ra lời. Cũng cảm thấy Diệp Phàm cố ý làm chuyện xấu, muốn ăn đậu hũ của mình, tuy nhiên cô ta cũng không thể tránh được, nếu người ta đã giúp mình cũng phải hy sinh chút gì đó. Hai chúng ta lúc nào sẽ đính hôn, vừa rồi không phải cô vẫn đang thúc giục sao? Diệp Phàm vẻ mặt dâm đãng châm chọc, đương nhiên, hắn còn giả vờ duỗi đầu ngón tay sờ sờ lên cằm Ngọc Kiều Long, lộ ra vẻ bỡn cợt. Tôi biết anh tức giận, Ngọc gia chúng tôi thật sự có lỗi với anh. Tuy nhiên tôi đã xin lỗi anh như vậy, anh còn muốn như thế nào, nếu như anh tổn thất kinh tế, tôi có thể trả anh 20 vạn. Ngọc Kiều Long thấy dứt khoát không trốn được ma chảo, hai mắt nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Tiền, tôi không thiếu. Diệp Phàm lắc đầu. Vậy rốt cuộc anh muốn tôi như thế nào đây? Ngọc Kiều Long cao giọng, xem ra cũng có chút nhịn không nổi. Tôi không muốn đối xử với cô không ra gì, cô không phải là vợ tôi sao? Tôi phải dùng trái tim yêu thương cô mới đúng có phải không? Hơn nữa thiên kinh địa nghĩa cô cũng nên thực hiện nghĩa vụ của một thê tử có phải không? Ha ha ha. Diệp Phàm cười khan lại nắm chặt hai cánh tay, hai người dính sát vào nhau. Không được, anh đánh tôi mắng tôi đều được, còn cái đó thì không được. Tôi là bị anh ép. Ngọc Kiều Long cảm thấy tủi thân, giọng nói lại có chút nghẹn ngào. Hừ. Cô ta lại tung bộ dạng đáng thương thường dùng của con gái ra rồi. Diệp Phàm thầm nghĩ, mặt không đổi sắc cười nói. Cô nói gì vậy, tôi không có nghĩa vụ nói giúp nhà cô, tính ra tôi còn là ân nhân của nhà cô, đối với ân nhân thì nên làm thế nào? Tôi nghĩ có lẽ cô không phải con sói bạc nghĩa chứ? Báo ân, tiền anh không cần, vậy anh, cái đó không được. Ngọc Kiều Long vẫn lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng lại càng mê người. Diệp Phàm thầm nuốt nước bọt, thầm nghĩ, cô ả này thật đúng là có thể mê hoặc chết người, khó trách có thể chiếm được danh hiệu hoa khôi của Học viện âm nhạc, đúng là có chỗ hơn người. Tôi nói rồi tôi không thiếu tiền, nếu đã muốn báo đáp thì lấy thân ra mà báo, hơn nữa lời này là do cô nói, ngay cả phóng viên Lan của báo tỉnh, cô cũng lôi ra được. Diệp Phàm tiến thêm một bước ép tới. Anh bỏ qua cho tôi đi. Ngọc Kiều Long đổi sang giọng điệu cầu khẩn. Cô nói gì vậy, mới vừa rồi cô còn kêu khóc muốn đính hôn, làm sao thoáng cái lại thay đổi, tôi bây giờ đã thành trần thế Mỹ hiện đại, cô thử nghĩ xem, cha mẹ tôi sẽ nghĩ như thế nào, hừ.
Diệp Phàm nghiêm mặt giống như một ma quỷ dữ tợn. Hắn uy hiếp nói. Cô có tin không, cha cô bây giờ còn đang ở trong sư đoàn dã chiến, ngày mai mới chuyển giao cho cục thành phố, tôi chỉ cần một cú điện thoại là có thể để ông ấy ở thêm mấy tháng nữa, hừ. Anh chàng này cảm thấy hành hạ Ngọc Kiều Long đặc biệt hả giận, trong lòng sảng khoái đến mức muốn hát vang một bài. Được, được, anh muốn làm gì thì làm đi, tôi là một cô gái yếu ớt có thể làm được gì chứ. Ngọc Tiểu Kiều Long cảm thấy cực kỳ ủy khuất, nước mắt lại trào ra. Chương 498, dự thính hội nghị thường ủy. Chơi đủ rồi, về thôi. Diệp Phàm cười hắc hắc một hồi, túm lấy Ngọc Kiều Long đi vào nhà. Chúng ta chơi trò tắm huyền ương được không? Sau khi về đến nhà, thấy mọi người trong nhà đều đi xem hoa đăng, Diệp Phàm cười nói. Không được, tôi tắm một mình. Ngọc Kiều Long lắc đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm, như muốn ăn thịt hắn. Không lâu sau đã tắm giặt xong. Diệp Phàm mới vào đến phòng nhất thời ngây người. Căn phòng đã bị em gái Diệp Tử Y hoàn toàn biến đổi. Trên giường là chiếc chăn bông mới đỏ thẫm, gối thêu uyên ương. Diệp Tử Y còn cắt chữ xong hỉ dán trên giường, bên cạnh còn viết một dòng chữ nhỏ. Chúc anh và chị dâu sống đến răng long tóc bạc, sớm sinh quý tử. Nhà đầu này, làm cái gì vậy? Diệp Phàm thầm mắng một câu, lại nhìn trên giường, thiếu chút nữa hộc máu. Bởi vì trong phòng có chiếc điều hòa hai chiều Diệp Phàm kiếm được từ thành phố cho nên vô cùng ấm áp. Ngọc Kiều Long mặc trên người một bộ đồ ngủ nằm thẳng tắp trên giường, khe rãnh giữa cặp núi đôi lồ lộ ra ngoài, nhục sắc loáng thoáng, nhân cỏ lờ mờ. Nốt ruồi mỹ nhân ở mi tâm khẽ run rẩy, lúc này cô ta khẽ nhắm mắt, ở bên vành mắt còn lấp lánh hai giọt nước mắt. Đôi chân thon dài, trắng trẻo lộ ra. Ngọc Kiều Long thấy Diệp Phàm đứng một bên sững sờ, đột nhiên mở mắt ra. Hai luồng điện quang lạnh lẽo bắn ra ngoài. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, nói. Họ Diệp kia, Ngọc Kiều Long này hôm nay sẽ đem thân thể quý giá bảo vệ 18 năm nay giao cho anh, hy vọng sau này anh có thể đối xử tốt với tôi, nếu anh làm loạn rồi vứt bỏ, tôi sẽ chết cho ngươi xem, tôi nói là làm được. Ánh mắt kia tuyệt đối có thể giết người, giống như là một thanh bảo kiếm đúc bằng băng lạnh, ghim chặt vào trong hang ổ của Diệp Phàm. Trong lòng anh chàng này không khỏi nhói đau một hồi, thầm nghĩ. Mình có phải đùa hơi quá đáng rồi không, đùa đến đây thôi. Mình vốn còn muốn lại gần chơi trò thêm nữa, xem ra không thể tiến hành được rồi. Cô ta có lẽ cũng không dễ chọc, ngay cả chết cũng dám nói ra, nếu rước họa vào thân, bị cô ta dính vào thì cuộc sống sau này có lẽ nước sôi lửa bỏng mất. Lão tử còn trẻ, vẫn chưa chơi đủ, chơi ra lửa sớm bị trói buộc thì chơi làm gì. Ngọc Kiều Long thấy Diệp Phàm không có động tĩnh, đứng như cây cột điện, cô ta giật mình, châm chọc nói. Sao vậy, không dám à, yên tâm, tôi sẽ không quản bên ngoài anh có bao nhiêu đàn bà, những người làm quan như các anh đều là dạng như vậy, đừng tưởng tôi không biết. Trước mặt quần chúng thì ra vẻ đạo mạo, buổi tối chính là một tên cầm thú, cho nên, anh cứ mặc sức chơi đi. Ánh mắt lạnh lẽo khiến da đầu anh chàng tê dại. Tôi có gì mà không dám. Mỹ nhân nằm sẵn trên giường, hừ. Diệp Phàm giả mạo hảo hán, thốt ra một câu rồi như một tướng quân xông tới, thầm nghĩ không thể để cho cô ta xem thường được, nói thế nào cũng phải cầm nằm cô ta mới được. Anh chư nào đó đã hạ quyết tâm lớn nhất, quyết định chơi giả làm thật. Móng vuốt sắc lang chụp một cái đã nắm trúng hai mỏm trên gò núi, cảm giác lực đàn hồi mạnh mẽ. Đầu môi đã chạm vào môi đối phương, tuy nhiên cũng không đi sâu nhưng trong lòng cả hai đều rung động. Anh, làm thật. Ngọc Kiều Long thốt ra ba chữ, ánh mắt giết người nhìn chằm chằm anh chư, cuối cùng nhìn thoáng qua, dứt khoát nhắm hai mắt lại, đương nhiên nước mắt lại chảy ra, vừa rồi đương nhiên Ngọc Kiều Long cũng chỉ đang giận lấy, nếu gặp phải cảnh thật thì cô ta bi thảm rồi. Diệp Phàm đã mấy lần tiến cung nên vẫn còn tự chủ được, Ngọc Kiều Long vì là lần đầu tiên nên thân thể run bắn. Tuy nhiên sau đó lại không thấy động tĩnh gì, một chiếc chăn lớn từ trên cao rơi xuống. Trùm lên trên người Ngọc Kiều Long. Tôi chỉ chạm nhẹ lên đôi môi của cô, chuyện này coi như kết thúc, tính ra cô cũng không thiệt thòi, tôi thiệt thòi một chút cũng không sao. Lão tử là đàn ông, không phải bọn hèn nhát, hừ. Diệp Phàm thốt ra một câu như vậy rồi vội vàng chuồn mất. Một đêm vô sự, đồng chí Diệp Phàm cuối cùng ngủ trên sàn nhà. Sáng ngày hôm sau đứng lên đương nhiên là xương cốt rã rời, hơn nữa tối qua tâm linh dâm đãng lại hành hạ kịch lia.
Mỹ nhân xinh đẹp ở trên giường cũng chỉ có thể nhìn chứ không thể chơi, còn mình phải ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo, chuyện này là thế nào chứ? Mẹ kiếp, đây là chuyện gì chứ? Buổi sáng sau khi rời giường, đồng chí Diệp Phàm tiếc nuối đến mức muốn đập đầu vào tường, cuối cùng tường không đổ mà tóc đứt mất mười mấy sợi. Hắn vừa đứng lên thì nhận được điện thoại của Chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh. Phó Chủ tịch huyện Diệp, anh lập tức về huyện dự họp. Ai, mình quên cả phải đi làm, nghe khẩu khí của Vệ Sơ Tinh hình như có gì không hay, lẽ nào lại có chuyện rắc rối gì cần mình giải quyết. Diệp Phàm thở dài, vội vã ăn điểm tâm, liếc nhìn Ngọc Kiều Long cười nói. Tôi đưa cô về nhà. Ừ, Ngọc Kiều Long nhoẻn miệng cười, đoán chừng là giả vờ, không biết trong lòng cô ta đang suy nghĩ cái gì. Trên đường lái xe, hai người ở trong xe giống như là hai hũ nút, không ai mở miệng, thậm chí cũng không thèm liếc nhìn đối phương, chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước. Sau khi đến Ngư Dương, lúc xuống xe Ngọc Kiều Long mới lên tiếng. Ngọc gia chúng tôi thiếu anh một món nợ nhân tình, sau này có chuyện gì có thể trả lại anh, tuyệt đối không thất lời. Tôi đi đây. Cô có thể quyết định sao? Diệp Phàm khinh thường liếc nhìn cô ta, thầm nghĩ người nhà họ Ngọc mặc dù cưng chiều cô, tuy nhiên trước việc đại sự quyết không hàm hồ. Có thể. Ngọc Kiều Long trả lời. Ha ha ha, tốt, tốt, vợ nhỏ, một nụ hôn lãng mạn tạm biệt thì thế nào? Diệp Phàm đột nhiên càn rỡ cười cười, có vẻ bất cần đời. Hôn cái gì, đừng có mơ, đàn ông khắp thiên hạ chết sạch cũng không tới phiên anh, đại lưu manh. Ngọc Kiều Long xì một cái, gương mặt đỏ bừng, dứt khoát bỏ chạy, chỉ để lại một anh chưa nào đó ngơ ngác nhìn theo bóng hình mỹ nhân xinh đẹp rời đi, lẩm bẩm nói. Có cá tính, lão tử thích rồi, làm bá lạc thử xem cũng không tệ. Từ huyện Cổ Xuyên đến huyện Ngư Dương chưa đến 2 giờ, 9 giờ 30 phút đã đến nơi. Diệp Phàm đến Ngư Dương vừa vặn nhận được điện thoại của Chánh văn phòng huyện ủy Trương Tân Huy dặn bảo hắn lập tức đến phòng họp, giống như có việc gì gấp. Anh Trương, rốt cuộc có chuyện gì mà thúc giục vội vã như vậy? Trong đáy lòng Diệp Phàm rung động, mí mắt cuồng loạn. Tôi không rõ, báo cho cậu dự thính hội nghị thường ủy. Trương Tân Huy đoán chừng bề bộn nhiều việc, nói thêm một câu rồi cúp điện thoại. Mình dự thính hội nghị thường ủy, chuyện này cũng khó nói, nghĩ theo hướng tốt chính là trọng dụng mình, bởi vì hội nghị thường ủy là của huyện, là nơi các thường vụ bàn bạc việc lớn trong huyện. Kêu anh tham gia chẳng khác nào anh chính là một chuẩn thường vụ, nếu nghĩ theo hướng xấu có lẽ là các thường vụ muốn hỏi trách anh đã làm gì chuyện gì hư hỏng, nghi ngờ lại biến thành hội nghị thẩm án. Diệp Phàm tâm tình phức tạp suy nghĩ xông vào Ủy ban Nhân dân huyện. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng họp ra, chỉ nghe thấy Cổ Bảo Toàn ném ra ba chữ. Làm bừa bãi, quả nhiên không phải là dấu hiệu tốt. Trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ lại phát hiện một người. Chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền Hoàng Hải Bình, người này lúc này thật giống như một con gà trống bại trận, ủ rũ, dáng vẻ hết sức tức cười, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy sung sướng. Hắn thản nhiên đối mặt với 11 vị thường ủy cười cười, gật đầu chào hỏi, khi đang muốn nhẹ nhàng tiến vào hàng ghế thứ hai ở bên cạnh ngồi xuống, Vệ Sơ Tinh không để hắn ngồi, trực tiếp nổ súng. Đồng chí Diệp Phàm, nghe nói tập đoàn Nam Cung Quyên tặng khoản tiền 200 vạn, anh chưa chuyển giao cho chủ tịch thị trấn Hoàng. Có chuyện này hay không? Khẩu khí của Vệ Sơ Tinh tương đối gay gắt, tư thế rõ ràng ép người, chẳng khác nào quỷ dạ xoa. Chuyện này là thế nào? Lúc ấy tôi đã giao lại cho Trịnh Lực Văn khi đó đang làm giám đốc sở tài chính thị trấn Lâm Tuyền. Diệp Phàm hít mạnh một hơi, cảm giác Hoàng Hải Bình có ý bất thiện, có lẽ y được bí thư khối đảng ủy phí mặc bày mưu đặt kế, bắt đầu điên cuồng gây chuyện rồi. Đồng chí Diệp Phàm, anh có còn tính giai cấp không vậy? Số tiền đó chính là tiền của quốc gia, mặc dù nói là tư nhân quyên tặng, tuy nhiên người ta quyên tặng cho nhân dân Lâm Tuyền, không phải là tiền sở hữu cá nhân của anh. Hành vi này của anh nếu nói lớn thì chính là tham ô, nói nhỏ chỉ ít cũng là dùng tiền của công. Anh nhìn xem, tiền bị anh lấy đi, chủ tịch thị trấn Hoàng hiện tại gặp phải phiền toái lớn, anh đã làm ảnh hưởng đến mười mấy vạn nhân khẩu của nhân dân thị trấn Lâm Tuyền. Lúc này Phí Mặc liếc nhìn Vệ Sơ Tinh, bắt đầu ồn ào. Khẩu khí sắc bén, câu nào cũng tựa như kim châm, những gì xấu xa đều quẳng hết lên người đồng chí Diệp Phàm. Phó Bí Thư Phí, tôi không rõ ý tứ của anh. Khoản tiền 200 vạn này, lúc trước tập đoàn Nam Cung có nói rõ, do tôi toàn quyền chịu trách nhiệm, chủ yếu nhằm sửa chữa đường xá của đập Thiên Thủy.
năm trước công việc bận rộn nên chưa cách nào khởi công sửa chữa được, tôi đang chuẩn bị sau năm mới sẽ báo cáo với bí thư cổ và chủ tịch huyện vệ, tiến hành gọi thầu công trình, khởi động sửa chữa con đường ở đập Thiên Thủy. Tôi biến thành tội phạm tham ô từ lúc nào? Xin mời phó bí thư Phí lấy căn cứ luật pháp ra. Trong lòng Diệp Phàm lửa giận bốc lên ngùn ngụt, kim đối kim, xung đấu xung ép tới, nghĩ thầm ông đúng là bí thư khối đảng ủy thật, tuy nhiên Phí ra ông thế lực cường đại cũng không thể khinh dễ người khác như vậy. Số tiền đó do anh chịu trách nhiệm, lúc ấy anh đang làm chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, số tiền đó do anh chịu trách nhiệm cũng không gì đáng trách. Tuy nhiên bây giờ anh đã rời khỏi Lâm Tuyền, nên đem số tiền đó giao cho đồng chí của Sở Tài chính thị trấn Lâm Tuyền. Lúc ấy khi anh chuyển giao nên nói chuyện rõ ràng, làm việc không minh bạch như vậy còn giống cái gì, thuần túy chính là tham ô tiền công, đây là một khoản tiền lớn, không phải là một hai đồng. Hiện tại công nhân của nhà máy giấy Lâm Tuyền lòng người tan rã, nghe nói ông chủ của Thủy Châu muốn rút vốn, mấy hôm trước công nhân đã đến Ủy ban Nhân dân thị trấn gây chuyện. Tôi hy vọng anh có thể lập tức giao số tiền đó ra, để Ủy ban Nhân dân thị trấn Lâm Tuyền xử lý. Hoàng Hải Bình tuyệt đối không e sợ Phó Chủ tịch huyện Diệp Phàm, đương nhiên là vì có Phí Mặc và Chu Trường Hà chống đỡ ngay tại chỗ, hùng hổ buộc Diệp Phàm giao tiền ra. Thì ra là chuyện này, có lẽ Chủ tịch Hồ của Thủy Châu tuyên bố muốn rút vốn, mà Ngư Dương lại không xuất tiền để đẩy nhanh xây dựng cơ bản nhà máy Quỷ Anh Than thị trấn Lâm Tuyền, cho nên mới đào tiền trong tay mình. Trong lòng Diệp Phàm thoáng cái đã hiểu rõ. Hắn liếc nhìn đám thường ủy đang ngồi. Chương 499, đối lập gay gắt, đại chiến Phí ra. Hắn phát hiện Cổ Bảo toàn mặt không chút thay đổi, bí thư ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà đang cười lạnh, có lẽ thằng chó này lại đang muốn giở trò gì đây. Trưởng ban tổ chức Miêu Phong vẻ mặt thản nhiên, Ngọc Nhã chỉ cầm cây viết chọc chọc gì đấy lên quyển sổ. Tạ Cường nheo mắt phảng phất như ngủ đông, Tiếu Tuấn Thần vẻ mặt nghiêm túc không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Diệp Phàm cười lạnh nói, Chủ tịch thị trấn Hoàng, chuyện của nhà máy giấy Lâm Tuyền có quan hệ gì đến số tiền này? Anh làm thế nào mà để Chủ tịch Hồ muốn rút vốn? Ai, trước kia tôi phải lao tâm khổ công mới lôi kéo được Chủ tịch Hồ từ tỉnh Thủy Châu đến Lâm Tuyền, không ngờ tôi vừa đi lại gây ra chuyện như vậy. Ha ha ha, tài nghệ của Chủ tịch thị trấn anh thật là cao cường. Hơn nữa, khoản tiền này là dùng để sửa đường, anh muốn chuyển đi đầu tư vào chỗ khác. Diệp Phàm này tuyệt đối không đáp ứng. Diệp Phàm nói năng rất hùng hồn, mạnh mẽ. Số tiền đó dùng như thế nào đó là chuyện của chính quyền thị trấn Lâm Tuyền, còn chưa tới phiên anh vung tay múa chân, trước tiên đem tiền giao ra đây, sau đó tiếp nhận điều tra của ủy ban kiểm tra. Bí thư Cổ, tôi thấy chuyện này có liên quan đến khoản tiền rất lớn là 200 vạn, để tránh tạo thành tổn thất lớn hơn cho quốc gia, tôi đề nghị ủy ban kiểm tra đi trước lập án điều tra. Về phần đồng chí Diệp Phàm, bởi vì là người có liên quan đến vụ án, cho nên miễn chức vụ trước, tiếp nhận điều tra của Ủy ban kiểm tra mới đúng. Bí thư Ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà khẩu khí càng mạnh mẽ, vô cùng cường ngạnh, lần này rõ ràng quyết tâm muốn bắt được Diệp Phàm. Thật ra y và Phí Mặc đã sớm bàn bạc với nhau. Bí thư Chu, lập án, dựa vào cái gì mà lập án, tôi thi hành quyền lực giám sát người dưới sự cho phép của luật pháp quốc gia thì có gì sai lầm? Tôi không rõ, chẳng lẽ văn bản pháp luật giấy trắng mực đen lại biến thành một tờ giấy vụn à? Diệp Phàm không tỏ ra sợ sệt, thẳng thắn chất vấn Chu Trường Hà. Cộp cộp cộp, lúc này Cổ Bảo toàn gõ mấy cái lên bàn, nói. Đồng chí Diệp Phàm, chú ý khẩu khí, bây giờ anh đang tiếp nhận chất vấn của hội nghị thường ủy huyện, có chuyện gì cứ nói, tuy nhiên phải chú ý thái độ của mình, về phần lý do chúng tôi cho anh cơ hội giải thích. Không phải dựa vào cổ họng lớn là có thể giải quyết vấn đề. Giấy trắng mực đen ở đâu, xin mời đồng chí Diệp Phàm đưa ra văn bản chứng cớ. Chu Trường Hà cắn chặt Diệp Phàm cũng không buông tay, quyết tâm lập án đến cùng. Cái đó tôi để ở phòng mình. Diệp Phàm nói, nhìn lướt qua vệ sơ tinh. Được, anh lập tức đi lấy. Vệ sơ tinh gật đầu. Được, tôi đi lấy rồi quay lại. Diệp Phàm nói xong chạy thẳng tới căn phòng huyện ủy tạm thời phân cho hắn, đó là một căn phòng lớn có kèm nhà vệ sinh, thật ra ở giữa căn phòng bị tách ra, bên ngoài là phòng khách, phía sau là phòng ngủ, không có phòng bếp. Hắn vừa mở cửa ra liếc nhìn, nhất thời cười lạnh, hừ nói. Quả nhiên mình đoán đúng, có trộm viếng thăm rồi, lật tung mọi thứ lên, dối như mớ bòng bong, may mà lão tử có chuẩn bị, muốn chơi với mình à, mình sẽ chơi đến cùng.
hắn móc điện thoại ra trực tiếp gọi cho Cổ Bảo Toàn, giả bộ tương đối tức giận nói. Bí thư Cổ, phòng của tôi bị trộm đồ, tôi muốn mời nhân viên của Cục Công an tới kiểm tra thực hư trước. Xác định bị trộm sao? Trong lòng Cổ Bảo Toàn âm thầm chấn động, lẽ nào tiểu tử này dở trò, nếu không phải thì chắc có ẩn tình khác, chuyện này tương đối phức tạp, có lẽ Phí Mặc lại đang muốn ồn ào khai đao với Diệp Phàm rồi. Tuyệt đối không sai, ngày 28 tháng 12 tôi khóa cửa rồi mới đi. Hôm nay sau khi mở ra, cửa trái lại không có khóa, đồ vật bên trong bị lật tung, tôi không ở đây làm sao rối loạn như vậy được. Diệp Phàm trả lời. Được rồi, cậu đóng cửa lại, đừng phá hư hiện trường, tôi thu xếp người của huyện cục đến điều tra hiện trường. Cậu lập tức trở lại hội nghị thường ủy, chuyện bên này vẫn phải giải thích cho mọi người trước đã. Khẩu khí của Cổ Bảo Toàn vẫn tương đối hỏa hoãn. Diệp Phàm lái xe chạy thẳng tới Thủy Vân Cư cầm tài liệu xông về huyện. Phó Chủ tịch huyện Diệp, nghe nói nhà anh bị trộm có phải không? Chu Trường Hà nham hiểm hỏi, ra vẻ rất quan tâm. Phải. Diệp Phàm đáp một tiếng. Có mất thứ gì quý giá không? Còn văn bản pháp luật giấy trắng mực đen mà tập đoàn Nam Cung đưa cho anh theo lời anh nói thì thế nào? Khẩu khí của Chu Trường Hà lại bắt đầu kỳ quặc. Bí thư Chu nói vậy là có ý gì? Diệp Phàm không khách khí hỏi, thầm nghĩ tiểu tử đó khẳng định cho rằng lão tử giấu đầu hở đuôi, tự trộm đồ của mình, có lẽ 10 thường vụ trong phòng này đều nghĩ như vậy, còn thừa lại một người không nghĩ loạn như vậy, có lẽ cũng không tin mình. Ha ha ha, tôi không có ý gì, xin hãy lấy giấy tờ ra để các vị thường ủy xem qua. Chu Trường Hà gượng cười. Lúc ấy giấy tờ của tập đoàn Nam Cung được chia làm hai bản. Văn phòng đảng chính ủy ban nhân dân thị trấn Lâm Tuyền cũng giữ một bản. Bản đó là tôi đích thân giao cho chủ nhiệm Vương Nguyên Thành của văn phòng đảng chính, có thể nhờ đồng chí Hoàng Hải Bình gọi điện thoại cho Vương Nguyên Thành, rút giấy tờ tới được không? Diệp Phàm không nói tình huống giấy tờ bị trộm trước, mà là vòng vo sang phía bên thị trấn Lâm Tuyền rút giấy tờ. Tôi hình như chưa từng thấy qua giấy tờ đó, tuy nhiên tôi có thể gọi điện thoại cho chủ nhiệm Vương kêu ông ấy đưa lên. Hoàng Hải Bình vô cùng chấn định, gọi điện thoại bàn, đương nhiên là muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Chủ nhiệm Vương à, anh đem giấy tờ ủy quyền người giám hộ khoản tiền quyên tặng của tập đoàn Nam Cung lúc ấy, cũng chính là giấy tờ phó chủ tịch huyện Diệp giao cho anh mang lên trên huyện. Chuyện này tôi chưa nghe nói qua, có lẽ tôi nhớ lầm, tôi sẽ lập tức đi kiểm tra. Vương Nguyên Thành cũng vô cùng bình tĩnh trả lời, bắt đầu tìm kiếm, không lâu sau y gọi điện tới. Chủ tịch thị trấn Hoàng, xem ra tôi nhớ không lầm, không có loại giấy tờ này, trái lại thấy được một tờ văn kiện tập đoàn Nam Cung quyên tặng tiền sửa đường cho đập Thiên Thủy, người giám hộ sử dụng số tiền này trên giấy tờ không thấy chỉ rõ. Đồ tay sai, Vương Nguyên Thành, ông hoàn toàn đảo hướng về phía Phí Mặc rồi, Diệp Phàm này vẫn nhớ kỹ. Xem ra lần này đám người Phí Mặc và Hoàng Hải Bình đã tính toán kỹ càng, cần phải gây chuyện với mình. Bí thư ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà ở một bên la hét muốn lập án, cắn chết cũng không tha. Các người đã ra tay độc ác cũng chớ trách Diệp Phàm này nặng tay. Diệp Phàm âm thầm mắng. Ha ha ha, xem ra chủ nhiệm Vương của văn phòng đảng chính thị trấn Lâm Tuyền hoa mắt rồi, không thích hợp ngồi ở vị kia đó nữa. Chủ tịch thị trấn Hoàng, tôi đề nghị bãi nhiệm chức vụ chủ nhiệm ban đảng chính của Vương Nguyên Thành. Diệp Phàm bình tĩnh khẽ cười, dáng vẻ vô cùng tự tin. Thốt ra một câu làm người ta nghi kỵ. Ha ha ha, Phó Chủ tịch huyện Diệp, mặc dù nói anh là lãnh đạo huyện, tôi phải nghe lời anh. Tuy nhiên chủ nhiệm Vương làm việc hết trách nhiệm, tôi không có lý do gì bãi nhiễm chức vụ của ông ấy. Lẽ nào không có văn kiện, chủ nhiệm Vương phải lập tức thêu dệt một tờ văn kiện đưa tới huyện mới xem như làm hết phận sự. Hoàng Hải Bình không hề run sợ, rất mạnh miệng, trong lời nói âm thầm ám chỉ đồng chí Diệp Phàm lợi dụng việc công để trả thù cá nhân. Hừ, Phó Chủ tịch huyện Diệp, vấn đề chức vụ của Vương Nguyên Thành đương nhiên là chuyện của Ủy ban Nhân dân thị trấn Lâm Tuyền, anh ra sức nhúng tay vào làm người khác khó hiểu. Phó Chủ tịch huyện, Thường vụ huyện ủy thứ hai Trần Quang Húc cũng tới tham gia náo nhiệt. Y rõ ràng là muốn thêm dầu vào lửa. Phó Chủ tịch huyện Diệp, tốt nhất anh đem giấy tờ đó ra đi, tất cả mọi người đều đang chờ. Chu Trường Hà cười lạnh lên tiếng, tâm tình hết sức thoải mái. Phó Chủ tịch huyện Diệp, giấy tờ đó có phải bị trộm rồi hay không, nếu quả thật bị trộm thì chờ Cục Công an kết án sau đó mới luận chứng thì thế nào? Lúc này Chánh văn phòng huyện ủy Trương Tân Huy trái lại ra mặt nói giúp Diệp Phàm,
có lẽ muốn kéo dài thời gian cho Diệp Phàm chuẩn bị. Tôi thấy cũng đúng, dù sao chúng ta cũng phải cho Phó Chủ tịch huyện Diệp thời gian xử lý, ha ha. Phó Chủ tịch huyện, Thường vụ huyện ủy Tiếu Tuấn Thần chen vào một câu tỏ vẻ ủng hộ. Đồng chí Diệp Phàm, có thật bị trộm rồi không? Đây là tôi đại diện tổ chức nói với anh, hy vọng anh có thể thành thật trả lời. Cổ Bảo Toàn vẻ mặt uy nghiêm, rất có tư thế của bao công mặt đen. Không có, tôi đã đặt ở một chỗ an toàn khác, giấy tờ quan trọng như vậy bị trộm thì không được. Nó đây. Diệp Phàm bình tĩnh mỉm cười đem tờ văn kiện đưa cho Cổ Bảo Toàn, liếc mắt nhìn mọi người, cười nói. Trên văn kiện viết rõ ràng, tập đoàn Nam Cung quyên tặng 200 vạn, khoản tiền này toàn quyền do tôi chịu trách nhiệm giám sát sử dụng, bất luận người nào cũng không có quyền can thiệp. Hơn nữa khoản tiền này chỉ được dùng xây đường ở đập Thiên Thủy, không được tham ô chút nào. Đương nhiên, sau khi đường xây xong, huyện có thể thành lập tổ kiểm toán xét duyệt số tiền sử dụng, tôi sẽ tiếp nhận giám sát của bộ phận kiểm toán. Hơn nữa trên văn kiện có ghi chú rõ, văn kiện này được chia làm 3 tờ. Tôi, văn phòng đảng chính ủy ban nhân dân thị trấn Lâm Tuyền, tập đoàn Nam Cung mỗi bên một tờ. Mọi người nhìn xem, rõ ràng cho thấy Vương Nguyên Thành không làm hết phận sự. Văn kiện trọng yếu như vậy, liên quan đến khoản tiền lớn 200 vạn cũng có thể làm mất, vậy y còn có thể ngồi trên vị trí chủ nhiệm văn phòng đảng chính được sao? Nếu như tiếp tục thì không được, sẽ xảy ra chuyện lớn. Tờ văn kiện được truyền đọc một vòng, Hoàng Hải Bình mặt sắp trướng thành gan heo. Hừ, chủ tịch thị trấn Hoàng, Vương Nguyên Thành không thích hợp đảm nhiệm chức vụ trọng yếu như vậy nữa. Rút lui đi. Cổ Bảo Toàn lạnh lùng hừ một tiếng, tuyên cáo cắt đứt con đường làm quan của Vương Nguyên Thành, Phí Mặc mấp máy miệng không phát ra lời nào. Chu Trường Hà lại càng phồng lên như song kim ngư dương, sắc mặt hết sức khó coi. Tuy nhiên đồng chí Diệp Phàm, bây giờ thị trấn Lâm Tuyền gặp phải khó khăn lớn. Nhà máy giấy Lâm Tuyền đã bị vây trong khó khăn. Tôi hy vọng anh có thể xuất phát từ đại cục trong huyện, mượn dùng trước khoản tiền này. Vệ Sơ Tinh mặt không chút thay đổi nói. Chủ tịch huyện Vệ, chuyện này giấy trắng mực đen có quy định, chúng ta không thể bội ước, nếu không tôi không biết ăn nói thế nào với tập đoàn Nam Cung, thứ cho tôi không cách nào lấy khoản tiền đó ra được. Diệp Phàm dứt khoát lắc đầu. Hắn lại nói. Hơn nữa, tôi cũng không biết ăn nói thế nào với nhân dân đập Thiên Thủy. Tôi tin bí thư Cổ và chư vị đang ngồi đây đều hiểu dã tính của người ở thôn đập Thiên Thủy, nếu thật sự vì chuyện sửa đường mà dẫn phát đại sự gì thì phiền toái. Tôi đang chuẩn bị báo cáo với thường ủy, chuẩn bị tháng 3 này sẽ bắt đầu khởi động công trình sửa đường đập Thiên Thủy. Phó Chủ tịch huyện Diệp, lúc ấy trước khi chuyển giao anh đã đột nhiên rút ra gần 100 vạn, sau đó chuyện lùi đường lại để lại di chứng, đến hiện tại vẫn chưa giải quyết xong. Nhà máy giấy Lâm Tuyền lại xảy ra việc lớn. Lão bí thư chi bộ thôn Quy Lĩnh lại bị Trường đè chết, thôn dân chỗ đó thường xuyên gây chuyện, anh lên đó hứa với bọn họ sẽ xây dựng một trường học mới, hiện tại trường học kiến thành được một nửa công trình, cần tài chính tới 60 vạn, những khoản tiền này, những trách nhiệm này ai phải trả. Hoàng Hải Bình cố lên gân, được Phí Mặc khích lệ lại xuất kích lần nữa. Ha ha ha, ai phải trả, anh nói cái gì? Hoàng Hải Bình, không phải tôi nói anh. Nhà máy giấy Lâm Tuyền đều bị anh hút sạch trống trơn, anh còn mặt mũi nào ở đây đại ngôn nói bậy, tôi cảm thấy xấu hổ cho anh. Diệp Phàm đột nhiên biến chuyển khí thế, quyết định cho Hoàng Hải Bình một bài học. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 500, bắt giữ Hoàng Hải Bình. Xem ra y càng ngày càng càn rỡ, y có Phí Mặc và Chu Trường Hà làm chỗ dựa ra sức đè ép Phó Chủ tịch huyện vào góc chết. Nếu không xuất thủ sau này mọi người đều đái trên đầu mình mất. Đồng chí Diệp Phàm, hy vọng anh nói chuyện chú ý một chút, tại sao có thể vu oan cho người khác lung tung như vậy, hừ. Phí Mặc nhìn qua, cảm thấy Diệp Phàm đang lấy quan thế áp người. Ha ha ha, bí thư Cổ, tôi có chuyện cần báo cáo một mình với anh. Diệp Phàm đột nhiên cười nói. Có chuyện gì không thể nói trước mặt mọi người sao? Cổ Bảo Toàn hơi có vẻ ngạc nhiên. Chuyện này không dễ xử lý, tôi muốn báo cáo với anh trước để xin chỉ thị thì tốt hơn. Diệp Phàm nói. Được. Cổ Bảo Toàn liếc mắt nhìn mọi người gật đầu, hai người đi đến một gian phòng nhỏ cách vách. Bí thư Cổ, tôi cho rằng Hoàng Hải Bình không thể đảm nhiệm vị trí chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền được nữa, nếu như tiếp tục tôi sợ mười mấy vạn nhân khẩu thị trấn sẽ bị y hút cạn sạch. Kinh tế Lâm Tuyền không thể đi lên sẽ kéo chân kinh tế toàn bộ huyện.
đó là đòn chí mạng. Diệp Phàm nói. Sao, cậu có chứng cứ gì chứng minh Hoàng Hải Bình không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ tịch thị trấn? Đồng chí Diệp Phàm, chúng ta đều là đảng viên, phải có nguyên tắc giai cấp, không thể tùy tiện nói một đồng chí là. Cổ Bảo Toàn thận trọng nói. Thật ra trong đáy lòng y vô cùng hưng phấn, nếu như đồng chí Diệp Phàm thật sự có chứng cứ kéo Hoàng Hải Bình xuống, tin tưởng Phí Mặc nhất thời có chút trở tay không kịp. Mình có thể thừa cơ lập tức thu xếp người của mình lên nhậm chức chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền. Lâm Tuyền là một thị trấn lớn, có vị trí chiến lược vô cùng trọng yếu của Ngư Dương. Nếu nắm được Lâm Tuyền chẳng khác nào phá vỡ được xu thế thống nhất Ngư Dương của Phí gia. Ở đây, anh xem đi, giao dịch của nguyên nhà máy giấy Ngư Dương và nhà máy giấy Cát Tông Long Hưng của Thủy Châu. Diệp Phàm lộ ra ngay lá bài tẩy cuối cùng còn bồi thêm một câu. Bí thư Cổ, đây là đầu mối trọng yếu do Triệu Thiết Hải giám đốc sở công an thị trấn Lâm Tuyền cung cấp. Sau đó tôi tự mình đến Thủy Châu kiểm tra, con sâu làm dầu nồi canh, đoán chừng còn không dừng lại ở những thứ này, đây có lẽ chỉ là một góc núi băng. Khoản tiền tham ô đã lên đến 130 vạn, tuy nhiên may là ông chủ của nhà máy giấy Cát Tông Long Hưng được tôi thuyết phục giáo dục đã chủ động bù lại khoản tiền 130 vạn này. Hiện tại tờ chi phiếu vẫn còn nằm trong tay tôi vốn muốn cầm về trả cho công nhân của nhà máy giấy Lâm Tuyền. Tuy nhiên sau đó tôi vội vã rời khỏi Lâm Tuyền, hơn nữa cửa ải cuối năm đến, tôi cũng sợ đánh rắn động cỏ, cho nên chuyện này tôi nhất thời đặt sang một bên. Khốn kiếp! Trong nhà truyền đến tiếng hét thật lớn, sau khi nhìn xong chứng cứ, Cổ Bảo Toàn giận đến mức đôi môi run rẩy. Cậu dám lấy nguyên tắc giai cấp đảm bảo những chứng cứ này đều là thật không? Cổ Bảo Toàn uy nghiêm hỏi, khí thế bức người. Được, bí thư Cổ, chẳng lẽ tôi tự kiếm khoản tiền 130 vạn đi gây chuyện với Hoàng Hải Bình sao? Nếu tôi có số tiền đó còn không bằng từ chức đi tiêu dao tự tại. Diệp Phàm thu lại nụ cười, nói. Tuy nhiên, đồng chí Triệu Thiết Hải là công thần lớn nhất, không có đầu mối y cung cấp tôi cũng không thể nào điều tra ra được, cho nên tôi hy vọng bí thư Cổ có thể ủy thác trách nhiệm nặng nề. Đồng chí Thiết Hải từ trước tới nay đều vô cùng xông xáo, ưu tú trên chiến tuyến công an. Diệp Phàm thừa cơ đẩy Triệu Thiết Hải ra. Cậu cho rằng chức vụ gì thích hợp với Triệu Thiết Hải, chúng ta đương nhiên phải khen thưởng cho công thần. Cổ Bảo Toàn lại khôi phục thái độ bình thường, vẻ mặt bí hiểm, nửa cười nửa không, điển hình một con cáo già. Vậy thì tôi nói rõ, tôi cũng không sợ bí thư Cổ nói tôi kéo bè kết phái cái gì cả. Diệp Phàm này không có dã tâm đó, đồng chí Thiết Hải đúng là ưu tú. Trong huyết án đập thiên thủy lần trước biểu hiện xông pha, ngay cả ban tỉnh đều khen ngợi. Tôi nghĩ không thể làm các đồng chí lạnh lòng. Tuy nhiên chuyện này hy vọng tổ chức có thể giữ bí mật vì Thiết Hải, dù sao có một số phương diện không tiện xử lý. Diệp Phàm nói ra yêu cầu. Ừ, vậy cậu nói xem nếu như Hoàng Hải Bình thật sự đi xuống, người nào thích hợp ngồi lên vị trí đó? Lâm Tuyền là thị trấn lớn, chúng ta phải có trách nhiệm với mười mấy vạn dân chúng Lâm Tuyền, không thể để xuất hiện một người như Hoàng Hải Bình nữa. Cổ Bảo Toàn lại hỏi, cũng không biết có ý gì, chẳng lẽ khảo nghiệm lòng tham của mình. Chuyện này, khi tôi còn công tác ở Lâm Tuyền, đồng chí Thiết Minh Hà cũng không tệ, phó bí thư Tạ Đoan cũng là một người nhanh nhẹn, tôi cũng khó nói, chuyện này ánh mắt của bí thư Cổ cao hơn tôi chỉ giới hạn ở địa phương nhỏ. Diệp Phàm khiêm nhường nói. Ừ, cậu ra ngoài trước, gọi chủ tịch huyện vệ và phó bí thư Phí vào đây. Cổ Bảo Toàn cười nói. Cổ Bảo Toàn lần này trái lại cười vui vẻ, thầm nghĩ. Tiểu tử này, đúng là rất hiểu chuyện. Mặc dù nói có chút tham thế, tuy nhiên trái tim hắn trái lại rất trong sạch, có thể suy nghĩ cho bằng hữu, có lẽ Triệu Thiết Hải và Thiết Minh Hạ cũng có quan hệ không tệ với hắn. Sau khi Vệ Sơ Tinh và Phí Mặc tiến vào, nửa giờ sau ba người đi ra. Vẻ mặt bọn họ đều tương đối nghiêm túc, Phí Mặc có vẻ lo lắng hơn, giống như gặp xui xẻo, không lâu sau quyết định được đưa ra. Hoàng Hải Bình tạm thời cách chức tiếp nhận điều tra, do Ủy ban Kiểm tra lập án. Phòng Công an huyện và Viện Kiểm sát phối hợp giúp đỡ điều tra. Chức vụ Chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền tạm thời do Phó Bí thư Tạ Đoan con trai Tạ Cường đảm nhiệm, bổ nhiệm đồng chí Triệu Thiết Hải làm Phó Cục trưởng Cục Công an huyện kiêm nhiệm Cục trưởng Phân Cục Công an thị trấn Lâm Tuyền, chịu trách nhiệm công tác công an của hai xã và sáu thị trấn xung quanh Lâm Tuyền. Huyện đốc thúc đồng chí Diệp Phàm lập tức khởi động công trình xây đường xá đập thiên thủy, trong huyện thành lập một ban chỉ huy, đồng chí Diệp Phàm làm tổng chỉ huy. Khốn kiếp, con xem,
Hoàng Hải Bình đã gây ra chuyện rắc rối gì. Sau khi Phí Mặc về nhà đập nát ấm trà đã dùng mười mấy năm thành mảnh nhỏ, quát lên với con trai Phí Vũ Vân. Cha, lúc ấy Hoàng Hải Bình có nói với con là chuyện của nhà máy giấy Ngư Dương đã xử lý xong xôi. Mẹ kiếp, xử lý cái rắm, để lại cái đuôi lớn như vậy còn nói là xử lý, đáng đời. Phí Vũ Vân tức giận trả lời. Con nói cha phải nói gì, thật là quá mất mặt. Phí Mặc thở dài, liếc mắt nhìn con trai nói. Chuyện của con xử lý xong chưa, chuyện này chỉ sợ cổ bảo toàn kêu người âm thầm tiếp tục điều tra, nếu như cha ra con thì phiền toái. Ha ha ha, cha, tuyệt đối không có chuyện gì. Con đã sớm rời tay rồi. Phí Vũ Vân tự tin nói. Con rời tay là tốt, lần này đành phải hy sinh Hải Bình, không được việc gì. Ai, vị trí chủ tịch một thị trấn lớn lại bị tên tiểu tử Tạ gia chiếm mất, hừ. Phí Mặc mắng. Cha, chuyện lần này nhất định là do Diệp Phàm làm ra, mẹ kiếp, tiểu tử này quả thực muốn ăn đòn. Nếu không con kêu người dạy dỗ hắn, cũng coi như cảnh cáo, nếu không. Phí Vũ Vân cười khan nhìn lão đầu tử. Dạy dỗ, con có thể dạy dỗ được mấy người, gần đây đừng động vào bất cứ người nào, nếu không sẽ thành lại ông tôi ở bụi này. Phí Mặc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lạnh lùng nói. Cha, Hoàng Hải Bình còn đang đứng ngoài cửa, nói là muốn giải thích với cha. Phí Vũ Vân nói. Kêu y cút đi, lúc này cha không muốn gặp y, đồ ngu, đồ vô dụng. Đáng tiếc, ban đầu tại sao cha lại kêu y đi đảm nhiệm chức chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, đúng là mắt mù. Phí Mặc vung tay lên giống như đuổi ruồi, rất chán ghét. Bí thư Cổ, 130 vạn không đầu tư vào nhà máy giấy Lâm Tuyền cũng được, tuy nhiên chuyện của nhà máy giấy vẫn chưa được giải quyết, phải làm sao đây? Vệ Sơ Tinh ngồi trên chiếc ghế xoay nhìn Cổ Bảo Toàn. Tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Cổ Bảo Toàn thản nhiên thốt ra một câu danh ngôn điển tích. Tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Vệ Sơ Tinh lẩm bẩm những lời này, chân mày đột nhiên nhếch lên, cười nói. Ý tứ của anh là kêu Diệp Phàm ra tay. Phải. Cổ Bảo Toàn trả lời. Tuy nhiên chuyện này có hơi khó khăn. Hắn chỉ phân quản chiêu thương và thu hút đầu tư, khoa học kỹ thuật, ban kho khu, cục tôn giáo. Lâm Tuyền hiện tại không nằm trong phạm vi chịu trách nhiệm của hắn, tôi lo lắng hắn sẽ tìm cớ từ chối. Anh chàng này tính tình bướng bỉnh đến mức trâu bò cũng không kéo lại được. Hơn nữa lần này hắn kiếm được về 130 vạn, túm được Hoàng Hải Bình hắn chính là công thần số 1. Vệ Sơ Tinh lắc đầu cảm thấy chuyện này tương đối khó làm. Ha ha ha, cô điều chỉnh phạm vi phân quản của Phó Chủ tịch huyện một chút không được sao? Công nghiệp cũng để cho hắn đi tụ tập tham gia góp vui, mục đích của chiêu thương và thu hút đầu tư là gì? Đương nhiên vì mở nhà máy thành lập công ty kiếm tiền. Chiêu thương và công nghiệp hợp làm một khối càng có lợi cho triển khai công tác, hỗ trợ lẫn nhau. Cổ Bảo Toàn mỉm cười bình thản như đã tính trước trong lòng. Công nghiệp là một mảng rất lớn do Phó Chủ tịch huyện Thiếu Y Lâm chủ quản, nếu mạo muội điều chỉnh đồng chí Thiếu Tuấn Thần có lẽ sẽ có ý kiến, nghe nói Thiếu Y Lâm là em họ của Y, chuyện này có chút khó làm. Vệ Sơ Tinh cảm thấy nhức đầu, Ngư Dương quá phức tạp, giống như phía sau mỗi Phó Chủ tịch huyện đều có một đại gia tộc. Rút dây động rừng. Các mảng mà các chức phó phân quản tốt hay không tốt, thể hiện quyền lực lớn hay không lớn. Phó chủ tịch huyện phân quản công an, tài chính rõ ràng có thực quyền lớn hơn phó chủ tịch huyện phân quản văn hóa, vệ sinh. Ha ha ha, công nghiệp đương nhiên vẫn là Thiếu Y Lâm chủ quản, tuy nhiên chúng ta có thể có đường tắt khác. Cổ Bảo Toàn nói, đường tắt khác, mà lại để cho Diệp Phàm nhúng tay vào nhà máy giấy Lâm Tuyền, muốn vẹn cả đôi đường. Để tôi suy nghĩ. Vệ Sơ Tinh nhắm mắt suy tư, không lâu sau, cô ta mở mắt ra cười nói. Bí thư Cổ, tôi có một ý tưởng, trước kia đồng chí Diệp Phàm đề xuất thành lập bản đồ quy hoạch mạng giao thông lớn Lâm Tuyền, mặc dù sau đó phương diện tài chính gặp trở ngại lớn, tuy nhiên chúng ta trái lại có thể một lần nữa thiết lập vòng tròn phát triển kinh tế mang tính khu vực địa phương nhỏ lấy Lâm Tuyền làm trung tâm, giống như hiện giờ một số thành phố lớn thiết lập khu quy hoạch. Chúng ta cũng có thể xây dựng vòng tròn kinh tế Lâm Tuyền, lấy tốc độ phát triển kinh tế của Lâm Tuyền thúc đẩy phát triển kinh tế hai xã. Năm thị trấn khác xung quanh, chỉ cần phát triển vòng tròn này, thu nhập GDP của huyện chúng ta có thể được đề cao trên quy mô lớn, có lẽ còn có thể kéo theo kinh tế toàn huyện phát triển cao độ. Được, không tệ, suy nghĩ này của cô mới mẻ, gan dạ hơn ý tưởng của tôi.
Đồng chí Diệp Phàm chính là trung tâm của vòng phát triển kinh tế này, có thể xây dựng ban chỉ huy, thống nhất 6 thị trấn 2 xã, thành lập ban quản lý hoặc là ban đảng ủy khu kinh tế Lâm Tuyền. Bí thư đảng ủy chính là Diệp Phàm, còn đảng ủy viên do bí thư 6 thị trấn, 2 xã đảm nhiệm, vừa đủ 9 người, là huyện trong huyện. Rất hay. Cổ Bảo Toàn thoáng cái liền nghĩ đến nhiều vấn đề như vậy, trái lại mạnh dạn ủy quyền. Vậy để tôi về tổ chức, xây dựng phương án cụ thể. Vệ Sơ Tinh mỉm cười bước đi. Cô ta thầm nghĩ. Diệp Phàm à Diệp Phàm, xem anh còn muốn từ chối thế nào, đến lúc đó anh là bí thư khu kinh tế Lâm Tuyền. Chuyện của nhà máy giấy Lâm Tuyền đương nhiên cũng thuộc về anh, tuy nhiên cứ như vậy quyền lực của tiểu tử này xem ra còn uy phong hơn phó chủ tịch, thường vụ huyện ủy Tiếu Tuấn Thần. Phát triển kinh tế của 6 thị trấn 2 thị xã tốt nhất của Ngư Dương đều nằm trong lòng bàn tay anh ta, lẽ nào bí thư Cổ không sợ nuôi hổ gây họa, cuối cùng uy hiếp lại mình. Chương 501, phòng làm việc. Khi Vệ Sơ Tinh đang suy nghĩ linh tinh, Cổ Bảo Toàn cũng tự nói. Đồng chí Diệp Phàm, quyền lực tôi trao cho anh không nhỏ. Anh hãy phát triển thật tốt, tốt nhất là có thể tạo ra một con nghé không biết sợ hổ cho Ngư Dương, con nghé có thể thắng được hổ chính là Diệp Phàm. Anh muốn phát triển an toàn, không dễ dàng như vậy. Tứ đại gia tộc Phí, Tiếu, Ngọc, Tạ có đồng ý không? Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép Ngư Dương toát ra một tiểu hổ nữa. Thế tất tạo thành nghé hổ xung đột, có xung đột càng tốt. Nếu có xung đột thì có cơ hội, có kỳ ngộ, xung đột sẽ có lợi cho cạnh tranh và phát triển kinh tế, có lợi cho Cổ Bảo Toàn này quản lý và nắm trong tay cả Ngư Dương. Trước mắt từ biểu hiện của Vệ Sơ Tinh, cô ta tựa hồ không có tâm tính tranh giành quyền lợi, lẽ nào cô ta thật sự không có dã tâm nào sao? Chuyện này là không thể nào, nếu như không có dã tâm thì cô ta không thể chuyển từ Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh xuống dưới huyện được, làm quan ai không muốn trở thành chư hầu một phương, con người ai chẳng muốn có địa vị, không, không, cô gái này giấu giếm rất kỹ, mình phải. Ai, Thiết Hải, vì đẩy anh lên, tôi đã bất chấp bất cứ giá nào. Cũng không biết có lưu lại nghi ngờ gì trong mắt Cổ Bảo Toàn hay không, lần này Hoàng Hải Bình bị bắt giữ Phí gia tuyệt đối sẽ đem món nợ khó đòi này đổ lên người tôi. Mẹ kiếp, nợ thì nợ, lão tử đã đắc tội với Ngọc gia, Phí gia cũng đã sớm ở trong tối ám toán mình. Diệp Phàm suy nghĩ một lát cũng bình thường trở lại. Hắn tiện tay gọi điện. Thiết Hải, tiểu tử cậu đợi mời khách đi, ha ha ha. Tôi mời khách, không thành vấn đề, phó chủ tịch huyện Diệp huyện trở lại. Tôi sẽ chiêu đãi anh tận tình. Anh chọn chỗ đi, ở Lâm Tuyền hay là trong huyện? Triệu Thiết Hải nhất thời cũng không nghĩ tới chỗ nào. Ha ha ha, tiểu tử cậu thăng quan còn không nên mời khách sao? Câu nói của Diệp Phàm giống như một quả bom, nhất thời làm Triệu Thiết Hải choáng váng. Triệu Thiết Hải ngây ngô hỏi. Thăng quan gì? Tôi không phải chỉ là một giám đốc sở nhỏ, lẽ nào kêu tôi làm chủ tịch thị trấn? Phó cục trưởng Triệu. Hiểu chưa? Diệp Phàm kéo cố tình kéo dài giọng cười nói, ngay cả chức quan cũng gọi ra ngoài. Triệu Thiết Hải dù có ngốc cũng có thể nghe ra, y hét vang một tiếng. À, phó chủ tịch huyện Diệp, tôi không phải thăng lên phó cục trưởng chứ? Trong giọng nói của Triệu Thiết Hải tràn đầy vẻ nghi ngờ. Chức danh này y đã mong muốn rất nhiều năm. Yes, hiểu chứ? Diệp Phàm thốt ra một câu tiếng Anh hoàn toàn khiến cho Triệu Thiết Hải muốn rớt con ngươi, hét lớn. Cảm ơn phó chủ tịch huyện Diệp, tôi nói rồi, sau này Thiết Hải này sẽ nghe theo lời anh. Triệu Thiết Hải run rẩy nói, lại một lần nữa thể hiện lòng trung thành. Cậu nói những chuyện này làm gì, tuy nhiên có chuyện này tôi phải nói cho cậu biết. Lần này Hoàng Hải Bình bị bắt giữ vì liên lụy đến chuyện của nguyên nhà máy giấy Ngư Dương, cho nên lúc nào đó nếu bí thư Cổ nhớ lại hỏi cậu thì cậu phải biết thông minh, cậu nói đầu mối đó do cậu cung cấp cho tôi là được. Diệp Phàm dặn dò, thật ra cũng có chút lo lắng lúc nào đó Cổ Bảo Toàn đột nhiên nhớ ra chất vấn, tuy nhiên khả năng này rất nhỏ. Diệp, phó chủ tịch huyện Diệp, anh đem công lao lớn lao này dành cho tôi, anh kêu tôi phải nói thế nào đây? Giọng nói đàn ông mạnh mẽ của Triệu Thiết Hải lại có vẻ nghẹn ngào. Tuy nhiên nguy hiểm vốn cùng song hành với lợi ích, mặc dù nói cậu nhận được công lao giành được đề bạt, tuy nhiên nếu như vậy sẽ đắc tội với Phí gia. Hoàng Hải Bình là tay sai của Phí gia, cậu phải cẩn thận chớ để con chó của Phí gia cắn phải. Ai, chuyện này tôi cũng không biết có mang rắc rối đến cho cậu hay không. Diệp Phàm thở dài, cảm giác như thoáng cái dìm Triệu Thiết Hải xuống nước.
Anh nói gì vậy Phó Chủ tịch Huyện Diệp, nếu sợ đắc tội với người khác, chuyện của Sơn Trang Kính Nguyệt lần trước, tôi đã không tham dự. Ngọc Gia hay Phí Gia đều giống nhau, đắc tội với một nhà cũng là đắc tội với hai nhà cũng là đắc tội. Hơn nữa tôi đã từng nói tôi sẽ đi theo Phó Chủ tịch Huyện Diệp, sợ gì chứ? Triệu Thiết Hải ném ra một câu thô tục. Ừ, tốt, tuy nhiên chuyện này cậu cũng không cần lo lắng, lúc đó tôi cũng đã nói với Bí Thư Cổ yêu cầu giữ bí mật cho cậu. Tôi tin chuyện này chỉ có tôi và ông ấy biết nội tình, có lẽ ông ta sẽ không nói ra. Nếu muốn đề bạt cậu, không phải chỉ cần một câu nói của ông ấy là xong chuyện, không cần thiết phải đem chuyện này nói ra. Diệp Phàm an ủi. Tôi không lo lắng, Phó Chủ tịch Huyện Diệp, có chuyện này tôi muốn nói với anh. Phương Nghê muội đính hôn rồi. Hôm cô ấy mời ăn vốn muốn gọi cho anh nhưng lúc đó điện thoại của anh lại tắt máy. Triệu Thiết Hải cười nói. Nghê muội đính hôn à, đó là chuyện tốt, đáng chúc mừng. Diệp Phàm chợt cảm thấy trái tim như nhói đau, gương mặt thuật khiết của Phương Nghê muội bất chợt lại hiện ra trước mặt, trận sóng gió trên xe lam hôm đó thoáng hiện ra trước mắt. Một cảm giác chua xót như xông thẳng lên mũi, trong nháy mắt hắn chợt trở nên thất thần. Diệp Phàm thầm nghĩ. Vậy cũng tốt, mình không cưới cô ấy, cũng không thể để người ta lỡ thì, cũng tốt. Diệp Phàm lẩm bẩm như một kẻ ngu đi trên đường, mấy phút đồng hồ sau mới phục hồi tinh thần lại, thuận mồm hỏi. Thiết Hải, chồng cô ấy là ai? Anh tuyệt đối không nghĩ tới đâu, Tạ Đoan. Triệu Thiết Hải cười nói. Tạ Đoan. Diệp Phàm thất thanh kêu lên một tiếng, thầm nghĩ. Mẹ kiếp, thế giới này thật đúng là nhỏ bé. Lại là Phó Bí Thư Tạ Đoan con trai của Tiếu Diện Hổ Tạ Gia Ngư Dương, nghe nói lần này sau khi Hoàng Hải Bình bị miễn chức, Tạ Đoan tạm thời thay thế y chủ trì công tác của chính quyền thị trấn Lâm Tuyền. Ai, lúc ấy mình có đề xuất Thiết Minh Hạ và Tạ Đoan cho cổ bảo toàn. Xem ra lão Thiết nhất thời không có hy vọng gì. Tuy nhiên cổ bảo toàn cũng thật là kỳ quái, Tạ Đoan rõ ràng là người của Tạ Gia Ngư Dương, làm sao ông ta chịu để cho Tạ Đoan ngồi lên chiếc ghế chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền. Mặc dù nói Tạ Đoan cũng là Tiếu Diện Hổ giống như cha y Tạ Cường, làm người hiền lành, tuy nhiên người như vậy cũng sẽ không nghe lời cổ bảo toàn, y khẳng định sẽ nghe lời Tạ Cường. Hơn nữa Tạ Đoan cũng là người quá người hiền lành, bản lĩnh chưa đủ, người như vậy làm chủ tịch thị trấn có thể gặp khó khăn khi quản lý mười mấy vạn người dân Lâm Tuyền. Tuy nhiên trái lại y lại học được sự ôn hòa của cha mình Tạ Cường, cho dù phát sinh chuyện gì, có lão tử Tạ Cường làm thường ủy chống đỡ cũng không phải sợ người nào. Nghề muội có thể lấy y thì cả đời này cũng không cần lo lắng gì nữa. Ai, thật ra mình còn muốn kiếm cho nghề muội chức vụ phó trưởng phòng, bây giờ có Tạ gia che chở thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Diệp Phàm luôn miệng thở dài, tình cảm vốn vô cùng phức tạp, mình cũng cảm thấy vui mừng khi Phương nghề muội có thể tìm được người tốt mà cô ấy có thể nương tựa. Tuy nhiên cảm giác hụt hẫng trong lòng cũng khó lòng tiêu tan trong thời gian ngắn. Diệp Phàm vừa đi vừa nghĩ. Không lâu sau đã đến ngôi miếu đổ nát, phòng làm việc của cục tôn giáo. Hắn phát hiện bên trong trống rỗng không có ai. Phó cục trưởng cục chiêu thương Trịnh Lực Văn cũng không biết đi làm chuyện gì. Còn mấy chức phó và đám nhân viên của cục tôn giáo cũng không thấy ai, ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện đã tan sở, khó trách không có ai. Mình cứ nghĩ đến chuyện của Phương Nghê muội mà quên mất. Cục chiêu thương vì chưa có tiền xây dựng tòa nhà làm việc chuyên môn, hơn nữa cũng do Diệp Phàm chủ quản. Cho nên tạm thời cũng thu xếp phòng làm việc trong ngôi miếu đổ nát này. Phó Chủ tịch Huyện Diệp, anh đến rồi à? Lúc này chợt có một giọng nói truyền đến, Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn thì ra là Đinh Hương muội đang quét sân. Mọi người đi hết rồi à? Diệp Phàm ủ rũ hỏi. Ừ, hôm nay em trực nhật, quét dọn xong mới đi, cho nên về muộn. Đinh Hương muội khẽ mỉm cười, để chiếc chổi xuống đi rửa tay, pha trà cho Diệp Phàm. A, à, tuy nhiên cô ta đã sớm bị Diệp Phàm kéo ôm vào lòng, anh chàng này hiện giờ đang vì chuyện đính hôn của Phương Nghê muội mà cảm thấy buồn bực. Hắn tiện tay bế Đinh Hương muội lên, phăm phăm bước về phía phòng làm việc trên tầng. Diệp, Phó Chủ tịch Huyện Diệp, nơi này là cục tôn giáo. Em, Đinh Hương muội bị hù dọa đến thất sắc, khẽ giấy giụa vội vàng nhỏ giọng kêu lên. Sợ cái quái gì? Diệp Phàm giống to một tiếng. Làm gạch ngói trên đại điện trong miếu rung lên nhẹ nhẹ. Để em đóng cửa. Đinh Hương muội nói. Đóng cái gì? Diệp Phàm gần giọng, đi mấy bước tiến vào phòng làm việc, đầu tiên mở điều hòa, tay thả Đinh Hương muội lên trên bàn làm việc.
hắn đưa tay một cái thì bắt ngay được nhũ phong của Đinh Hương muội, khẽ nắn một cái khiến cô a lên một tiếng run rẩy. Âu yếm một hồi, hai người ôm chặt lấy nhau, hai đôi môi quấn chặt. Không lâu sau, điều hòa thổi ra hơi nóng làm trong phòng làm việc ấm áp. Thấy đã chín muồi, Diệp Phàm vuốt mấy cái thì đã cởi hết quần áo của Đinh Hương muội làm lộ ra cơ thể trắng nõn của cô, từ hai ngọn núi cao ngất phập phồng đến khe sâu bí ẩn. Cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng khẽ nói vài câu như trong mơ, cặp chân thon dài hơn run một chút khiến người nhìn vào càng sông máu mũi. A! À, Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng rồi nhào lên thân thể của Phương Nghê muội, một gậy che đánh thẳng vào hoa tâm, Đinh Hương muội hự lên kịch liệt, nhất thời xuân tình tràn ngập. Từng đợt lại từng đợt như sóng trào dâng, Diệp Phàm mãnh liệt như tướng quân xa trường đưa Đinh Hương muội như bay lên bồng bềnh, thật ra chỉ là thuần túy phát tiết, điên cuồng phát tiết. Đinh Hương muội bị vây trong mê loạn, cố gắng nghênh hợp. Lúc đầu cô còn lo lắng nếu như có đồng nghiệp khác bắt gặp thì đúng là không biết giấu mặt mũi vào đâu nên cắn chặt môi không dám rên gì. Sau đó dưới thế tiến công mãnh liệt của Diệp Phàm mà dần dần không tự chủ được, bắt đầu hét lên sung sướng. Không biết lâu như vậy có khiến Phật Di Lặc và Tứ Đại Thiên Vương bên cạnh có động phàm tâm hay không, chỉ thấy Di Lặc cứ một mực cười còn Tứ Đại Thiên Vương thì trợn mắt nhìn. Oan nghiệt! Một lúc lâu mới ngừng nghỉ. Tiểu Diệp ca, anh thật mãnh liệt, em chưa từng hạnh phúc như vậy. Đinh Hương muội đỏ mặt thì thầm, đưa tay khẽ lau mồ hôi trên ngực Diệp Phàm, bộ dạng yêu kiều quyến rũ. Chuyện của chồng em giải quyết xong chưa? Diệp Phàm hỏi. Chuyện đó vẫn chưa xong. Chính là cục trưởng phí của cục nhân sự cứ gây khó dễ, nói chồng em chỉ là thầy giáo trung học, thuộc biên chế giáo dục. Nếu anh ấy muốn chính thức điều đến công tác ở Ủy ban Nhân dân thì thuộc về biên chế hành chính. Cho nên ông ấy cứ không chịu gật đầu, quà mang đến cũng không nhận. Ai, em biết chuyện phong bao trợ cấp của hoạt động lần trước đã đắc tội với vợ ông ấy Ngô Lệ Hoa. Được rồi, nếu không được thì quay lại dạy học. Ninh Hương muội vừa tức giận vừa lộ ra vẻ bất lực. Mệt mỏi rụi đầu vào ngực Diệp Phàm như một chú mèo đáng thương. Không sao, chuyện này không vội, mấy ngày nữa anh rảnh rỗi sẽ làm giúp em. Vì Phí Ân có phải không? Cục trưởng cục nhân sự thì có thể lấy tay che trời à? Nếu thật sự muốn chọc vào lão tử thì lão tử sẽ để y thấy. Diệp Phàm hừ một tiếng, dù sao hiện tại cũng hoàn toàn nổ súng với Phí gia rồi, chỉ cần là người của Phí gia đụng vào họng súng thì phải bắt giữ, diệt không thiếu một người. Chương 502, gia nhân Hồng Kông lạnh như băng. Cảm ơn anh Diệp, để em lau người cho anh. Ninh Hương muội đứng lên, lấy nước lau người cho Diệp Phàm, cô ta rất dịu dàng, rất chu đáo, giống như một thị nữ chăm sóc, khiến người khác run rẩy. Ai, mình không phải có tư tâm quá nặng chứ, làm vậy có chút tà ác. Trong lòng Diệp Phàm thở dài, thật ra hắn muốn điều chồng Ninh Hương muội cố lăng đến làm ở bộ phận hành chính là chuyện rất dễ dàng. Diệp Phàm hoàn toàn có thể trực tiếp điều y vào làm nhân viên của Cục Chiêu Thương. Hiện tại Cục Chiêu Thương huyện vừa mới thành lập, Cục trưởng còn chưa được bổ nhiệm, chỉ có Trịnh Lực Văn là Phó Cục trưởng, nhân viên chưa có một ai. Phó Chủ tịch huyện Diệp phụ trách phân quản xây dựng Cục Chiêu Thương, hắn muốn đưa người vào dễ như trở bàn tay, tại sao Diệp Phàm không chịu điều Cố Lăng vào Cục Chiêu Thương chứ? Đây là bởi vì Diệp Phàm có tư tâm tà ác. Nếu như hắn điều Cố Lăng chồng Đinh Hương muội lên huyện, bản thân có muốn cùng Đinh Hương muội tự do tự tại điên cuồng giống như hôm nay, cũng có chút chướng mắt. Cố Lăng ở dưới thị xã, nhiều nhất chủ nhật mới trở lại, nghe Đinh Hương muội nói Cố Lăng một tháng mới về nhà hai lần, chuyện này cực kỳ thuận tiện cho anh chứ nào đó làm chuyện hư hỏng. Cho nên trong tư tâm của Diệp Phàm vẫn còn một luồng ý niệm tà ác đang tác quái trong đầu. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không nói muốn trường kỳ chiếm lấy Đinh Hương muội, chỉ là thỉnh thoảng đổi gió một chút cho cuộc sống thêm thú vị. Hơn nữa Đinh Hương muội hình như cũng không thích chồng mình, trước kia kết hôn là bị ép buộc. Xế chiều, Diệp Phàm đến nhà máy thảm sợi huyện, tìm hiểu cặn kẽ chuyện hùn vốn với tập đoàn Phi Vân Hồng Kông. Chuyện này trước mắt do Trịnh Lực Văn Phó Cục trưởng Cục Chiêu Thương chủ trì, chủ nhiệm Tần Chí Minh của Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện phối hợp giúp đỡ giám sát. Chủ tịch huyện Diệp, vấn đề lớn trước mắt nhất chính là chuyện mở rộng nhà máy. Anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Nhà máy chúng ta ở đường Hà Mỹ, trước kia xung quanh nơi này đều là ruộng đồng, cũng không có nhà cửa. Tuy nhiên ở đây phát triển mười mấy năm, hiện tại toàn bộ xung quanh đã dựng lên nhà lầu, nếu muốn mở rộng nhà máy thì phải phá bỏ và rời các hộ gia đình chung quanh đi nơi khác. Mấy hôm trước Phó Cục trưởng Trịnh cũng tìm hiểu qua,
có hơn 200 hộ gia đình chung quanh nhà máy, chi phí phá bỏ và rời đi nơi khác là một con số khổng lồ. Nếu không có 200.000 thì làm không xong, hơn nữa còn phải bố trí đến nơi khác, đất đai lại là một chuyện rất phiền toái. Nhà máy chúng ta vốn nghèo, đi tới chỗ nào mà kiếm được khoản tiền lớn 200.000. Chuyện này Tổng Giám đốc Tiếu Ngạo Xương của Tập đoàn Phi Vân Hồng Kông đề xuất điều kiện duy nhất chính là mở rộng nhà máy. Nếu như chúng ta không mở rộng nhà máy thì khoản tiền 300 vạn sau này sẽ không cấp xuống nữa. Trưởng xưởng Tạ Thế Hưng khó xử nói. Đúng là như vậy sao Trịnh Lực Văn? Diệp Phàm liếc mắt nhìn Trịnh Lực Văn. Đúng, Tổng Giám đốc Tiếu đích xác có yêu cầu như vậy. Trịnh Lực Văn gật đầu, sắc mặt cũng có chút khó coi. Tổng Giám đốc Tiếu có ở đây không? Tôi muốn gặp cô ta. Diệp Phàm nói. Cô ấy mới vừa đi kiểm tra khu nhà máy rồi, để tôi gọi cô ấy quay trở lại. Tạ Thế Hưng đi gọi điện. Tiếu Ngạo Xương người cũng như tên, lạnh lùng kiêu ngạo như xương, có lẽ mới khoảng 30 tuổi, gương mặt dịu dàng, mặc một chiếc áo choàng thanh lịch, tóc búi cao, một chiếc quần trắng ôm sát người, lộ ra bắp chân trắng trẻo, ở dưới là đôi giày cao gót màu hồng phấn, làm nổi bật dáng người cao gầy. Trên khuôn mặt trái táo hoàn mỹ có điểm một lớp phấn mỏng, khuôn mặt mềm mại như có một tầng xương trong suốt phủ lên. Dưới cặp lông mày rậm nhỏ dài là đôi mắt phượng sâu thẳm, trong suốt, khiến người khác nhìn vào như nai tơ đi lạc, sống mũi cao vút, cùng với đôi môi xinh xắn phất hồng nhìn qua như mỹ nữ. Tổng Giám đốc Tiếu, xin chào, tôi là Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy cô ta đi đến liền nhiệt tình tiến về trước đưa tay ra. Anh là... Tiếu Ngạo Xương hơi nhíu mày, cũng không đưa tay ra, liếc nhìn Diệp Phàm, có lẽ nghĩ Diệp Phàm là ông chủ nhỏ đến từ đâu đấy. Cô gái này thật là kiêu ngạo, cô đến từ Hồng Kông thì có gì phải ngạo mạn, Nam Cung Hồng Sách là tỷ phú nhìn thấy tôi còn phải giành bước lên trước bắt tay. Con quỷ nhỏ trái lại ngạo khí ngất trời. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm chế giễu Tiếu Ngạo Xương, tuy nhiên trên mặt vẫn mỉm cười thản nhiên. Tổng Giám đốc Tiếu, anh ấy là Phó Chủ tịch huyện Diệp phân quản chuyện này. Chuyện hùn vốn chính là do Phó Chủ tịch huyện Diệp và Chủ tịch Tiếu Phi Thành bàn bạc với nhau. Trịnh Lực Văn ở phía sau vội vàng tiến lên giới thiệu. Không ngờ, thật không nghĩ tới. Tiếu Ngạo Xương bất ngờ nhoẻn miệng cười, như hoa mai, đưa bàn tay trắng nõn nhẹ chạm vào tay Diệp Phàm, giống như tay Diệp Phàm có mang theo tà khí. Không nghĩ tới cái gì, ha ha, có phải Tổng Giám đốc Tiếu lần đầu tiên nghe Chủ tịch Tiếu khen tôi là người trẻ tuổi anh Tuấn gì đó không, mới nhìn thấy đã thất vọng. Diệp Phàm mỉm cười, đương nhiên là muốn xoa dịu không khí. Hắn thầm nghĩ cô gái này thật đúng là lạnh lùng như xương lạnh. Ai, Ngư Dương nghèo quá, tất cả nhà đầu tư đến đây đều là đại gia, cái mông sắp phỉnh lên trên trời rồi, bọn lão tử thì phải ra vẻ đáng thương. Phó Chủ tịch huyện Diệp cũng không bình thường, tôi giật mình vì thấy anh còn quá trẻ. Tiếu Ngạo Xương khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng nõn. Tổng Giám đốc Tiếu, tôi muốn hỏi chúng ta thực sự phải mở rộng nhà máy sao? Diệp Phàm thu lại nụ cười. Nghiêm trang hỏi. Chuyện này là chắc chắn, không có bất kỳ thương lượng nào khác. Tiếu Ngạo Xương khẽ cười, khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu, nghiêm túc nói, tôi nghĩ Phó Chủ tịch huyện Diệp cũng nhìn thấy, nhà máy như thế rất bất lợi cho phát triển lâu dài sau này, Chủ tịch Tiếu có ý tứ là muốn đem nhà máy Ngư Dương chế tạo thành một căn cứ tơ dệt. Nếu như hiện tại không mở rộng nhà máy, xây dựng thêm phòng xưởng mới, chờ sau này cảm giác chật chội lại muốn xây rộng ra không phải lại phải quy hoạch một lần nữa, quá lãng phí, hơn nữa quy định của nhà máy là phải nhanh chóng phát triển, cho nên chuyện này không có thương lượng. Đúng, tôi biết mở rộng nhà máy là chiều hướng phát triển, tuy nhiên tình huống xung quanh tôi tin Tổng Giám đốc Tiếu cũng hiểu rõ, muốn mở rộng nhà máy thì phải phá bỏ và rời các hộ dân đi nơi khác, chi phí giải quyết không hề thấp, phải đầu tư khoản tiền khổng lồ gần 2.000 vạn. Tổng tài sản của nhà máy thảm sợi không quá mấy trăm vạn, làm sao có thể gánh nặng được 200.000 chi phí trợ cấp bồi thường này. Diệp Phàm nói, chuyện này tập đoàn Phi Vân chúng tôi không quản, đây là chuyện của nhà máy và Ủy ban Nhân dân các anh. Các anh muốn tập đoàn Phi Vân chúng tôi bơm tiền, điều kiện tiên quyết chính là như vậy, ít nhất các anh phải sửa sang lại nền tảng nhà máy, hơn nữa còn phải phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Chuyện này cũng là khảo nghiệm của tập đoàn Phi Vân chúng tôi xem chính quyền huyện Ngư Dương có thái độ như thế nào. Các anh có thể lấy ra bao nhiêu thành ý thì tập đoàn Phi Vân chúng tôi cũng chịu đầu tư bấy nhiêu. Xem ra miệng lưỡi của Tiếu Ngạo Xương cũng không tệ,
từng chữ như cầm dao ép về hướng Diệp Phàm. Nếu như chúng tôi giải quyết xong chuyện phá bỏ và rời các hộ dân đi nơi khác thì tập đoàn Phong Vân các cô chịu bỏ ra thêm bao nhiêu đầu tư? Diệp Phàm hỏi ngược lại. 1.000 vạn. Tiếu Ngạo Xương phun ra 3 chữ. Cộng thêm 300 vạn trước đó tổng cộng là 1.300 vạn có phải không? Diệp Phàm cười nhạt. Không sai, tổng đầu tư ban đầu vốn là 600 vạn, tuy nhiên chủ tịch Tiếu Phi Thành sau khi suy nghĩ cho rằng là Ngư Dương là quê hương mình, cũng nên vì tổ tiên mà cống hiến chút lực. Cho nên ông ấy trực tiếp thêm vào 700 vạn tiếp sau, tuy nhiên điều kiện duy nhất chính là phải xây rộng nhà máy, một lần nữa quy hoạch lại khu vực nhà máy, biến nhà máy dệt Ngư Dương thành căn cứ tơ dệt của tỉnh Nam Phúc. Sau này chủ công chính là sản xuất tơ dệt, chính quyền các anh cũng phải ra sức tuyên truyền, khích lệ mọi người trồng dâu nuôi tằm, công ty chúng tôi chịu trách nhiệm thu mua. Tiếu Ngạo Xương cũng lộ ra nụ cười. Cổ phần hai bên chia theo tỷ lệ bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi Trịnh Lực Văn đứng bên cạnh. Tập đoàn Phi Vân Hồng Kông chiếm 55%, nguyên nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương chiếm 45%. Sau khi hùn vốn thành lập công ty Thiên Tơ Ngư Dương, trưởng xưởng do tập đoàn Phi Vân thu xếp, phía bên chúng ta sắp xếp phó trưởng xưởng, cũng giống như quản lý công ty. Trịnh Lực Văn trả lời. Yêu cầu gia tăng diện tích khu nhà máy lên bao nhiêu? Diệp Phàm lại hỏi. Gia tăng gấp đôi, thật ra diện tích ban đầu của khu vực nhà máy là khoảng 15.000 m2, tăng gấp đôi có lẽ gần đạt đến 30.000 m2. Nếu cứ chuyển đổi như vậy thì Ngư Dương chúng ta chịu thiệt quá nhiều, nếu 1 m2 giá đất là 500 đồng, 30.000 m2 có lẽ phải tới 1.500 vạn. Cộng thêm máy móc, thiết bị, phương tiện, nhà xưởng của nhà máy cũ khoảng 500 vạn thì chúng ta tương đương đầu tư vào 2.000 vạn. Tập đoàn Phi Vân mới đầu tư 1.500 vạn trái lại đòi chiếm 55% cổ phần, chuyện này rất không hợp lý. Trịnh Lực Văn phân tích kỹ càng. Tổng Giám đốc Tiếu, chuyện này tôi hy vọng cô có thể cho một lời giải thích, chúng tôi cũng không thể bỏ ra phần nhiều mà lại chiếm cổ phần nhỏ, như vậy hình như không hợp lý. Diệp Phàm nói. Đó là tính toán của các anh, chúng tôi đã tính toán rồi, tổng giá trị địa bàn không quá 900 vạn. Toàn bộ máy móc cũng sắp thành máy cũ bỏ đi, cộng thêm nhà xưởng cũ kỹ có lẽ cũng khoảng 300 vạn, cho nên tổng tài sản của các anh sẽ không vượt qua 1.200 vạn, chúng tôi bỏ ra 1.300 vạn, đương nhiên phải chiếm cổ phần lớn rồi. Tiếu Ngạo Xương ngôn từ sắc bén, tuyệt đối không chịu nhượng bộ. Hừ, các người muốn ăn thịt Ngư Dương chúng tôi có phải không? Tất cả những người tới đầu tư đều là đại gia, chúng tôi thật sự chọc vào không nổi sao? Trong lòng Diệp Phàm có chút căm tức, nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương tọa lạc ở đường Hà Mỹ, nơi này là trung tâm ngã tư đường hiện tại, sau khi đạp đổ tường rào, hơi cải tạo có thể trở thành cửa hàng, tính theo giá đất hiện tại, 1 m² 500 đồng đã là giá thấp nhất rồi. Vậy mà cuối cùng Tiếu Ngạo Xương cũng hét ra được 200 đồng, giá đất còn rẻ hơn giá mặt đường của thị trấn Lâm Tuyền. Nếu máy móc cũ kỹ thì chiết khấu 20% là được rồi. Tiếu Ngạo Xương hoàn toàn biến đống máy móc này thành sắt vụn. Tập đoàn Phi Vân rõ ràng là lấy tiền áp người, muốn nuốt chửng tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Diệp Phàm biết đây chính là hiện trạng của Ngư Dương, dù biết rõ quốc gia chịu thiệt cũng không có cách nào, chỉ sợ chọc giận bên đầu tư, người ta vỗ mông rời đi thì làm thế nào. Cho nên thu hút đầu tư của Ngư Dương hoàn toàn là đang làm ra vẻ đáng thương, đem tiền nhét vào bên đầu tư trước, sau đó 2-3 năm đều làm không công. Mặt ngoài nhìn qua thu nhập từ thuế, kinh tế, tổng lượng trong huyện đều gia tăng, cũng tăng cường số lao động có công ăn việc làm, trên thực tế toàn bộ đều chui vào túi tiền của bên đầu tư. Tổng Giám đốc Tiếu, tính toán của các cô khiến người khác có vẻ khó tiếp nhận. Tôi nghĩ Tổng Giám đốc Tiếu cũng đã nhìn thấy đường Hà Mỹ rất rõ ràng, giá đất ở đây cho dù là đồ bỏ đi cũng không dừng ở 300 đồng 1 mét vuông. Máy móc trong xưởng cũng không phải là sắt vụn. Có một nửa máy móc còn mới mua sắm 2 năm gần đây. Cục chiêu thương hạch toán, định giá chỉ bằng 3 phần giá mới, đã coi như rất rẻ rồi. Tôi nghĩ tổ tiên của Tổng Giám đốc Tiếu cũng là người Ngư Dương, cống hiến chút ít cho quê hương cũng xem như là tích chút ít công đức vì lão tổ tông có phải không, ha ha ha. Diệp Phàm cười nói. Chương 503, uy hiếp thần tài gia. Xin lỗi Phó Chủ tịch huyện Diệp, đứng từ lập trường thương gia mà nói. Thương nhân chính là vì doanh lợi mới mở công ty kiếm tiền, không kiếm tiền thì còn gọi là kinh doanh gì nữa. Còn nói về tích công đức, cống hiến gì đó,
tập đoàn Phi Vân chúng tôi trước sau cũng vì Ngư Dương mà quyên tặng mấy trăm vạn, công đức tích đủ nhiều rồi. Tiếu Ngạo Xương ngẩng cao đầu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, khí thế cao ngạo, tỏ vẻ nhìn thấu mánh lới của Diệp Phàm. Bên cô không thương lượng chút nào sao? Diệp Phàm khẽ tức giận, khẩu khí cũng cường ngạnh không ít. Không có, chủ tịch Phí Thành có giao đãi, nếu như Ngư Dương không thể thỏa mãn điều kiện của tập đoàn Phi Vân, chuyện này không cần nói nữa. Hơn nữa thành phố Phúc Xuân thậm chí còn sửa sang cả địa bàn cho chúng tôi, bọn họ nói chỉ cần tập đoàn chúng tôi chịu bơm tiền vào nhà máy bên đó, bọn họ còn đáp ứng miễn thuế 2 năm. Cổ phần cũng chỉ chiếm 40%, điều kiện của Ngư Dương bên này còn không bằng thành phố Phúc Xuân bọn họ, giao thông lại càng kém, ngay cả con đường giải nhựa hoàn chỉnh cũng không có, còn nói về phương diện hoạt động tài chính, trong lòng các anh cũng biết rõ, tôi không nói nhiều. Tiếu Ngạo Xương bắt đầu ném ra thành phố Phúc Xuân, rõ ràng muốn uy hiếp người, bày ra tư thế nếu không đáp ứng điều kiện của bọn họ sẽ lập tức phủi tay rời đi. Mẹ kiếp, con đàn bà này đúng là tảng đá thối trong hầm cầu, thối không ngửi được, có lẽ cô ta không sinh ra ở Ngư Dương, hoàn toàn không có tình cảm nào với Ngư Dương. Dáng vẻ của cô ta giống như giải quyết việc chung, thật là khiến người khác khó chịu, xem ra phải nghĩ cách khác hàng phục tập đoàn Phi Vân rồi. Diệp Phàm thầm nghĩ. Cũng không muốn giao thiệp nữa, dò xét nhà xưởng một vòng rồi quay về. Đây không phải là khinh dễ người ta sao? Đúng là tức chết. Chủ nhiệm Tần Chí Minh của Ủy ban Kinh tế Thương mại sắp tái mặt, Trịnh Lực Văn cũng không khác gì. Ai, Ngư Dương nghèo quá, chọc không nổi những thần tài ra này. Chủ nhiệm Tần, Chủ tịch huyện vệ có ý tứ gì với chuyện này? Diệp Phàm thở dài. Đánh rất răng cửa tự mình nuốt. Tần Chí Minh văng ra một câu. Lắc đầu cười khổ. Đây chính là ý tứ của chủ tịch huyện vệ. Diệp Phàm có vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, khẩu khí của cô ấy rất nghiêm túc, nhất định phải giữ tập đoàn Phi Vân lại, bất luận trả cái giá như thế nào, huyện đã đói lòng đến mức sung chát cũng ăn. Ai, mẹ kiếp, tôi làm chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại mà cũng phải ấm ức, mười mấy nhà máy ở dưới, tình hình hùn vốn cá nhân ở mấy chỗ trong huyện chúng ta đều như thế, những ông chủ bên ngoài đều có bộ mặt này. Bọn họ là đại gia, đến đập tiền moi tiền, chúng ta là tôn tử, đi đưa tiền cười làm lành. Tần Chí Minh nghiêm mặt bất đắc dĩ chửi thẳng. Bởi vì Diệp Phàm trước kia chính là cấp dưới của y, quan hệ giữa hai người cũng không tồi, cho nên nói chuyện tương đối thoải mái như anh em. Đối với tốc độ thăng quan của Diệp Phàm, Tần Chí Minh cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, không quá thời gian nửa năm, người ta từ chỗ là một thôn quan cấp dưới của mình lại trèo lên đầu mình làm phó chủ tịch huyện. Nếu nói trong đầu Tần Chí Minh không có đố kỵ gì, tuyệt đối không có khả năng. Tuy nhiên Tần Chí Minh mặc dù nói có chút suy nghĩ, cũng không đi dở trò ngầm hại Diệp Phàm, nói ra nhìn thấy sự trưởng thành của Diệp Phàm, trong lòng Tần Chí Minh cảm thấy rất vui mừng tự hào. Nếu như tìm Tiếu Tuấn Thần ra mặt đoán chừng cũng không chống đỡ được chuyện gì, Tiếu Ngạo Xương quá kiêu ngạo, căn bản không đặt huyện nghèo Ngư Dương ở trong mắt, có lẽ trong mắt cô ta, Ngư Dương chỉ là miếng rẻ lau. Ba ngày thoáng cái trôi qua, Diệp Phàm vẫn chưa tìm được cách phá giải đường đi của tập đoàn Phi Vân. Bí thư Cổ, tôi hy vọng anh có thể ra mặt nói giúp với Diệp Phàm mấy tiếng, thật sự không thể thả tiểu ba ra được sao? Chúng tôi có thể bồi thường tổn thất, đưa 10 vạn thì thế nào? Hạng mục cấp tiền dự tính năm nay của tài chính thành phố có khuynh hướng nghiêng về các huyện nghèo khó, tuy nhiên huyện nghèo khó của thành phố Mặc Hương chúng ta cũng không chỉ có một mình Ngư Dương các anh, tất cả mọi người đều khó khăn, ha ha. Cục trưởng Cục Tài chính thành phố Vương Thiên Lượng đè ép Cổ Bảo Toàn. Ông ta cũng không còn thể diện, cháu trai Vương Tiểu Ba sau khi bị Lô Vĩ tra rõ vụ án, kết án trình diện Viện Kiểm sát, yêu cầu Viện Kiểm sát đưa ra công tố, tòa án phán quyết. Viện Kiểm sát và tòa án huyện vốn vẫn đang quan sát, hy vọng có thể moi được ít tiền trong tay Vương Thiên Lượng, tuy nhiên Cục trưởng Cục Công an Lô Vĩ thúc giục sát sao, ép tới, vụ án đã kéo dài mấy tháng. Nếu tiếp tục kéo dài Lô Vĩ uy hiếp sẽ trực tiếp thông qua cục thành phố báo lên Viện Kiểm sát thành phố Mặc Hương. Hừ, lão Hồ Ly, lại lấy chuyện cấp tiền ra nói chuyện. Mẹ kiếp, huyện chúng tôi nghèo thì phải bị khinh bỉ hay sao? Ông kêu tôi nói với Diệp Phàm, chuyện này dễ nói vậy sao? Vương Tiểu Ba rõ ràng dùng hình phạt riêng, còn kêu phó chủ tịch huyện Diệp đánh rất răng cửa nuốt vào trong bụng, chuyện này cũng quá lắm. Nếu vì chuyện này mà Diệp Phàm không vui vẻ, sau này làm chuyện gì cũng đối đầu với mình, hoặc là xuất công không xuất lực thì tổn thất cũng không nhỏ. Tiểu tử này là một người có năng lượng,
cũng không biết hắn và phó chủ tịch tỉnh Tề Chấn Đào có quan hệ gì hay không, còn có một trưởng ban tống, tất cả đều là quan lớn. Nếu như bọn họ có quan hệ, cho dù chỉ là chút quan hệ dây mơ dễ má, mình làm như vậy là rước họa vào người. Mình rốt cuộc là nên khuyên hay không khuyên, nếu không khuyên giải Vương Thiên Lượng nhất định sẽ gây khó dễ ở phương diện tài chính, ngày tháng sau này cũng khó sống. Mọi chuyện không có tiền sẽ rất khó khăn, đầu năm nay cái gì mà không cần tiền, mọi chuyện đều bị tiền làm rối loạn. Cổ Bảo Toàn cấp tốc suy nghĩ, vô cùng khó xử, tựa hồ cảm giác không thở nổi. Cục trưởng Vương, anh là người của Ngư Dương, đối với chuyện cấp tiền xuống Ngư Dương, tôi vô cùng cảm kích. Tuy nhiên chuyện lần này quá lớn, Phó Chủ tịch huyện Diệp thật ra chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là phóng viên báo tỉnh và phóng viên đài truyền hình rất khó để các cô ấy hài lòng. Nếu trong huyện không xử lý chuyện này, chọc đến báo tỉnh thì Ngư Dương chúng tôi gặp khó khăn rồi. Chuyện quan trọng nhất là trưởng ban tống của tỉnh ủy đích thân hỏi đến chuyện này, ông ấy vẫn đang đợi xem kết quả, cho nên chuyện này Ngư Dương rất khó xử. Cổ Bảo Toàn cũng thông minh, dứt khoát trực tiếp lấy Lan Điền Trúc và Tống Sơ Kiệt ra đè ép Phương Thiên Lượng. Diệp Phàm Trái lại bỏ bớt sang một bên. Tôi nghĩ trưởng ban tống là một quan lớn, trông coi mười mấy vạn quan viên tỉnh Nam Phúc, làm gì có thời gian để ý tới chuyện nhỏ nhặt này. Chuyện này xin bí thư cổ yên tâm, hẳn là không có chuyện gì, còn về phần phóng viên báo tỉnh không phải nghe nói đêm hôm đó đã giải quyết xong rồi, tôi nghĩ các cô ấy cũng rất khó đến Ngư Dương nữa. Ha ha ha, nếu chuyện này có thể thành, năm nay tôi sẽ cấp thêm cho huyện Ngư Dương 500 vạn tài chính để trợ cấp phát triển kinh tế. Bí thư cổ, anh hãy suy nghĩ cho kỹ, ha ha ha, tôi gác máy đây. Vương Thiên Lượng lại đem tiền ra đè ép Cổ Bảo Toàn. Hơn 500 vạn, vì 500 vạn, Cổ Bảo Toàn này phải làm kẻ ngốc một phen rồi. Ai, chuyện này là thế nào chứ? Cổ Bảo Toàn thở dài vẻ mặt khổ sở, kêu lên với thư ký. Báo cục trưởng Lô đến phòng làm việc của tôi. Kỳ quái, hôm nay tâm tình ông chủ hình như đặc biệt không tốt, khẩu khí gay gắt, trước kia kêu mình báo cho người nào đến cũng kêu một tiếng, Tiểu Ngô trước. Lần này lại không gọi cả tên mình, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cục trưởng Lô chọc giận ông ấy? Thư ký Ngô Kỳ Thắng trong lòng buồn bực gọi điện thoại cho Lô Vĩ. Không lâu sau, Chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh cũng nhận được điện thoại của lãnh đạo thành phố, ý tứ cũng chính là kêu cô ta khuyên nhủ đồng chí Diệp Phàm, xuất phát từ đại cục toàn huyện, nhẫn nhịn tạm thời, lùi một bước trời cao biển rộng có là gì, khẳng định cũng là Vương Thiên Lượng tìm đến nhờ vả. Thái độ của Vệ Sơ Tinh rất kiên quyết, trả lời là sẽ khuyên Diệp Phàm bỏ qua cho Vương Tiểu Ba. Bởi vì phát triển kinh tế chính là nhiệm vụ của Chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh, nếu GDP không tăng lên thì Chủ tịch huyện cô ta sẽ gặp khó khăn, cho nên vừa nghe nói đến chuyện này đã trực tiếp gật đầu. Cô ta không băn khoăn nhiều như Cổ Bảo Toàn, đôi mắt chỉ nhìn vào khoản tiền 500 vạn được cấp thêm, đó là số tiền lớn, giải quyết được không ít chuyện. Một chiếc võng quan thế nhân tình cực lớn từ trên trời trục xuống người Diệp Phàm, xem ra năng lượng của Vương Thiên Lượng cũng không nhỏ, uy lực của cục trưởng cục tài chính thành phố không thua kém đạn pháo. Lô Vĩ sầm mặt bước ra khỏi phòng làm việc của Cổ Bảo Toàn, một quyền nện lên lan can phát ra tiếng kêu loảng xoảng. Đại ca, Vương Thiên Lượng ở sau lưng giở trò rồi. Lô Vĩ hừ nói. Y giở trò, cứ để y làm. Tôi vừa nhận được điện thoại của Chủ tịch huyện Vệ và Bí thư Cổ. Bọn họ muốn gặp mặt nói chuyện gì đó, có lẽ chính là Vương Thiên Lượng ở sau lưng gây chuyện. Hừ, lần này quyết không nương tay, tôi phải để cho Vương Tiểu Ba ngồi nhà lao hát bài nước mắt sau song sắt, chuyện này tưởng là năm trước sẽ xử lý, lúc ấy Cổ Bảo Toàn cũng gật đầu. Vậy mà chưa qua 20 ngày đã thay đổi rồi. Phong vân trên đời này biến đổi thật là nhanh, không ngờ chuyện này lại bị Cổ Bảo Toàn mạnh mẽ đè ép xuống, đây là điển hình của can thiệp công chính tư pháp. Diệp Phàm cứng rắn nói. Ừ, em cũng sẽ không buông tay. Nếu thật sự không được em sẽ chuyển người đi, mẹ kiếp. Lô Vĩ mắng. Đừng nóng vội, lão đệ cậu cứ nghe theo bí thư cổ là được rồi. Chiếc ghế cục trưởng của cậu vẫn chưa xác định, hội đồng đại biểu nhân dân huyện vẫn còn treo đấy, không thể làm loạn với Cổ Bảo Toàn được. Chuyện của Vương Tiểu Ba, tôi tự có cách, mặt ngoài chúng ta cứ ra vẻ đồng ý. Chuyện này chỉ cần chọc tới phía bên Tứ Mỹ Thủy Châu là được. Tôi tin bọn họ tùy tiện ra ngoài hét to một lát cũng đủ làm Vương Thiên Lượng khiếp vía rồi, ha ha ha. Diệp Phàm cười khan nói. Tuyệt. Lô Vĩ gượng cười hét ra một tiếng, cúp điện thoại, thầm nghĩ đại ca hiện tại cũng bắt đầu chơi đòn rồi,
lợi hại, tứ Mỹ Thủy Châu người nào cũng có ra thế. Trong số bọn họ tùy tiện rút ra một người chí ít cũng là quan lớn cấp phó tỉnh. Nhà đại Mỹ Triệu tứ tiểu thư ở quân đội có trình độ không thể xem thường, chỉ cần bá phụ Triệu Quát của Lam Nguyệt Vịnh hừ một tiếng, có lẽ tư lệnh quân khu tỉnh Trấn Thang Thành cũng khiếp sợ. Người ta mặc dù nói là một thường vụ không quản chuyện, nhưng tốt xấu gì cũng là một thường vụ tỉnh ủy, chiếm một ghế trong mười mấy quan tỉnh cấp cao ở tỉnh Nam Phúc. Thường vụ tỉnh ủy tức giận cho dù là Vương Thiên Lượng cũng không đỡ được. Nhị Mỹ nữ Lan Điền Trúc nghe nói phụ thân Lan Cơ Văn là hiệu phó hải đại, học trò giải khắp thiên hạ, chỉ cần ông ta hừ một tiếng, đương nhiên quan viên học sinh phải vì thiên kim tiểu thư của thầy giáo mà xuất lực. Nghe nói bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Mạc Hương Tào Anh Bồi chính là đệ tử chân truyền của Lan Cơ Văn. Nếu như viện kiểm sát và tòa án Ngư Dương không làm gì cả, ủy ban kỷ luật thành phố người ta trái lại có thể hạ thủ tới điều tra, tội danh không làm tròn trách nhiệm còn nhỏ, tội tham ô cũng không cần phải nói. Tam Mỹ Tống Trinh Ngọc phụ thân là Tống Sơ Kiệt, trưởng ban tổ chức quản ngũ quan một tỉnh, trực tiếp mà nói người này đáng sợ nhất, quyền thế nặng nhất, hắt xì hơi có lẽ tất cả ngũ quan viên của Ngư Dương đều lắc lư. Tư Mỹ Diệp Khả Khả cũng không phải nói, một trong tứ đại thế gia quốc thuật Thủy Châu, cùng cấp bậc với nhà lão tử. Chương 504, quyền lực không nhỏ. Đại ca lợi hại a, nếu như đại ca có thể đem tứ Mỹ toàn bộ tới tay vậy thì đại phát rồi, có gia thế hùng hậu của bốn Mỹ tương trợ, quân đội, chính giới, hắc bạch hai nhà đều có người, mũ quan của đại ca chẳng phải cứ thế tiến lên ầm ầm. Lô Vĩ cười dâm đãng, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Chẳng qua bốn con mẫu đại trùng vây bắt một người nào thì chắc người đó cũng rất thảm, Triệu tứ tiểu thư giống như chị cả, đại ca chắc là khó có thể hàng phục cô ấy rồi. Lan Điền Trúc cũng đầy gai. Diệp Khả Khả là con búp bê, từ phương diện quốc thuật thì nhà cô ấy sẽ tuyệt đối thích đại ca, đáng tiếc đại ca lại không thể nào ngược lại, dạng cương triều như vậy còn phải tấn công rất vất vả. Diệp Phàm đang ngồi ở phòng làm việc cổ bảo toàn tâm sự, Lô Vĩ cũng nói loạn một hồi. Dù sao y là nhân tài từ phòng điều tra Bộ Công an điều ra, hiểu rõ nội tình của Thủy Châu Tứ Mỹ, so với đại ca là cố vấn thượng tá tổ đặc cần còn lợi hại hơn nhiều. Đồng chí Diệp Phàm, sau khi hội nghị thường vụ thảo luận thông qua, vì tăng nhanh xúc tiến kinh tế huyện ta toàn diện hồi phục và phát triển mạnh, từ đó triển khai công tác. Quyết định thành lập khu kinh tế Lâm Tuyền, thật ra thì cũng là một khu kinh tế thuộc huyện bao gồm 6 trấn 2 xã ở phía Nam Ngư Dương, theo thứ tự là thị trấn Lâm Tuyền, thị trấn Quy Hồ, thị trấn Vũ Khê, thị trấn Giác Lâm, thị trấn Tà Nham. Cộng thêm xã Khê Khanh và xã Sài Mộc. Trong khu thiết lập một hội quản ủy, anh chính là chủ nhiệm kiêm bí thư đầu tiên của quản ủy hội, đảng ủy viên chia đều do 6 người đứng đầu từ 6 trấn 2 xã. Bọn họ theo thứ tự là Mâu Dũng, Liễu Chính, Phí Tiểu Nguyệt, Trung Minh Đào, Tống Ninh Giang, Thái Đại Giang, Phí Quốc Tư, Triệu Đính 8 người. Cộng thêm hai phó chủ nhiệm và anh sẽ là toàn bộ đảng ủy hội, cũng gần bằng thường vụ huyện. Đảng ủy hội là cơ cấu trọng yếu của quản ủy hội, hy vọng anh có thể sử dụng tốt đảng ủy khiến nó chân chính phát huy ra tác dụng trọng yếu, tăng nhanh phát triển khu kinh tế Lâm Tuyền, kéo các thị trấn, xã quanh Ngư Dương quật khởi. Cổ Bảo Toàn nói một hồi làm Diệp Phàm lúc đầu thì vui mừng còn sau đó thì cười lạnh. Hắn thầm nghĩ, xem ra đầu tiên cho mình một củ cà rốt sau đó mới đánh một gậy. Bí thư của 6 trấn 2 xã giống như là do mình quản lý, quyền lực không thể bảo là không lớn, chiếm nửa Giang San Ngư Dương. Tổng sản lượng kinh tế chắc chiếm tới 6 thành huyện Ngư Dương, quyền lực có lẽ cũng vượt qua đám thường vụ huyện ủy rồi. Vì thần tài Vương Thiên Lượng, tiền vốn mà Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh bỏ ra không thể bảo là không lớn. Chẳng qua sau đó chắc sẽ bảo mình phải lấy đại cục làm trọng, từ toàn bộ nghiệp lớn của huyện mà tha cho Vương Tiểu Ba một đường. Cái gì mà hoãn thi hành hình phạt, đơn giản là bảo mình đừng làm loạn. Đồng chí Diệp Phàm, vị trí của 6 trấn 2 xã ở Ngư Dương chúng ta là rất lớn, chiếm tới 6 thành sản lượng kinh tế huyện. Kinh tế toàn huyện có thể tăng tốc hay không phải xem vào chủ nhiệm ban quản lý là anh, trọng trách trên vai rất lớn. Lúc ấy bí thư Cổ đã chỉ thị tôi đặc biệt làm ra kế hoạch này, trong thường vụ huyện cũng tranh cãi, rất nhiều thường vụ lo lắng anh còn trẻ có cầm nổi lá cờ lớn này hay không. Đây cũng là chuyện liên quan đến kinh tế toàn bộ huyện phát triển mạnh, nếu không thành công sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ huyện. Lúc ấy tôi và bí thư chắc sẽ bị thành phố phê phán, mấy thường vụ Ngư Dương lo lắng cũng có lý do. Chẳng qua bí thư Cổ và tôi đều tin tưởng anh có được dũng khí để cầm lấy lá cờ phát triển kinh tế,
phát huy đầy đủ tác dụng của 6 trấn 2 xã, đẩy mạnh phát triển kinh tế của huyện lên một thời kỳ mới. Ngư Dương không thể đợi thêm nữa, không thể lại đứng chót thành phố, vấn đề này đã tồn tại mấy năm không được giải quyết, huyện Hồng Tinh bên cạnh cũng đã mở ra con đường. Năm ngoái tại sao Nguyên Bí Thư Lý và Chủ tịch huyện Trương vừa đến thành phố thì không ngóc đầu lên được cũng bởi vì kinh tế trong huyện tăng trưởng ở con số lẻ, còn huyện Hồng Tinh tăng trưởng 4%, so với con số 8% của thành phố thì chưa thể gọi là nhiều. Nhưng so với chúng ta thì đã có khoảng cách lớn. Hiện giờ huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Hồng Tinh lại càng ca khúc khải hoàn, vừa đầu năm đã lôi về khoản đầu tư 4.000 vạn. Tôi nghe nói tập đoàn Phi Vân Hồng Kông gần đây đã bí mật bàn bạc với thành phố Phúc Xuân, Tiếu Phi Thành chắc là tính toán xây dựng căn cứ dệt tơ ở đó. Vì thế chuyện nhà máy dệt tơ thảm sợi lần này bọn họ ra điều kiện hà khắc như vậy, thậm chí có thể nói là khó tiếp nhận. Thường vụ cũng thảo luận chuyện khuếch trương nhà máy, ra sức ủng hộ quyết định của Cục Chiêu Thương. Chuyện nhà máy dệt trước mắt cứ giao cho Cục Chiêu Thương và Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện. Bất kể thế nào cũng phải lưu được tập đoàn Phi Vân Hồng Kông, thâm hụt tiền cũng có thể tiến hành, từ đại cục mà nói thì vẫn là thành công. Vệ Sơ Tinh nói một tràng dài uyên thâm khiến đầu Diệp Phàm muốn nổ tung. Chủ tịch huyện Vệ, cho dù là đáp ứng điều kiện tập đoàn Phi Vân thì chúng tôi cũng không có gì trong tay a. Đây chính là khoản tiền lớn ngàn vạn a. Đừng bảo là 2.000 vạn mà 200 vạn cũng cầm không ra. Hiện giờ tôi quản lý chuyện xây dựng khu kinh tế Lâm Tuyền, lại muốn xử lý chuyện nhà máy dệt tơ thảm sợi, không có cách phân thân a. Diệp Phàm mượn cơ hội kêu khổ, đơn giản là muốn thêm quyền bổ nhiệm nhân sự. Tuy nhiên khiến Diệp Phàm kỳ quái chính là Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh không hề nhắc tới chuyện Vương Tiểu Ba, chẳng lẽ là mình đoán sai, hai vị huyện thái gia căn bản là không để ý thần tài Vương Thiên Lược. Chẳng qua Lô Vĩ bị phê bình mà nói tới. Lúc ấy Cổ Bảo Toàn nói Lô Vĩ xen vào chuyện người khác, ý là vụ án của Vương Tiểu Ba đã trình lên Viện Kiểm sát, Cục Công an đã hết chức trách. Về phần huyện Viện Kiểm sát và Pháp viện xử lý thế nào là chuyện của người ta. Anh lại cứ muốn thông qua Cục Công an thành phố bức cung hai viện, dường như là hơi có chút mượn chuyện làm loạn. Điều này thì không sao, anh là chỉ huy, mọi việc phải nhờ cấp dưới. Nếu không chuyện gì cũng tự mình đi làm thì không ổn. Anh phải thay đổi cách nghĩ, trước kia ở cơ sở thì mọi chuyện đều phải tự mình đi làm, hiện giờ không phải vậy. Anh là phó chủ tịch huyện rồi, còn phân quản 6 trấn 2 xã, ngoài ra còn có Cục Chiêu Thương, mảng khoa học kỹ thuật, Cục Tuyên giáo cho tới kho khu. Chuyện chính của anh là chỉ huy tốt 6 trấn 2 xã, xúc tiến bí thư chủ tịch thị trấn khai triển tốt công tác, làm tốt chiêu thương và thu hút đầu tư. Bởi vì Cục Chiêu Thương vừa thành lập nên phải phối hợp làm tốt công tác xúc tiến đầu tư nhà máy, quản lý tốt 6 trấn 2 xã, xúc tiến kinh tế phát triển mạnh. Chuyện cụ thể do bọn họ làm, chỉ cần anh chỉ huy là được, mấu chốt là ý tưởng và chỉ dẫn phương pháp làm việc. Làm một lãnh đạo, phải nhìn chung toàn cục, bố cục hợp lý, thu xếp điều chế thuộc hạ làm tốt công tác. Không hiểu được vấn đề này thì cho dù anh mệt chết cũng không làm tròn chức trách, còn trách sao người ta không thông. Lấy ví dụ như tôi và chủ tịch huyện Vệ mà nói ba, phải nhìn toàn cục huyện lẫn chiếu cố những huyện xung quanh có ảnh hưởng. Nếu như anh ngay cả 6 trấn 2 xã cũng không thu xếp được thì làm sao sau này tiến lên nhìn toàn huyện, thậm chí cả thành phố. Cổ Bảo Toàn lúc này giống như một thầy giáo hướng dẫn cho con chim non Diệp Phàm. Tôi cũng hiểu như vậy, nhưng trong tay không có người thì làm thế nào? Lấy ngay như Cục Chiêu Thương mà nói, trước mắt chỉ có một Trịnh Lực Văn làm phó cục trưởng. Tôi vốn định điều phó tránh văn phòng Cục Tuyên giáo Đinh Hương Muội đến Cục Chiêu Thương nhậm chức tránh văn phòng, chẳng qua vừa đưa đề nghị lên còn nói chủ nhiệm của Cục Chiêu là cấp phó phòng, còn phải cần ban tổ chức huyện ủy lập hồ sơ khảo hạch phê chuẩn mới được. Mấy người của ban tổ chức chắc hai vị huyện thái gia đều rõ ràng, một chức vụ chưa qua nửa năm thì chắc chưa xong. Đợi đến khi đó thì cơm canh đã nguội hết cả, trong khi đó chức vụ tránh văn phòng của Cục Chiêu Thương tương đối trọng yếu, việc chiêu đãi khách trong cục rất nhiều. Chuyện này mà làm chưa xong còn nói gì tới chiêu thương, nói gì thu hút đầu tư. Diệp Phàm cũng nói thẳng. Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh đem trách nhiệm nặng như vậy áp cho mình, nếu như kinh tế 6 trấn 2 xã không thể đi lên, Cục Chiêu Thương hoạt động không hiệu quả thì Phó Chủ tịch huyện là hắn chắc là cũng đi đời, đến lúc đó chẳng phải lại về mấy cục hẻo lánh dưỡng già. Vốn là vị trí này Diệp Phàm để lại cho Phó Chủ nhiệm Văn phòng Đảng chính thị trấn Lâm Tuyền Phương Nghê Muội,
Tuy nhiên bây giờ Phương Nghê muội đã đính hôn với Tạ Đoan, sao còn sợ không có chức vụ tốt? Hơn nữa, nếu như chuyện mình can thiệp tới tai Tạ Cường thì sẽ không hay. Mấy ngày trước chủ nhiệm văn phòng đảng chính thị trấn Lâm Tuyền Vương Nguyên Thành vì chọc vào mình mà mất chức, Tạ Đoan cũng vừa lấy được vị trí chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền. Phương Nghê muội hiện giờ chắc đang ngắm nghía vị trí chủ nhiệm ban đảng chính chức. Chẳng qua Tạ Đoan nếu vì tị hiềm sẽ không bổ nhiệm Phương Nghê muội. Bởi vì chủ nhiệm ban đảng chính là đại quản gia thị trấn, chủ tịch thị trấn và chủ nhiệm ban đảng chính là vợ chồng nhất định là có người nói ra nói vào. Tuy nhiên Triệu Đoan hoàn toàn có thể thu xếp cho Phương Nghê muội đến Liên hiệp Phụ nữ nhậm chức chủ nhiệm, một công đôi việc. Như vậy đi, tôi cho anh quyền lực đặc thù, cục chiêu thương ngoại trừ chức cục trưởng còn những chức phó và chủ nhiệm các ban bệ đều do anh toàn quyền chịu trách nhiệm xây dựng, cần điều người nào cứ nói. Sau khi làm công văn đưa cho tôi ký rồi tới trực tiếp đưa ban tổ chức khảo hạch thông qua là được. Về phần khu kinh tế Lâm Tuyền cũng có điều chỉnh nhân sự sơ qua, còn phải bổ sung thêm vài phó chủ nhiệm mới được. Phó chủ nhiệm thường vụ do đồng chí Trương Quốc Hoa từ thành phố xuống đảm nhiệm, một phó chủ nhiệm khác là trợ lý chủ tịch huyện Ngọc Xuân Thiền, còn một phó chủ nhiệm khác tôi để anh đề cử. Tuy nhiên trong hội nghị thường vụ cũng đưa ra chỉ tiêu cho anh trong 2 năm phải cho khu kinh tế Lâm Tuyền tăng trưởng kinh tế 5%. Tôi cũng biết áp lực của anh rất lớn, cũng không còn cách nào. Áp lực của cán bộ toàn huyện đều lớn, chúng ta đều phải quyết tâm. Đến lúc đó kinh tế không thể đi lên thì mất mũ quan chắc cũng không chỉ có tôi và chủ tịch huyện vệ mà có lẽ là toàn bộ thành viên Ngư Dương. Cổ Bảo Toàn lần này lại vất ra mấy gậy cho đồng chí Diệp Phàm hưởng thụ. Chương 505, dành tiền. 5%, chuyện này rất khó. Năm ngoái chỉ có 0%, trong 2 năm phải đạt tới 5%, bí thư Cổ, chủ tịch huyện vệ. Chỉ tiêu này định ra cũng quá cao. Tôi nghĩ chuyện này có lẽ khó có thể thực hiện được, vẫn xin hai vị lãnh đạo mời cao minh khác. Diệp Phàm lấy lui làm tiến thêm một bước về mục tiêu đã định của mình. Diệp Phàm biết mình có kêu gào cũng vô dụng, Cổ Bảo Toàn tuyệt đối sẽ không hạ tiêu chuẩn xuống, bởi vì chỉ tiêu thành phố giao cho ông ta, trong vòng 2 năm phải làm GDP của Ngư Dương tăng trưởng hơn 4%. Cổ Bảo Toàn định cho mình là hơn 5%. Đó là bởi vì tổng lượng kinh tế của 6 thị trấn, 2 xã chiếm 6 phần toàn bộ huyện, nếu như không thể đi lên đoán chừng Ngư Dương cũng xong đời rồi. Chuyện này nói ra cũng không có gì đáng trách, chẳng qua mặc dù kêu khổ vô dụng, nhưng vẫn phải kêu gào, có thể mò thêm chút lợi ích đương nhiên vẫn phải mò. Mục tiêu trước hết của Diệp Phàm vẫn là thực hiện bản đồ đại quy hoạch Lâm Tuyền do chính mình khởi xướng trong vòng tròn kinh tế Lâm Tuyền. Chuyện này mới là huyết mạch để kinh tế bay lên. Huyết mạch không thông suốt thì nói gì đến kinh tế. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng biết hiện tại đề xuất chuyện này có hơi vội một chút, có thể đợi sau khi mình ngồi vững lên chiếc ghế chủ nhiệm thì tiến hành ngầm. Đồng chí Diệp Phàm, làm công tác không thể chọn nhẹ sợ nặng, chọn ba nhặt bốn. Trách nhiệm này tuy nói rất nặng, nhưng cũng là kỳ ngộ khó có được. Anh còn trẻ, sau này đường phải đi còn rất dài, người trẻ tuổi thì phải có khí phách mạnh mẽ của người trẻ tuổi. Vệ Sơ Tinh cùng Cổ Bảo Toàn phối hợp thật ăn ý. Được, tôi không nói nữa, nếu bí thư Cổ và chủ tịch huyện vệ đã tín nhiệm tôi như vậy, tôi không tiếp nhận cũng không được. Yên tâm, tôi sẽ không để cho các vị thất vọng. Tuy nhiên chủ tịch huyện vệ, khoản tiền 130 vạn cầm về của nhà máy giấy Các Tông Long Hưng Thủy Châu lần trước, thuộc về nhà máy giấy Lâm Tuyền hiện tại, không biết có thể chuyển vào sổ sách của Ban Quản lý Khu Kinh tế Lâm Tuyền được không? Đương nhiên. Tôi sẽ dùng vào tiền nào việc ấy, đem số tiền này dùng cho xây dựng nhà máy giấy hoặc là phát tiền lương bổ sung cho cán bộ công chức. Nếu không, khoản tiền trợ cấp của huyện thoáng cái sẽ không có cách nào đến tay, nhà máy giấy có hơn ngàn người, nếu như chủ tịch Hồ của tập đoàn giấy Thái Hưng Thủy Châu hủy bỏ đầu tư sẽ chọc ra chuyện kinh thiên đại loạn. Diệp Phàm lại thò tay đòi tiền. 130 vạn đó đã không còn nữa rồi. Mấy hôm trước công nhân viên chức của nhà máy thép Kim Ngưu đã 3 tháng không có tiền lương, cho nên phải cấp cứu, cũng phải để người ta có cơm ăn phải không? Chúng ta là cán bộ của đảng, không thể thờ ơ như vậy được. Huống chi nhà máy thép Kim Ngưu tuy nói là xí nghiệp trực thuộc Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện, nhưng địa bàn tốt xấu gì cũng ở thị trấn Lâm Tuyền, nếu như lòng người của hơn 1.000 công nhân trong xưởng không yên, cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến vòng kinh tế Lâm Tuyền có phải không? Ha ha! Vệ Sơ Tinh nhướng lông mày, cười rất ngọt ngào. Tuy nhiên Diệp Phàm luôn cảm giác nụ cười của cô ta nham hiểm như quỷ dạ xoa, 130 vạn bị cô ta nuốt trọn,
cuối cùng lại quẳng ra một câu nói như vậy. Trong lòng Diệp Phàm rất căm tức nói. Chủ tịch huyện vệ, cũng không thể nói như vậy, mới vừa rồi cô cũng nói nhà máy thép Kim Ngưu tuy nói địa bàn ở Lâm Tuyền, nhưng nó là xí nghiệp thuộc sở hữu nhà nước trực thuộc Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện. Tài chính, thu nhập từ thuế cũng không tính vào Lâm Tuyền, hình như khu kinh tế Lâm Tuyền chúng tôi cũng không chiếm được tiện nghi gì cả. Nghe nói nhà máy này phải giao cho thị trấn Lâm Tuyền quản lý, nhưng đã 3-4 năm rồi cũng không chuyển. 130 vạn đó là của nhà máy giấy Lâm Tuyền, cũng không thể tham ô chùi đít cho nhà máy thép Kim Ngưu được. Diệp Phàm cố gắng nói lý, trong lòng cũng biết 130 vạn đó đã bị Vệ Sơ Tinh nuốt vào bụng cũng không thể lấy ra được, tuy nhiên cũng phải kêu gào một lúc. Hắn thầm nghĩ, lão tử giống như đang gọi Xuân, cô ả Vệ Sơ Tinh này cũng không phản ứng, thật tàn ác. Được rồi, như vậy đi, đồng chí Diệp Phàm, sở tài chính tỉnh không phải vừa cấp cho huyện chúng ta 300 vạn trợ cấp nông nghiệp. Anh đi lấy về, 300 vạn đó cho khu kinh tế Lâm Tuyền, coi như là quà mừng của cổ bảo toàn tôi tặng cho anh. Thử nghĩ xem, anh vừa lên nhậm chức chủ nhiệm đã có 300 vạn hoạt động tài chính, còn phong cách hơn cả bí thư tôi, ha ha ha. Cổ bảo toàn liếc nhìn Diệp Phàm cười quỷ dị, đầu Diệp Phàm càng lớn. Hắn thầm nghĩ, chúc mừng cái rắm. Ngọc sử giới của sở tài chính tỉnh hiện tại hận không lột ra được ra tôi đi đòi tiền, đây không phải là tự tìm đánh à, có lẽ chuyện Ngọc Kiều Long đến nhà mình giả làm bà xã, cô ta cũng không nói cho người nhà Ngọc ra, mình cũng không cần thiết rũ chuyện xấu ra. Đồng chí lão cổ căn bản cấp cho khu kinh tế Lâm Tuyền một miếng bánh vẽ, bản thân ông ta không có cách nào đi lấy 300 vạn đó về, cho nên kêu mình đi chịu tội thay, căn bản không cắn được chiếc bánh đó, đây thuần túy là chơi bẩn người khác. Đồng chí Diệp Phàm, có một số chuyện lui một bước trời cao biển rộng, tôi nghĩ chuyện của Vương Tiểu Ba anh cũng biết rõ. Ở một phương diện khác anh cũng rõ hiện trạng của Ngư Dương chúng ta, anh là một phần tử của Ngư Dương, khẳng định cũng hy vọng có thể xây dựng Ngư Dương tốt hơn. Anh tranh giành với y có phải có chút hạ giá mình hay không? Cho nên chuyện này anh xem có thể nhún nhường hay không? Vệ Sơ Tinh cuối cùng cũng ném ra chủ đề quan trọng hôm nay. Trước đó cho Diệp Phàm nhiều lợi ích như vậy đơn giản chỉ là chăn đệm, chuyện này mới là chủ đề chính. Nhún nhường, tôi muốn hỏi chủ tịch huyện vệ cách làm sao nhún nhường. Diệp Phàm lạnh lùng cười một tiếng, biết hôm nay cổ bảo toàn và Vệ Sơ Tinh hảo tâm như vậy, khẳng định là muốn mình nhượng bộ, bỏ qua cho Vương Tiểu Ba. Nếu như cứng rắn cổ bảo toàn và Vệ Sơ Tinh cũng không có cách nào, nhưng cứ như vậy chẳng khác nào mình đối đầu với hai người chủ tịch và bí thư huyện. Bất lợi cho con đường phát triển sau này của mình, trừ phi không ở Ngư Dương mà ở chỗ khác. Diệp Phàm đã hạ quyết tâm chơi trò thủ đoạn, bên này chẳng qua cũng phải giả bộ một chút, diễn trò cho hai vị huyện thái gia nhìn xem, đương nhiên cũng phải cường ngạnh mấy phút đồng hồ, không giả trang ngược lại dễ dàng khiến người khác sinh nghi. Ai, tôi biết cậu rất ủy khuất, đổi lại là tôi cũng giống như vậy. Vương Tiểu Ba thật sự không ra gì, với tính tình của tôi đánh y vào đại lao là hợp lý hợp pháp. Tuy nhiên khoản tiền thành phố trợ cấp năm nay cho huyện chúng ta có thể gặp chút phiền phức, chúng ta là huyện nghèo, đương nhiên cũng muốn mò thêm một số trợ cấp để phát triển các hạng mục trong huyện. Cho nên, ý tứ của tôi cũng hy vọng cậu có thể xuất phát từ đại cục toàn huyện, chuyện này nên nhún nhường xử lý, đương nhiên, Vương Tiểu Ba vẫn phải bị trừng phạt. Chỉ cần cậu không phân cao thấp, đoán chừng sẽ phán hoãn thi hành án. Cổ bảo toàn lời nói thành khẩn, còn ném điếu thuốc qua. Đương nhiên. Diệp Phàm cũng không thể nhường bước chỉ với mấy câu như vậy, cứ như vậy, ba người rằng có nói chuyện hơn nửa canh giờ, cuối cùng Diệp Phàm giả bộ rất là ủy khuất, dáng vẻ vì đại nghĩa của toàn huyện, nói. Được rồi, nếu bí thư cổ và chủ tịch huyện vệ đều nói như vậy tôi còn lời gì để nói, tôi phục tùng thu xếp của tổ chức, vậy thì lui một bước, hy vọng Vương Tiểu Ba đừng gây chuyện nữa, nếu không tôi quyết không tha cho y. Tốt, tốt, tốt. Đây mới là lòng dạ nên có của phó chủ tịch huyện phân quản 6 thị trấn, 2 xã, đồng chí Diệp Phàm, hôm nay cậu chịu ủy khuất sau này sẽ đổi lấy hồi báo, chỉ cần làm tốt công tác, đưa kinh tế của vòng tròn kinh tế Lâm Tuyền đi lên, tôi và chủ tịch huyện vệ cũng sẽ ghi công cho cậu. Sau này có cơ hội gì chúng tôi cũng sẽ không keo kiệt. Cổ bảo toàn vô cùng vui mừng, thầm nghĩ hơn 500 vạn cấp thêm mà thần tài vương của thành phố đã đáp ứng giờ đã là ván đã đóng thuyền. Vệ Sơ Tinh cũng lộ ra nụ cười hiếm có, thở phào nhẹ nhõm, chuyện này nếu như Diệp Phàm cắn chặt không tha, cô ta thật sự cũng không còn cách nào. Người ta muốn truy cứu trách nhiệm,
đây là chuyện vô cùng chính đáng, nói ra chuyện ngày hôm nay mình và cổ bảo toàn làm có chút không phải, tuy nhiên chẳng qua vì đại cục, cô ta cũng đành phải làm trái lương tâm. Bí thư cổ, tôi có một cái ý nghĩ, có thể xin hai vị thái gia ủy quyền, toàn quyền giao cho tôi chịu trách nhiệm các công việc di rời và mở rộng nhà máy dệt Ngư Dương, hy vọng huyện ít vung tay múa chân, đương nhiên, lời này có chút khó nghe, chẳng qua giám sát cần thiết thì vẫn có. Diệp Phàm nói, tiểu tử này, không biết lại đang chơi trò gì đây, khi phá bỏ, rời đi nơi khác và xây rộng cũng tiêu tốn không ít tài chính, nếu làm nhẹ có lẽ cũng liên quan đến tài chính hơn ngàn vạn, lẽ nào tiểu tử này muốn thừa cơ làm chuyện gì đó. Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh liếc mắt nhìn nhau. Được, chuyện này toàn quyền giao cho cậu chịu trách nhiệm. Cổ Bảo Toàn cũng không biết có chú ý gì, dứt khoát đáp ứng. Tan sở, Diệp Phàm vừa đi ra cục tôn giáo. Lúc này điện thoại vang lên, là bí thư đảng ủy Liễu Chính của thị trấn Quy Hồ gọi tới, nói là mời khách ăn cơm. Nếu đã có người mời cơm, Diệp Phàm đương nhiên cũng không từ chối, hơn nữa về chuyện vòng tròn kinh tế Lâm Tuyền, Diệp Phàm cũng muốn trao đổi một số suy nghĩ với Liễu Chính. Nói ra sau này mình chính là cấp trên trực thuộc của Liễu Chính, thiết lập quan hệ tốt với cấp dưới cũng là chuyện nên làm, nếu không làm sao triển khai công tác. Liễu Chính gần đây vẫn luôn báo cáo công tác với Diệp Phàm, cũng rất chịu khó, Diệp Phàm cảm giác y có khuynh hướng muốn dựa vào mình. Tuy nhiên trước mắt phân lượng của mình còn chưa đủ, ít nhất cũng phải là thường vụ huyện ủy mới được. Địa điểm chọn ở Sơn Trang Vũ Nguyệt của Tạ gia, Diệp Phàm xem như cũng đến đây lần thứ hai, lần trước là đi cùng Tổng Giám đốc Hứa Thần của truyền thông giải trí Phong Tử. Hắn vừa mới vào đến đại sảnh đã sợ điếng hồn, phát hiện một đống người. Mâu Dũng, Liễu Chính, Phí Tiểu Nguyệt, Trung Minh Đào, Tống Ninh Giang, Thái Đại Giang, Phí Quốc Tư, Triệu Đính, lãnh đạo của 6 thị trấn, 2 xã mà mình phân quản đã đến đầy đủ. Lúc này trái lại có chút giống như cuộc họp đảng ủy vòng tròn kinh tế Lâm Tuyền trước thời hạn, ngoài phó chủ nhiệm thường vụ Trương Quốc Hoa và phó chủ nhiệm cũng là đảng ủy viên Ngọc Xuân Thiền không có mặt, tất cả đều đã đến đầy đủ. Trương Quốc Hoa nghe nói là từ thị ủy điều tới, nghe nói trước kia từng công tác ở huyện Cổ Xuyên. Khẳng định có quan hệ rất thân thiết với Cổ Bảo Toàn. Bí thư Cổ gọi y tới đơn giản chính là tới giúp mình. Y cũng kiêm danh hiệu trợ lý chủ tịch huyện, cán bộ cấp phó phòng, vì từng trải hơn Ngọc Xuân Thiền một chút, cho nên vẫn xếp hạng phía trước Ngọc Xuân Thiền. Ở phía trước phó chủ nhiệm còn tăng thêm 2 chữ thường vụ, tuy nhiên cộng thêm 2 chữ này quyền lực có thể lớn hơn một chút rồi. Cho nên cấp bậc của khu kinh tế Lâm Tuyền vẫn rất cao, trong 4 chủ nhiệm có 3 người là cấp phó phòng. Một người khác vẫn đang chờ Diệp Phàm tiến cử, Cổ Bảo Toàn có ý tứ thu xếp một phó chủ nhiệm cấp trưởng phòng phối hợp giúp đỡ công tác, cho nên mới trao quyền lực cho Diệp Phàm. Nếu là chức vụ cấp phó phòng lại phải thông qua hội nghị thường ủy huyện thảo luận thông qua, còn phải báo thành phố thông qua mới được. Đối với 10 vị đảng ủy viên khác của vòng tròn kinh tế Lâm Tuyền, Diệp Phàm cũng rất đau đầu, bởi vì tất cả đều có tư cách già dặn hơn mình. Chương 506, chúc mừng hay ra oai phủ đầu. Phó thường vụ Trương Quốc Hoa cũng không cần nói, người ta là từ thị ủy xuống tới, bình thường tiếp xúc đều là quan viên cấp phó phòng trở lên. Từ kinh nghiệm quan trường mà nói, tuyệt đối phong phú hơn so với mình, cũng có thể coi là nhân vật cấp cáo giả. Phó chủ nhiệm Ngọc Xuân Thiền cũng là do đoàn thanh niên thành phố xuống tới, sau lưng có Ngọc gia chống lưng nên cũng không dễ đối phó. Có lẽ Cổ Bảo Toàn ủy quyền cho Diệp Phàm tự mình đề cử một nhân tuyển phó chủ nhiệm cũng là vì thăng bằng quyền lực 3 phó chủ nhiệm để cho chủ nhiệm Diệp Phàm nói còn có người nghe, bằng không cả 3 đều có người chống lưng thì khu kinh tế Lâm Tuyền còn thế nào triển khai công tác. Trong đảng ủy viên của 8 thị trấn đều không có ai dễ đối phó, tất cả đều là người đứng đầu một phương, trong tay có thực quyền lẫn quyền tài chính. Diệp Phàm nghĩ đến chuyện sai khiến bọn họ là tương đối khó khăn. Trừ khi cho Diệp Phàm đeo thêm cái danh hiệu thường vụ huyện ủy, nếu không chỉ một phó chủ tịch huyện thì người ta có chống lưng phía sau chưa chắc đã sợ. Diệp Phàm suy đi nghĩ lại, cảm thấy kinh tế vòng quyền lực của chủ nhiệm rất lớn, nhưng lại có chút trống rỗng, chắc còn có chuyện phiền toái lớn hơn nữa. Sau này mỗi thị xã trong lúc phân chia lợi ích sẽ xảy ra chuyện tranh đấu, cái gì cũng có thể xảy ra. Trong số các ủy viên thì Ngọc Gia chiếm 2, là Ngọc Xuân Thiền và Mâu Dũng. Bởi vì Mâu Dũng gọi Ngọc Hoài Nhân là dược, nhất định nghiêng về Ngọc Xuân Thiền. Nhân số Phí Gia cũng có 2, là bí thư thị trấn Vũ Khê Phí Bạc Nguyệt và bí thư xã Khê Khanh Phí Quốc Tư. Bí thư Thái Đại Giang của thị trấn Tà Nham trước kia đi theo nguyên chủ tịch huyện Trương Tào Trung,
khi Trương Tào Trung cùng liên thủ với Phí Mặc thì chắc y đã sớm đầu nhập vào hướng Phí Mặc rồi. Ba người này một khi liên thủ thì chính là một lực lượng hùng mạnh, đến lúc đó ở hội nghị đảng ủy sẽ đấu với mình, vì hiện giờ mình và Phí gia đã xé rách ra mặt, Hoàng Hải Bình bị bắt giữ thì khẳng định người ta đã điểm danh mình rồi. Có tin đồn nói bí thư thị trấn Nam Khê Trung Minh Đào cũng dựa vào hướng Phí Mặc, nếu quả thật là tình huống như thế thì mối uy hiếp từ bốn người này càng không thể lường. Chẳng qua kể từ khi Hoàng Hải Bình bị bắt giữ thì những quan viên đồng nghiệp nhìn thấy mình cũng có chút sợ hãi, không dám khinh thường như trước kia. Chỉ còn lại Liễu Chính là có thể tranh thủ làm thủ hạ mình, Triệu Đĩnh là em trai Triệu Bính Kiện, thông qua Triệu Bính Kiện có thể giải quyết gã. Tống Ninh Giang trước kia có quan hệ với mình nên cũng có thể kết minh, chỉ là không biết qua mấy tháng đã đầu nhập vào ai rồi không, tuy nhiên khả năng tranh thủ là rất lớn. Diệp Phàm tính toán một hồi thì hội nghị đảng ủy sắp tới của khu kinh tế Lâm Tuyền đảng ủy bản thân mình chỉ có tổng cộng được 4 phiếu, với từng đó muốn nắm được hội nghị thì rất khó khăn. Lòng người khó dò, người ta muốn nghĩ như thế nào cũng khó nói. Việc cấp bách là còn phải đem mấy người kia gia nhập trận doanh, hâm nóng lại quan hệ trước kia cho tốt. Diệp Phàm quét một vòng 6 trấn 2 xã, thở dài một hơi. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được chỗ khó xử của Cổ Bảo Toàn khi làm một bí thư huyện ủy. Thủ hạ của mình mới chỉ là mấy thị trấn đã khó đối phó như vậy, Cổ Bảo Toàn làm bí thư huyện ủy, đối mặt chính là quan hệ toàn bộ huyện lại càng phức tạp. Làm quan không dễ. Trong lòng Diệp Phàm phun ra 4 chữ. Chủ tịch Diệp đến, ha ha ha, chúng ta sau này đều là binh lính trực thuộc ngài rồi, ngài là lãnh đạo, hôm nay đến đây rất là tốt. Liễu Chính giành trước một bước tiến lên đón, những người khác cũng cười híp mắt hơi có vẻ cung kính. Tất cả mọi người là nhất phương chư hầu, tôi đâu phải là lãnh đạo gì chứ, chúng ta đều là đồng nghiệp mà. Sau này vì khu kinh tế Lâm Tuyền cùng chung phát triển, mọi người cùng nhau nỗ lực là được, nói tôi là hậu cần của các anh còn có thể, ha ha ha. Diệp Phàm khiêm nhường. Chủ tịch huyện Diệp, anh mạnh khỏe, tôi là Tổng Quản lý Vũ Nguyệt Sơn Trang Tạ Phách Cường. Hoan nghênh chủ tịch huyện Diệp đầu lần quang lâm Sơn Trang, thật là vinh hạnh a. Các vị bí thư, hôm nay phí tổn toàn bộ tính cho Sơn Trang, coi như là chúc mừng khu kinh tế Lâm Tuyền thành lập. Lúc này có một người trung niên trông rất hồng hào từ phía sau đi ra, người này tiến đến đưa cho Diệp Phàm một tấm thẻ màu vàng, trên đó có hình một cô gái múa kiếm, tấm thẻ này có tên gọi là Vũ Kiếm Kim Tạp, cũng chia làm hai loại vàng và bạc. Có thẻ này thì có thể ưu đãi 20-30%. Đương nhiên cho các người khác là thẻ bạc, cấp bậc kém hơn một chút. Không hổ là người của Tạ gia, khuôn mặt của người này luôn tươi cười, khiến người khác rất khó sinh ra định ý, cho nên chuyện làm ăn Vũ Nguyệt Sơn Trang của Tạ gia đoán chừng là đứng đầu trong Ngư Dương Tứ Đại Sơn Trang. Tạ lão bản, lần này cũng không thể cho Sơn Trang các anh chịu hết, mấy người chúng tôi đã nói rồi đấy, lần này thì do bí thư Mâu trong 6 trấn 2 xã chúng tôi mời khách rồi. Ha ha ha, mọi người nói có đúng hay không? Liễu Chính cười nói, đúng đúng đúng, bí thư Mâu của thị trấn Lâm Tuyền sau này lại là trung tâm khu kinh tế, giống như Yên Kinh. Gần chùa được ăn oản a, tiền bạc chẳng phải là qua đó như nước. Mấy người chúng tôi chỉ biết đứng xem, ai, không hâm mộ cũng không được. Bí thư thị trấn Vũ Khê Phí Tiểu Nguyệt nhỏ giọng cười nói. Cô ả này, lại còn dám đóng giả gái quê, rõ ràng mặc hàng hiệu còn ra vẻ. Câu vừa rồi có vẻ khơi lên cuộc chiến. Khu kinh tế Lâm Tuyền còn chưa chính thức treo biển thành lập, không ngờ đã có người ngồi không yên, muốn hạ uy của mì. Diệp Phàm cười nhạt liếc mắt nhìn Phí Tiểu Nguyệt. Đúng đúng, chủ tịch Diệp lại là từ Lâm Tuyền đi ra, vị trí Lâm Tuyền không phải là những người chúng ta có thể so sánh. Chủ tịch Diệp huyện, nghe nói ngài đang chuẩn bị khởi động công trình xây đường đập Thiên Thủy, hiện tại thành lập khu kinh tế Lâm Tuyền, xã Khê Khanh chúng tôi là nghèo nhất trong khu kinh tế. Chỉ cách một con đường nhưng khác biệt quá xa với đập Thiên Thủy rồi. Ngài là đại lãnh đạo phải giữ cân bằng mới được, có thể phân ra chút tiền để sửa đường hỏng của xã Khê Khanh hay không, ha ha ha. Phí Quốc Tư cũng có tâm tư như Phí Chiếu Nguyệt. Bên ngoài kêu là đại lãnh đạo nghe rất sướng tai nhưng ẩn ý trong lời nói thì muốn mò một chút tiền trong khoản 200 vạn sửa đường thôn đập Thiên Thủy. Qua một vòng như vậy, mấy bí thư thị trấn, xã đều tiến hành tố khổ. Trong sảnh nhất thời biến thành hội nghị chính sách. Lão Phí, không thể nói như vậy, thị trấn Quy Hồ phải thông đường đầu tiên mới được, nếu không đường cũng không thông thì còn nói gì lấy Lâm Tuyền làm trung tâm.
cũng không thể cho chúng tôi vòng qua huyện rồi mới đến trung tâm Lâm Tuyền chứ. Liễu Chính cười ha hả. Y liếc Diệp Phàm một cái, lại nói. Khoản tiền 200 vạn để sửa đường đập thiên thủy chắc cũng không đủ, nếu anh còn phân ra thì chắc công trình sẽ nằm đó, tôi nghĩ các vị ngồi đây cũng không muốn nhìn thấy cục diện hỏng bét như vậy. Ừ, đúng vậy, đã sửa thì sửa cho tốt, nếu không lại dở dang ra đó. Tôi nghĩ khoản tiền này Chủ tịch Diệp đã có chủ trương, chúng ta không nên nói tới, tôi ủng hộ quyết định của Chủ tịch Diệp. Tống Ninh Giang cảm thấy Diệp Phàm đã thượng vị, cho dù thế nào cũng không để cho thị trấn Giác Lâm của mình chịu thiệt nên ủng hộ Diệp Phàm. Thật ra thì hội nghị thường vụ buổi sáng hôm nay chẳng những giao cho Diệp Phàm trọng trách mà còn đưa ra chỉ tiêu trong 2 năm thì khu kinh tế Lâm Tuyền phải tăng trưởng 5%. Ngoài ra còn có một nhiệm vụ khác là chọn ra một phó chủ nhiệm, của bảo toàn lúc đó đã xác định nhân tuyển là do chủ nhiệm Diệp Phàm quyết định. Tuy nói chỉ là một vị trí phó chủ nhiệm cấp trưởng phòng nhưng từ các thị trấn, xã hay một vài cục trưởng trên huyện như cục thủy sản, cục dân chính đều nhìn chằm chằm vào đó. Bởi vì hai phó chủ nhiệm là do hai vị trợ lý chủ tịch huyện cấp phó ban kiêm chức, vị thứ phó chủ nhiệm thứ ba tuy nói chỉ là trưởng phòng, nếu như hai vị trợ lý chủ tịch huyện có người thăng chức hoặc là có nhiệm vụ khác thu xếp điều đi thì người thứ ba rất có thể lập tức thăng làm phó chủ nhiệm cấp phó ban cho nên nó mới là miếng mồi hấp dẫn. Có thể nói, hiện tại Ngư Dương có ít nhất mười mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào vị trí phó chủ nhiệm này, mà nó lại là do Diệp Phàm chỉ định nên đương nhiên hắn trở thành tiêu điểm. Mấy người ngồi ở đây cũng muốn kiếm được, những thứ không nói, đạo lý gần quan được ăn lộc, ít nhất có thể lợi dụng vị trí phó chủ nhiệm kiếm chút màu mỡ cho bên mình. Chẳng qua kể từ khi Diệp Phàm mượn tay cổ bảo toàn đem chủ tịch thị trấn Hoàng Hải Bình bắt giữ thì đã coi như khai chiến với Phí Gia nên Phí Tiểu Nguyệt và Phí Quốc Tư đã không ôm hy vọng gì. Diệp Phàm chắc chắn sẽ không dùng ai trong hai người nên hai người cũng bắt đầu tiến hành quấy rối, càng loạn càng tốt. Được rồi, hôm nay không nói việc công, chúng ta an tâm hưởng thụ kiếm vũ mà Tạ lão bản thu xếp cho chúng ta đi đi, ha ha ha. Diệp Phàm vung tay lên, trong sảnh nhất thời yên tĩnh lại. Nơi này có mấy người đều có khả năng được Diệp Phàm lựa chọn nên rất tôn kính hắn. Liễu Chính cho là mình quan hệ với Diệp Phàm rất thân thiết. Chẳng qua tư cách quá cạn một chút, cho nên hy vọng là có nhưng không lớn. Tống Ninh Giang cho là mình từng cùng chiến tuyến với Diệp Phàm, giờ Diệp Phàm có tư cách quyết định, y dĩ nhiên cho là Diệp Phàm sẽ đem vị trí phó chủ nhiệm này cho mình. Thái Đại Giang tuy nói cho là mình với Diệp Phàm trước kia có chút ngăn cách, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, dù sao mình cùng Diệp Phàm coi như là đồng nghiệp, cũng rất có hy vọng tranh thủ. Trung Minh Đào tâm tư phức tạp nhất, trước mắt chưa có biểu hiện gì. Đương nhiên, người muốn cướp được vị trí này là Mâu Dũng, tiểu tử này vừa nghe tin tức kia thì lập tức hành động, chỉ là còn chưa chính diện tiếp xúc với Diệp Phàm.